Chương 1000, bà mày liều chết với mày. Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Nơi đây đúng là một nơi phong thủy bảo địa, cảnh tượng say đắm lòng người. Ở bên hành lang của căn viện, có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đối diện với nhau. Nếu như Lâm Hoán Khê mà trông thấy cảnh này, thì nàng đã nổi giận lôi đình rồi. Bởi vì một trong hai người này chính là Hứa Đông Lâm, thằng Hàn đáng ghét đã cho nàng leo cây trong buổi họp báo. Anh cho rằng chúng ta làm vậy, thì có thể giữ được sự kiêu ngạo và lòng tự tôn hay sao? Hứa Đông Lâm gương mặt xanh xạm lại nói với Lý Thừa Minh. Vốn là hôm nay Hứa Đông Lâm đã chuẩn bị tham gia buổi họp báo tại Công hội Trung Y, nhưng Lý Thừa Minh đã nói với tài xế đưa thẳng Hứa Đông Lâm tới đây. Hiện giờ thời gian của buổi họp báo đã bị lỡ, Hứa Đông Lâm có chạy tới đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nghĩ tới sự trả thù của Tần Lạc trong tương lai gần, càng làm cho Hứa Đông Lâm trở nên ức chế hơn. Anh cứ tưởng là đi xin lỗi thì mọi việc cũng giải quyết được hết hay sao? Người khác thì tôi không biết, chứ với Tần Lạc, thì nó không phải là một thằng quân tử. Đây vốn là một cuộc mua bán đổi trác, Hứa Đông Lâm nói, tôi chẳng cần quan tâm với việc có tha thứ hay không, tôi vốn đã tìm ra được cách giải quyết rồi, thế mà bây giờ anh lại làm cho tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Tôi không bao giờ để anh đi cúi đầu chịu thua trước mấy thằng tàu kia, tôi cũng không để anh đi bội cho chát chấu lên mặt mình. Anh không chỉ đại biểu cho riêng một mình anh chịu thua trước hắn, chính là đã công nhận dân tộc Đại Hàn chúng ta cũng đã chịu thua trước hắn. Nó cũng đồng nghĩa với việc là tôi đã chịu thua trước hắn. Mà tôi thì không bao giờ chịu thua cả, bọn tàu này không xứng đáng để tôi phải nhận thua. Lý Thừa Minh là một người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo, không chỉ bản thân hắn kiêu ngạo, mà còn kiêu ngạo về tổ quốc đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn nữa. Anh làm như vậy đúng là chẳng thông minh chút nào. Hứa Đông Lâm nói, chúng ta dĩ nhiên là phải giữ thể diện của mình, nhưng làm như vậy thì bọn họ sẽ càng tức giận hơn, bọn họ sẽ không bán ất can giải độc vương sang Hàn Quốc nữa, vậy bệnh nhân tại Hàn sẽ ra sao? Lẽ nào cứ để họ chết hay sao? Đó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Lý Thừa Minh ích kỷ nói, anh là bác sĩ và đó mới là việc anh cần quan tâm. Đúng vậy, và tôi đã tìm ra cách giải quyết, thế mà anh lại làm hỏng bét hết. Cách của anh là hy sinh sự tôn nghiêm của cả dân tộc để đổi lấy sự đồng ý của bọn chúng. Tôi không đồng ý, những đồng bào trong dân tộc chúng ta chắc chắn cũng sẽ không đồng ý với anh. Anh quá ích kỷ. Đây là cái cớ để lý giải cho sự bất tài của anh hay sao? Lý Thừa Minh cười nhạt nói, là một bác sĩ, anh nên cố gắng tìm ra phương thuốc để chữa trị cho bệnh nhân, thế mà anh lại phải đi lạy lục van xin người khác ban phước cho anh. Người ta làm được, tại sao anh lại không làm được? Hứa Đông Lâm nghẹn lời. Những lời chỉ trích của Lý Thừa Minh tuy rất khó nghe nhưng nó lại là sự thật. Tại sao người Trung Quốc có thể tìm ra được, còn người Hàn thì lại không? Lẽ nào y học Hàn Quốc lại không bằng được Trung Quốc hay sao? Anh có nghĩ tới hậu quả của việc này nó sẽ ra sao không? Hứa Đông Lâm nói. Thế anh có biết hậu quả của việc anh đứng ra xin lỗi bọn nó sẽ như thế nào không? Lý Thừa Minh ngoan cố nói, anh cứ tưởng rằng mình vì bệnh nhân nên mới làm vậy, nhưng người ta có tin anh không? Bọn họ đều là người ngu, bọn họ không bao giờ suy nghĩ sâu xa như anh, bọn họ chỉ biết việc anh làm là gây tổn hại xấu cho tinh thần dân tộc. Chỉ cần một người ra chửi anh, thì lập tức sẽ có hàng triệu người đứng ra vùi anh dưới bãi nước bọt. Đến khi đó, anh sẽ là người có tội với đất nước rồi. Tôi biết sẽ có hậu quả như thế này, Hứa Đông Lâm nói, nhưng chỉ có tôi mới có thể hạ hỏa cơn giận của Tần Lạc mà thôi. Không, anh không bao giờ làm nổi việc đó đâu. Lý Thừa Minh phủ nhận nói, không có ai là có thể làm được việc đó cả, chỉ cần anh là người Hàn còn nó là người Trung Quốc, chỉ cần cuộc cạnh tranh này vẫn diễn ra âm ỉ. Thì chẳng có bất cứ ai là có thể hóa giải được cơn giận trong người của nó. Hứa Đông Lâm nghe xong mà sững sờ nhìn gã công tử con nhà giàu này với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tôi đã nói rồi, anh không phải là bạn của tôi, nhưng chúng ta lại có chung một kẻ địch. Tôi không muốn mất anh, Lý Thừa Minh nói. Còn đối với sự trả thù của Tần Lạc, chúng ta hãy chung sức với nhau mà chống đỡ, sợ gì nó. Cảm ơn anh, Hứa Đông Lâm chua chát nói. Hoàng Thiên Trọng hiện giờ ở bên Long Tức càng ngày càng trở nên khó chịu và chán nản. Không phải chán nản nữa, mà là cực kỳ chán nản và khó chịu. Nếu như không phải không có đường lui, thì có lẽ hắn đã bỏ cuộc chạy lấy người từ lâu lắm rồi. Hắn bắt đầu nghi ngờ kế hoạch có thể thực hiện được hay không. Hắn bắt đầu nghi ngờ mình có thể nắm vững được cơ hội và Long Tức hay không. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm được mỗi một việc, đó là chờ đợi.
chờ đợi trong sự đau khổ. Các thành viên trong Long Tức đoàn kết với nhau, chơi với nhau, ăn với nhau, mỗi lần khi Hoàng Thiên Trọng tới gần là bọn họ đều tìm cớ lánh mặt. Thậm chí còn có người chẳng buồn lấy lý do gì, mà trực tiếp bỏ đi luôn khi thấy hắn tới gần, cứ như người ta coi hắn là không khí vậy. Dĩ nhiên là hắn đúng là một người ngoài cuộc, bởi vì cho tới hiện giờ những mệnh lệnh mà hắn đưa ra, chưa có người nào lập tức chấp hành ngay cả. Hắn đã từng nghĩ cách lôi kéo này để dìm hàng khác, nhưng lôi kéo ai mới được cơ chứ? Tiểu Lý Thám Hoa ngoài miệng nói đội trưởng nói gì cũng được, nhưng chỉ được cái nói miệng thôi, chứ đã chấp hành mệnh lệnh bao giờ đâu. Hỏa Dược thì tính tình cương trực, động một cái thì thẳng như ruột ngựa, cứ như vỗ vào mặt người ta vậy. Chuột và khỉ thì đều là do quân sư đưa vào trong Long Tức, nên trung thành tuyệt đối với quân sư, nên không thể lôi kéo nổi. Còn Ly thì lúc nào cũng coi hắn như cái gai trong mắt vậy. Bản thân Hoàng Thiên Trọng thì ngày nào cũng vẫn duy trì đưa cơm tới cho Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết vẫn ăn uống đều đặn, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề nói với Hoàng Thiên Trọng lấy một câu nào cả. Nếu như có thể, Hoàng Thiên Trọng có lẽ chỉ muốn hét lên thật to, sao tôi lại đơn độc thế này? Đúng vậy, hắn vô cùng đơn độc và lẻ loi, chẳng có bạn bè nào ở xung quanh, mỗi một người xung quanh hắn thậm chí lại còn coi hắn là đối thủ của mình nữa. Cả ngày trời chả có việc gì làm, nên hắn chỉ có thể vào phòng tập điên cuồng tập luyện và phát tiết lên cơ bắp của mình. Thế nên chỉ trong một thời gian ngắn thân pháp của hắn cũng linh hoạt lên trông thấy. Tính ra thì đây cũng là một thu hoạch nhỏ của hắn khi tới Long Tức làm đội trưởng. Lại một ngày như bao ngày khác, Hoàng Thiên Trọng đang luyện tập trong phòng, bỗng biên cánh cửa kêu lên ken két. Hoàng Thiên Trọng ngước mặt lên nhìn, thì thấy Ly đi một đôi giày công chúa màu đen bước vào. Ly không nói gì, hắn cũng không nói gì. Hoàng Thiên Trọng đã thử lấy lòng của Ly, nhưng Ly lại thể hiện thái độ ra mặt. Bây giờ nàng tự nhiên chủ động tới đây, chắc chắn là có việc muốn nhờ hắn rồi. Tôi muốn nghỉ phép, Ly nói. Lý do, Hoàng Thiên Trọng vẫn đang tập luyện, cả thân hình hắn nằm dưới đất, một tay chống đẩy, tay còn lại vắt ra sau lưng. Tay hắn dùng chống đẩy chỉ dùng hai ngón tay để nâng trọng lượng cơ thể mình lên. Chẳng có lý do gì cả, giọng của Ly khô cứng đáp lại. Thế thì không cho. Không cho tôi cứ đi đấy. Đấy là chuyện của cô. Hoàng Thiên Trọng cười, còn việc của tôi là đánh dấu, có thế thôi. Anh trả thù hả? Có gì không được, ngón tay của Hoàng Thiên Trọng lấy sức đẩy lên, hắn đã hoàn toàn đứng thẳng người dậy, sau khi lấy khăn lau mồ hôi trên cơ thể mình, hắn nói, theo như thái độ của cô đối với tôi, lẽ nào tôi lại phải ngọt ngào với cô hay sao? Tùy anh, Ly lạnh lùng nói, Long Tức bây giờ không còn như xưa nữa, có ở lại cũng chẳng có gì hay cả. Cô có thể đệ đơn rời khỏi đây. Hoàng Thiên Trọng nói, chỉ cần cô viết một tờ giấy, tôi lập tức sẽ phê chuẩn cho cô. Ly nghe mà nóng hết cả người, nàng cười lạnh nói, anh dựa vào cái gì mà nói tôi thôi là thôi được luôn. Long Tức này là của anh hả? Anh muốn tôi đi, thì tôi lại chẳng đi đấy. Tôi không những không đi, mà sẽ ngồi chờ đến ngày anh bị người ta đá đít ra khỏi đây. Cô có biết là cô đang nói chuyện với ai không? Hoàng Thiên Trọng nổi hết cả gân lên mặt, như muốn phát tiết tới nơi. Trong thời gian này Hoàng Thiên Trọng rất là ức chế, giờ lại bị Ly giễu cợt như vậy, chẳng khác nào khoét sâu vào nỗi đau của hắn, làm cho hắn phát điên lên. Có nên làm chút gì không? Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ, từ trước tới giờ mình quá hiền, nên bọn chúng khinh mình, cũng nên cho chúng một chút bài học để biết lễ độ mới được. Tôi đang nói chuyện với một thằng đã từng bị đá đít khỏi Long Tức đấy. Ly nhếch môi nói, nàng vốn là người chẳng sợ trời sợ đất, giờ tâm tình lại đang điên. Nên càng nói càng khoét sâu hơn vào nỗi đau thầm kín của Hoàng Thiên Trọng. Nàng không hề biết nể nàng ai trừ Long Vương, nàng chính là Ly, một người cứng đầu cứng cổ nhất trên thế gian. Có lẽ, anh sẽ bị tống cổ khỏi đây lần nữa thôi, tôi không biết anh có gì để mà lên mặt với tôi cả. Dám phạm thượng à, muốn chết hả, Hoàng Thiên Trọng gầm lên, thúc luôn đầu gối vào bụng Ly. Đồng thời hai tay hắn vòng lên ôm lấy cổ Ly, hòng không để cho nàng có thời gian kịp né tránh. Hay dẫy dụa. Nếu như Ly lãnh chọn cú này, có lẽ nàng sẽ giống như con tôm, cong người hết cỡ rồi. Nhưng Ly là ai cơ chứ? Nàng biết Hoàng Thiên Trọng là kẻ xảo trá, nên đã sớm đề phòng trước khi đá đều của hắn. Khi trông thấy động tác tấn công của Hoàng Thiên Trọng phát ra, tay của Ly lập tức hiện ra một lưỡi dao bén ngọt. Tiếp sau đó con dao trong tay nàng phóng ngân châm ra tua tủa như hàng miễn phí bắn vào người của Hoàng Thiên Trọng. Bà hôm nay liều chết với mày. Ly nghiến răng thầm nghĩ. Chương 1001,
một mình chiến lại một đám người. Các cụ ngày xưa thường hay nói, kẻ cầm dao bao giờ cũng có lợi hơn kẻ tay không, để nói lên ưu thế giữa người có vũ khí và người tay không. Dĩ nhiên phi tiêu, hay phi đao thì nằm ngoài phạm trù này rồi. Vì phi tiêu không những là vũ khí, mà cự ly càng gần sát thương càng lớn và chính xác. Trong cự ly 5 mét dĩ nhiên sẽ chính xác và ngấm thịt hơn cự ly 500 mét rồi. Ngoại trừ mấy tên lính cần súng Sniper Rifle ra, thì chưa nghe nói ai đứng cách xa 500 mét đánh chính xác hơn 5 mét cả. Vì nói cho cùng họ cũng phải suy nghĩ tới sức cản của gió và sự cọ sát với không khí nữa. Ly đúng là rất cam hoàng thiên trọng, do vậy mà khi ra tay nàng đã tung luôn bảo bối tuyệt chiêu của mình ra mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nàng thậm chí còn cầm luôn cả chìa khóa xe của mình làm ám khí, ném mửa luôn vào Hoàng Thiên Trọng bất chấp tất cả. Và dĩ nhiên chiêu thức quái dị và đầy bất ngờ này của Ly sẽ gây cho Hoàng Thiên Trọng rất nhiều khó khăn. Hoàng Thiên Trọng bị phản đòn bất ngờ, toàn bộ thân thể vội vã vồ sát xuống đất, sau đó nhanh người lăn lộn, cứ như mấy con lửa lăn lộn giữa mấy đống bùn bẩn thỉu vậy. Hành động này của Hoàng Thiên Trọng đúng là không đẹp mắt chút nào, nhưng lại chỉ có hành động này mới có thể thoát khỏi màn bạo vũ lê hoa của ma nữ Ly mà thôi. Bất kể mũi châm nào cắm vào da thịt, thì Hoàng Thiên Trọng đều phải trả cái giá bằng máu. So với việc đổ máu, thì việc lăn lộn mất mặt dưới đất có đáng là cái gì đâu. Ngoài ra Hoàng Thiên Trọng cũng tự biết rằng, quan hệ giữa hắn và mọi người ở đây là vô cùng xấu, do vậy xung quanh hắn trong vòng chu vi 500 mét sẽ chẳng có ai đoái hoài tới hắn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn có lăn lộn trên đất có giống một con chó đi chăng nữa, thì cũng chẳng sợ có ai trông thấy mà mất mặt cả. Chờ cho đợt phong ba bão táp, bạo vũ lê hoa của Ly ầm ầm phóng qua, Hoàng Thiên Trọng mới uốn người lấy thế, sau đó búng người phóng tới Ly như một mũi tên. Hắn quyết định tấn công bên dưới hạ bàn của Ly. Ly vội vã lui lại tránh né, nhưng tốc độ của nàng lại không thể nhanh bằng Hoàng Thiên Trọng, do vậy mà chân trái của nàng đã bị Hoàng Thiên Trọng bắt được. Hoàng Thiên Trọng một tay chống đất, còn tay kia cầm chân của Ly thì giật mạnh ngược lại. Thân hình của Ly bị cú giật này làm ngã ngửa ra phía sau. Phù! Khi bị Hoàng Thiên Trọng giật chân, Ly liền xoay người 180 độ theo một tư thế vô cùng quái dị. Làm cho tư thế ngã của nàng chuyển từ ngửa thành sấp, sau đó cái chân còn lại của nàng đạp mạnh thẳng vào thóp của Hoàng Thiên Trọng không hề thương tiếc. Hoàng Thiên Trọng vội và từ bỏ thành quả thắng lợi trong gang tấc mà bỏ tay ra. Còn Ly thì nhẹ nhàng xoay người đáp đất. Lần biến đổi chiêu thức này của Ly vừa nhanh vừa chuẩn, nàng lại dồn trọng lượng cơ thể của mình lên Hoàng Thiên Trọng, vì thế mà nàng mới làm cho hắn không kịp nhanh tay bỏ chân nàng ra, sau đó mới có cú quay người đá móc đẹp hoàn mỹ như vậy. Cú đá hoàn hảo này hoàn toàn là nhờ tới sự giúp đỡ của Hoàng Thiên Trọng mới hoàn thành mỹ mãn như vậy, nếu như ở đây có người đứng xem, thì họ chắc chắn sẽ nghĩ Ly và Hoàng Thiên Trọng là hai người ở trong đoàn xiếc. Hoàng Thiên Trọng hai chân búng lên bật người nhỏm dậy, còn Ly thì sau cú nhảy hoàn mỹ kia, nàng lui lại hai bước đứng đối diện với Hoàng Thiên Trọng luôn. Cãi lại quân lệnh, đánh lại cấp trên, cô có biết là mình phạm vào tội gì không? Hoàng Thiên Trọng sa sầm nét mặt gầm lên. Tùy anh, Ly biết Hoàng Thiên Trọng đang cố gắng tìm lý do để kiềm chế áp lực tâm lý, hắn muốn nàng biết đánh lại cấp trên sẽ nhận hậu quả như thế nào. Thật đúng là thằng ngu, đến lúc này rồi thì còn có ai quan tâm tới chuyện đó cơ chứ? Vậy thì hôm nay tôi sẽ thanh trừ môn hộ. Dứt lời thì Hoàng Thiên Trọng lại một lần nữa phóng người tới, lần này hắn ra đòn một cách quang minh chính đại, tung thẳng nắm đấm vào cơ thể Ly. Bởi vì Hoàng Thiên Trọng hiểu rằng, đàn bà luôn luôn bất lợi khi đánh đấm tay chân, đây chính là ưu thế trời cho của đàn ông với đàn bà. Hay ya! Hoàng Thiên Trọng trông bề ngoài có vẻ nho nhã, nhưng khi chiến đấu thì hắn trở nên hoang dại. Hắn gầm lên tung luôn một quyền nhanh như điện vào giữa ngực Ly. Một là đỡ, hai là tránh. Ly chỉ có hai sự lựa chọn này. Nhưng nàng hiểu rõ rằng, nếu nàng cố đưa tay lên chống đỡ, thì nắm đấm của nàng chắc chắn sẽ bị tổn thương. Bởi vì thằng chó chết đó không biết tự lúc nào đã đeo bao tay vào. Một cái bao tay gai góc nhọn hoắt. Đây chính là đồ vật luyện tập hàng ngày trong Long Tức, và cũng là trang bị thích hợp nhất của Hoàng Thiên Trọng lúc này để đối phó với Ly. Lực đạo của nắm đấm của Ly vốn đã không bằng Hoàng Thiên Trọng. Giờ trong tay hắn lại có cái bao tay bọc thép này, nếu mà đỡ thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tránh. Tránh thì dễ, nhưng chỉ cần Ly né tránh cú đấm này của Hoàng Thiên Trọng, thì nàng chắc chắn sẽ bị cuốn vào vòng chiến đấu do Hoàng Thiên Trọng khống chế. Thế nào là khống chế trận đấu? Đó chính là hắn ở vào trạng thái tấn công chủ động, còn bạn thì ở trạng thái bị hắn tấn.
nó hoàn toàn thuận theo đà cũng như nhịp tấn công của Hoàng Thiên Trọng, cho tới khi trận chiến kết thúc, và bạn sẽ bị hắn tẩn cho như tử. Sự lựa chọn thứ hai thì Ly lại càng không muốn, nắm đấm thịt của nàng làm sao mà đương lại với nắm đấm thép kia. Ly nghiến răng, rồi nàng vẫn quyết định nghênh đón nắm đấm kia. Ha! Ly hét lên, trong tay nàng đã lấp ló một ngọn đao sắc lẹm. Mũi đao đó lập tức ngắm thẳng về phía nắm đấm của Hoàng Thiên Trọng đâm tới, cứ như muốn đẻo một lỗ thịt trên nắm đấm đó vậy. Không thể như vậy được, bàn tay đẹp đẽ của ta không thể để con điếm thối tha này làm hỏng được. Hoàng Thiên Trọng căm hận vô cùng, hắn vừa rồi đã tận mắt chứng kiến Ly đã phóng hết phi đao rồi cơ mà. Sao lại vẫn còn vũ khí trong tay thế này? Nhưng chiêu đã xuất ra rồi, có muốn thu lại cũng đã quá muộn. Nhanh như chớp, Hoàng Thiên Trọng xòe nắm đấm ra. Biến nó thành trường. Vút. Một cảnh tượng kinh ngạc diễn ra, Hoàng Thiên Trọng đã dùng hai tay nắm chặt lấy mũi đao của Ly. Kẹp rất chặt. Đội trưởng Long tức tay không đoạt lấy đao trong tay của thành viên cao cấp. Đây chính là tuyệt chiêu của Hoàng Thiên Minh, một trong ba người sáng tạo ra Long Tức. Hoàng Thiên Minh anh tài chết sớm, tất cả mọi người cứ tưởng rằng ông ấy không kịp truyền thụ lại cho con trai mình cái gì, nhưng không ngờ Hoàng Thiên Trọng đã học được rồi. Năm ngón tay của Hoàng Thiên Trọng như những mũi đinh quặp chặt lấy mũi dao, mặc cho Ly có dùng sức đến mấy cũng không thể nào thu được con dao về. Cô cứ tưởng tôi là kẻ bất tài vô dụng lắm hay sao? Hoàng Thiên Trọng trợn mắt nhìn Ly, cười lạnh nói, con trai của Hoàng Thiên Minh sao có thể là kẻ vô dụng được? Nếu như tôi vô dụng, thì con chó già Long Thiên Trượng kia việc gì phải dè chừng tôi như vậy? Ly không hề tiếp lời, mà chỉ lấy hết sức cố kéo con dao của mình về. Bị nắm chặt chết rồi, đây là chính tông đó, cô không lấy lại được đâu. Hoàng Thiên Trọng đắc ý nói, hắn chỉ khẽ dùng lực ở đầu ngón tay búng lên một cái, ngọn dao trong tay hắn lập tức phóng vút ra ngoài. Ly bị mất đà lùi lại đằng sau. Hoàng Thiên Trọng thuận thế chạy tới tung luôn một cước vào thẳng bụng của Ly. Hự! Ly không kịp né tránh, bị đá trúng vào bụng, lực đạo tứ chi của nàng lập tức bị đánh cho phân tán, khí huyết sôi lên cuồn cuộn, toàn thân nàng bị đá bay ra xa phía đằng sau. Huỵch! Toàn bộ thân thể nàng kéo lê ma sát trên mặt sàn, cho tới khi đập vào góc tường mới dừng lại. Ly đứng lên nhìn về phía Hoàng Thiên Trọng đang mỉm cười ngạo nghễ mà không tin nổi vào mắt mình nữa. Giấu nghề! Thằng khốn này đúng là đã giấu nghề. Từ ngày đầu tiên vào trong Long Tức, cho tới khi bị đuổi khỏi Long Tức, Hoàng Thiên Trọng đều không hề có biểu hiện nào quá đặc biệt trong võ nghệ cả. Nếu như không phải vừa rồi mình sử dụng dao, thì không biết thằng khốn này còn định giấu nghề tới lúc nào nữa. Hắn thực sự là muốn đối phó với ai? Ngạc nhiên lắm phải không? Hoàng Thiên Trọng bước tới gần Ly nói, có phải là rất kinh ngạc không? Trong mắt cô, một thằng vô dụng như tôi lại có thể đánh thắng cô. Nên chắc rằng khó lòng mà tin nổi đúng không? Ly đưa tay lên quệt vết máu trên khóe môi mình, nhìn thẳng vào mặt Hoàng Thiên Trọng không hề sợ hãi. Cái cảm giác bị người khác đánh đúng là không dễ chịu chút nào, đúng không? Tôi đã từng trải qua cái cảm giác tồi tệ này, tôi vốn chỉ định dùng nó để đối phó với quân sư cơ. Nhưng các người càng lúc càng không ra đâu vào với đâu cả, nên tôi mới cho cô nếm một chút lợi hại. Ai bảo cô là con gái nuôi của ông ta chứ? Giao thủ với quân sư ư? Anh chẳng đáng đâu, Ly ương ngạnh nói, nàng cố gắng dựa lưng vào tường để đứng cho vững hơn. Mặc dù bụng nàng rất đau, cứ như lục phủ ngũ tạng của nàng bị tan nát sau cú đá vừa rồi, như thế thì đã làm sao? Nàng là một chiến binh. Chiến binh thì một khi chưa chết trên chiến trường, một khi vẫn còn sức chiến đấu, thì họ sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Đây là bẩm sinh, cũng là thiên chức của họ. Để tôi cho cô xem tôi có xứng đánh hay không nhé. Hoàng Thiên Trọng vừa dứt lời, thì hắn lại vồ tới người của Ly. Đúng lúc này, một vật thể đen nhỏ bỗng nhiên xé gió bay tới. Hoàng Thiên Trọng vồ đến nhanh, mà né tránh cũng nhanh. Đùng! Viên đạn cắm ngập sâu vào trong tường, cát và bụi bị bắn văng tung tóe. Hoàng Thiên Trọng đứng thẳng người lên, đưa tay xoa vào vết thương còn bỏng rát trên mặt, nhìn vào vệt máu trên tay, hắn căm hận gào lên, mày dám dùng súng bắn đội trưởng hả? Hoàng Thiên Trọng tức đến hộc máu mồm, đám thủ hạ này đúng là không coi hắn ra cái cóc khô gì cả, dám dùng súng bắn thẳng về phía hắn. Con bà chúng mày, có còn vương pháp nữa không hả? Có cần kiểm nghiệm lần nữa không? Hỏa Dược chĩa thẳng súng vào Hoàng Thiên Trọng rồi nhanh chân đi tới chỗ của Ly. Tao cũng muốn xem mày có dám giết tao không? Hoàng Thiên Trọng lộ vẻ đanh ác, hai mắt lạnh lẽo khiêu khích nhìn vào họng súng đen ngòm của Hỏa Dược.
Hỏa Dược khẽ rùng mình, đưa ngón tay lên áp vào cò súng. Chỉ cần khẽ dùng lực thôi, thì cái gáo dừa của Hoàng Thiên Trọng sẽ bị đục thủng một lỗ. Hỏa Dược, cần gì phải phân thắng bại một cách gấp gáp như vậy? Đội trưởng tạm thời muốn tìm chúng ta tập luyện, thì chúng ta cứ từ mà chơi với anh ta không phải hay hơn sao? Tiểu Lý Thám Hoa cười hình hệch bước vào, sau lưng anh ta là chuột và khỉ. Tốt lắm, đều đến rồi hả? Hoàng Thiên Trọng nhếch mép cười nói, lần này chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tại đây luôn. Dĩ nhiên rồi, phương pháp giải quyết vấn đề của quân nhân là chiến đấu. Tiểu Lý Thám Hoa nói, chiến binh có tôn nghiêm của chiến binh, thà chết chứ không bao giờ đầu hàng. Tôi nghĩ là đội trưởng tạm thời đã sẵn sàng chuẩn bị một mình chiến đấu với chúng tôi rồi nhỉ. Đánh nhau có rất nhiều phương thức, một là một chọi một, và hai là một chọi với một đám người. Xem tình thế này thì Hoàng Thiên Trọng đã bị ép vào thế một người đánh với một đống người rồi. Chương 1002, bà ấy là của tao rồi. Phút, Tiểu Lý Thám Hoa quả nhiên danh bất hư truyền, chưa thấy ông ta động thủ gì, mà ngọn phi đao đã bất ngờ phóng vút về phía Hoàng Thiên Trọng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lý Thám Hoa sử dụng phi đao trong phòng tập, bởi vì khi ông ta sử dụng phi đao thì nó cũng đồng nghĩa ông muốn giết người. Mọi người đều biết Tiểu Lý Thám Hoa có thể dùng lá cây, quả thông hay viên sỏi đều có thể giết người. Nhưng mọi người ai cũng biết phi đao của Tiểu Lý Thám Hoa vẫn là khủng nhất. Tiểu Lý phi đao mà không có phi đao thì còn gọi là Tiểu Lý phi đao cái quái gì nữa. Còn Ly thì cũng được xem như là một nửa đệ tử của ông ta, phi đao là do Tiểu Lý Thám Hoa dạy cho nàng. Còn những phần khác thì nàng được Long Vương và những thành viên khác trong Long Tức chỉ dạy. Ly là kết hợp những sở trường của mọi người lại với nhau mà thành, vì tuổi đời cũng như tâm tư của nàng còn chưa đủ, nên trình độ phi đao của nàng còn lâu mới đạt tới trình độ của Tiểu Lý Thám Hoa được. Lưỡi phi đao vừa phóng ra, thì Tiểu Lý Thám Hoa cũng đã phóng người theo nó. Tính thì như khúc cây, còn khi động thì như rồng cuộn. Thân hình của Tiểu Lý Thám Hoa phóng như điện xẹt, chỉ để lại cái bóng mờ ảo trong làn không khí. Quỳnh! Một quyền! Nắm đấm chĩa thẳng vào ngực của Hoàng Thiên Trọng giáng xuống. Người ngoài có lẽ không biết chứ quyền cước của Tiểu Lý Thám Hoa cũng thuộc vào loại xuất sắc, chẳng qua là vì ngọn phi đao của ông quá sắc bén, giết địch từ phía xa. Nên mọi người đều nhầm tưởng rằng ông kém về khoảng đánh nhau tay đôi ở cự ly gần. Nếu như không phải không có tầm nhìn chiến lược rộng như quân sư, thì ông chắc chắn sẽ là đội trưởng của Long Tức rồi. Dĩ nhiên, ông bây giờ đang là đội phó, khi quân sư không có ở đây, thì Long Tức sẽ do ông phụ trách. Hoàng Thiên Trọng cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang cận kề. Bất luận là phi đao hay ngọn quyền của Tiểu Lý Thám Hoa, đều gây áp lực lên hắn vô cùng lớn. Nhưng ở đâu có áp lực, thì ở đó sẽ có sự vùng lên, sự nguy hiểm hay kích thích những khả năng tiềm ẩn lớn lao trong cơ thể con người. Hua! Hoàng Thiên Trọng hét lên một tiếng, bộ quân phục tập luyện bó sát người hắn căng phồng lên, sau đó rách toạc ra rơi lả tả xuống đất. Xoẹt! Cái áo bị xé rách ngon lành, từng sợi vải bay tung khắp nơi trong phòng. Tới tận bây giờ mọi người mới nhận ra thực lực của Hoàng Thiên Trọng cao thâm tới mức nào. Vừa rồi Hoàng Thiên Trọng đã vận nội kình kích thích cơ bắp nở ra, đây là cảnh giới cao nhất của một tông sư nội gia mới có thể đạt tới được. Nội kình, Hoàng Thiên Trọng đã luyện được nội kình hay sao? Chưa đầy 30 tuổi mà nội kình đã ở mức kinh khủng như thế này, thì Hoàng Thiên Trọng có lẽ xứng đáng với hai chữ thiên tài rồi. Vì một tông sư nội gia phải tới 50 tuổi mới có thể có được thành tựu như hắn. Vì sợ Tiểu Lý Thám Hoa bị chịu thiệt, Hỏa Dược lập tức rút súng về, sau đó cũng bắn người theo Tiểu Lý Thám Hoa trợ chiến. Hai đánh một, cộng thêm một ngọn phi đao đang phóng tới. Hoàng Thiên Trọng không hề có ý tránh né, mà hắn dùng luôn tay phải nhanh như điện của mình chụp lấy ngọn phi đao. Giống như người ta bắt một viên kẹo đang ném tới vậy. Nhưng tất cả mọi người đều biết đó là ngọn phi đao bén ngọt, chứ không phải viên kẹo ngọt vớ vẩn. Gần rồi. Ngón tay của Hoàng Thiên Trọng chạm vào ngọn phi đao. Vân tay của hắn có thể cảm nhận được độ nóng của ngọn phi đao đang phóng tới này. Nó rất nóng, đó là do nó cọ sát với không khí tự động biến nhiệt, trở nên nóng dữ dội ở một tốc độ cực cao. Khi ngọn phi đao sắp bay qua tay của hắn, thì ngón tay của Hoàng Thiên Trọng khẽ búng vào cán đao. Ngọn phi đao lập tức quay vòng 180 độ bay ngược trở lại với tốc độ kinh hồn. Ngọn phi đao sau khi được Hoàng Thiên Trọng tác động, đã phóng trực diện vào Tiểu Lý Thám Hoa đang phóng người tới. Hoàng Thiên Trọng lúc này đã chuyển từ thế bị động sang chủ động một cách dễ dàng. Bây giờ ngọn phi đao đã cùng hắn phóng thẳng tới đối phương như một cơn gió lốc.
Tiểu Lý Thám Hoa lúc này đã chuyển quyền thành trưởng, xòe tay ra đón nhận ngọn phi đao. Tất cả động tác biến đổi chỉ xảy ra trong tích tắc. Tiểu Lý Thám Hoa đã nhanh gọn chộp lấy ngọn phi đao của mình cũng dễ dàng không kém Hoàng Thiên Trọng, vì nói cho cùng thì ông ta mới là cao thủ chơi phi đao. Rất nhanh Tiểu Lý phi đao đã tiện tay móc một quyền vào mạng sườn của Hoàng Thiên Trọng, một nơi rất khó phòng thủ. Cú móc bao giờ cũng mạnh hơn là đấm thẳng, lại đấm vào chỗ hiểm, nên cú móc này lợi hại vô cùng. Hoàng Thiên Trọng không hề đỡ chính diện, mà hắn quay góc độ nghiêng sang phía khác một chút. Hoàng Thiên Trọng muốn nắm đấm của Tiểu Lý Thám Hoa rơi vào khu vực phòng thủ của mình, rồi sau đó mới vung tay chặt xuống. Chỉ cần chặt gãy cánh tay của Tiểu Lý Thám Hoa, thì cho dù có bị đấm trúng mạng sườn, thì cú đấm đó cũng chẳng có lực gì cả. Cao thủ giao đấu với nhau cũng là của cuộc so tài giữa thiệt và lợi, những chiêu thức nào không có lợi cho mình, thì họ chẳng bao giờ xuất ra cả. Tiểu Lý Thám Hoa biết ngay ý đồ của Hoàng Thiên Trọng, do vậy ông làm sao để hắn đắc ý được. Toàn bộ thân thể của Tiểu Lý Thám Hoa lập tức xoay chuyển húc thẳng vào Hoàng Thiên Trọng, sau đó dùng đầu gối húc thẳng vào chỗ hiểm. Nếu như cú thúc đầu gối này mà thành công, thì Hoàng Thiên Trọng chắc chắn sẽ bị tiệt giống tiệt nòi luôn. Quỳnh! Hoàng Thiên Trọng cũng thúc đầu gối ra chống đỡ. Đầu gối đọ với đầu gối, xương bánh chè chống chọi với xương bánh chè. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Tiểu Lý Thám Hoa tập tễnh lui lại mấy bước đau đớn, khó khăn lắm ông mới đứng vững được. Tiểu Lý Thám Hoa đưa mắt nhìn xuống đầu gối của mình thì thấy máu me be bét. Còn Hoàng Thiên Trọng chỉ lùi hai bước là đã đứng vững, sau đó liền múa quyền chống đỡ với đòn tấn công của hỏa dược. Thằng khốn, Tiểu Lý Thám Hoa tức giận chửi bới, ông không ngờ Hoàng Thiên Trọng lại nham hiểm tới mức đeo miếng sắt bảo hộ vào đầu gối như vậy. Miếng sắt này là đồ bảo hộ buộc vào xương bánh chè để tránh bị thương khi va chạm. Vì đầu gối cũng là vũ khí lợi hại của người. Vì vậy khi đánh nhau đeo miếng sắt vào làm tăng lực sát thương của nó lên là một việc rất cần thiết. Bạn dùng, người khác cũng dùng. Đầu gối chạm đầu gối là điều không thể tránh khỏi. Đụng một phát thì chẳng sao, nhưng đụng nhau 10 phát, 20 phát thì cái đầu gối của bạn có chịu nổi không, do vậy cứ đeo vào là chẳng phải lo gì cả. Con người bây giờ ngày càng thông minh, ngày càng có ý thức tự bảo vệ bản thân mình. Có người còn đeo cả miếng sắt có gắn gai thép lên trên. Như vậy thì sát thương do những cú lên gối sẽ được tăng lên gấp bội. Vào chiến trường chiến đấu trang bị nó thì chẳng ai nói làm gì, nhưng Hoàng Thiên Trọng khi tập luyện cũng đeo nó vào, thì đúng là không hiểu nổi hắn định làm gì rồi. Từ điểm này có thể nhận thấy rằng, cái ý nghĩ bảo vệ bản thân mình của Hoàng Thiên Trọng đã đến độ biến thái rồi. Đội trưởng, anh không sao chứ? Hòa thượng vội chạy tới chỗ của Tiểu Lý Thám Hoa, ánh mắt đau xót hỏi. Đội trưởng, anh có sao không? Đội trưởng, con bà nó chứ, chúng ta cùng lên đánh hội đồng thằng chó này đi. Chuột và khỉ lập tức nhảy vô tới, chân của Tiểu Lý Thám Hoa bị thủng một lỗ to như vậy, tất cả thành viên Long Tức lúc này chỉ muốn xông vào ăn tươi nuốt sống Hoàng Thiên Trọng. Tôi không sao, nói không sao thực chất là hoàn toàn giả tạo, hai cái lỗ trên đầu gối to như vậy, ai mà chẳng đau cớ chứ. Nhưng ai mà ngờ được Hoàng Thiên Trọng lại cẩn thận như vậy. Trông thấy Hoàng Thiên Trọng một mình đánh lại hỏa dược và ly. Tiểu Lý Thám Hoa vội nói, mau đi giúp bọn họ. Chuột và khỉ đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó chia làm hai hướng nhảy bổ tới Hoàng Thiên Trọng công kích. Chuột chọn cách tấn công vào hạ bàn của Hoàng Thiên Trọng, thậm chí hắn còn rút đao ra chém như điên vào chân Hoàng Thiên Trọng. Mày không phải bọc sắt ở chân hả? Tao hôm nay sẽ đâm thủng cái bọc sắt của mày ra. Còn khỉ thì đánh vỗ vào mặt Hoàng Thiên Trọng gây khó dễ, hỏa dược quyền pháp phóng ra ầm ầm áp chế Hoàng Thiên Trọng, còn Ly thì đứng ngoài hỗ trợ. Chỗ nào cần giúp đỡ thì nàng nhảy vào chỗ đó gánh vác. Các thành viên trong Long Tức đều là cao thủ, mỗi người lại có đặc điểm riêng của mình. Hoàng Thiên Trọng dù cho có là kỳ tài đi chăng nữa thì sao một mình đối chọi được với bốn người cơ chứ? Hắn bị bốn người đánh cho lui lại liên tục, tay chân khua loạn lên chống đỡ, ngực và bã vai của hắn đã liên tiếp bị dính đòn. Chuột và khỉ là hai người rất hiểu ý của nhau, do vậy mỗi khi tìm được khe hở là cả hai lập tức tập trung đánh vào chỗ đó. Bọn họ mỗi người ôm lấy một cánh tay của Hoàng Thiên Trọng, mặc kệ Hoàng Thiên Trọng giãy giụa, dùng chân đá cũng không buông ra. Hỏa dược lợi dụng lúc này phóng người tung một cước vào giữa ngực Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng dính đòn lùi lại mấy bước, nhưng khỉ và chuột vẫn lì lợm ôm lấy hai tay không buông. Huỵch! Thân thể của Hoàng Thiên Trọng đập mạnh vào tường, máu từ khóe miệng phun ra có vòi. Khỉ và chuột cũng nhân lúc Hoàng Thiên Trọng bị thương mà cứ thế giã quyền vào ngực của hắn như là cho không miễn phí một cách rẻ mặt vậy.
Uỳnh uỳnh uỳnh. Chát chát chát. Hự hự hự. Vút. Ngọn phi đao trong tay Ly phóng ra. Nó ngắm thẳng vào giữa ngực của Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng vừa ăn một cước nặng, giờ lại bị chuột và khỉ dã chảy vào ngực, rồi lại bị khóa chặt cả hai tay, không thể nào cục cựa nổi. Cho dù hắn biết có phi đao phóng tới, nhưng cũng chẳng biết đối phó thế nào nữa. Bọn chúng muốn giết người. Muốn giết mình. Hoàng Thiên Trọng kinh hồn bạt vía. Lần này, hắn thực sự cảm nhận thấy sự sợ hãi đang bao trùm lên khắp toàn thân hắn. Chết mẹ tôi rồi, Hoàng Thiên Trọng nhắm mắt lại, con bà nó cái sự nghiệp lẫy lừng, con bà nó cái vinh quy bái tổ. Chết mẹ nó rồi thì lẫy lừng cái chó gì, cùng lắm thì thành đầu trò câu chuyện chém gió vỉa hè của mấy thằng khốn này khi chúng giết mình, chứ được cái khỉ mẹ gì. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Thiên Trọng bỗng nhiên nhớ tới Lạc Sân, và hình ảnh của Tần Lạc cũng hiện ra. Hắn đang cười ngạo nghễ chế nhạo mình. Bây giờ, bà ấy là của tao rồi. Hoàng Thiên Trọng nhìn rõ bộ mặt đều giả của Tần Lạc ôm Lạc Sân cười thô bỉ. Không, Hoàng Thiên Trọng gầm lên tuyệt vọng. Chương 1003, Ly không sao chứ? Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ sau khi chết hắn sẽ phải ôm cái nhục vào người. Hắn mà chết rồi thì Lạc Sân sẽ ra sao? Nếu như không có mình níu kéo, thì quan hệ giữa Lạc Sân và Tần Lạc sẽ phát triển tới đâu? Cả hai sẽ ở bên nhau hay không? Cái thằng khốn Tần Lạc đó sẽ trở thành cha dượng của mình ư? Thái độ của Lạc Sân đối với Tần Lạc, cái áo sườn xám của bà bị xé rách được che đậy bởi chiếc áo khoác của Tần Lạc, tất cả đều như những cái gai cắm sâu vào họng của Hoàng Thiên Trọng, làm cho hắn không tài nào gỡ chúng ra nổi. Hắn là một người đàn ông đa nghi và mẫn cảm, hắn làm sao có thể tin được lời giải thích của Lạc Sân cơ chứ? Hắn không thể chết. Không thể chết. Hắn gào lên thê thảm, cố gắng giãy giụa vùng vẫy. Nhưng kỳ tích không hề xuất hiện. Hắn đúng là đã bị trọng thương, sức lực cạn kiệt, còn khỉ và chuột lại là hai người rất dai sức, hắn làm sao mà có thể đương cự lại được. Hắn không cam tâm, nhưng không cam tâm thì đã làm sao? Cuối cùng hắn cũng phải chết thôi. Hoàng Thiên Trọng nhắm mắt lại. Như vậy, hắn sẽ không phải nhìn những ánh mắt chê cười của người khác dành cho hắn. Ti inh. Hắn nghe thấy một tiếng kim loại va chạm vào nhau giòn tan, như người ta gõ thìa inox vào ly cà phê vậy. Hắn biết cơ thể hắn không phải là cốc thủy tinh, và chắc chắn lưỡi dao kia đã không cắm ngập vào người hắn như hắn tưởng. Hơn nữa không khí trong này bỗng chốc trở nên vô cùng quái dị. Thời gian bỗng như cô đọng cả lại, không có ai nói gì, không có ai cử động, đến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhẹ và chậm chậm. Hoàng Thiên Trọng mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Phó Phong Tuyết đang đứng ở giữa cửa, nét mặt vẫn lạnh lùng như xưa. Ông ta chỉ đứng ở ngoài đó, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khó tả, một áp lực vô cùng toát ra từ ông bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Thế nào gọi là khí thế của bá vương? Đây chính là cái khí thế đó. Đây không phải những câu chuyện tự sướng ở trong phim truyền hình, mà là việc thật, sự thật thực sự ở ngoài đời. Thả hắn ra, Phó Phong Tuyết lạnh lùng nói. Cả khỉ và chuột nghe vậy lập tức buông ngay Hoàng Thiên Trọng ra, không hề phản bác lại lấy một câu. Long Vương không có ở đây, Phó Phong Tuyết chính là thần của bọn họ. Không có bất cứ một ai dám cãi lại lời của thần cả. Ly, lại đây, Phó Phong Tuyết quay sang Ly ra lệnh. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc là có ý gì vậy? Lẽ nào ông ấy không trông thấy trận đấu vừa rồi hay sao? Lẽ nào Phó Phong Tuyết lại bỏ qua dễ dàng như vậy? Ly quay sang Tiểu Lý Thám Hoa gật đầu một cái, sau đó nàng liền cất bước đi tới bên Phó Phong Tuyết. Con cứ tưởng như vậy là sẽ đuổi được nó đi hay sao? Phó Phong Tuyết lạnh giọng hỏi. Con không thích hắn, tất cả chúng con đều không thích hắn. Ly không giấu giếm cảm xúc của mình mà nói ra hết. Trước mặt Phó Phong Tuyết nàng không cần phải nói dối, bởi vì nó không cần thiết. Và Phó Phong Tuyết cũng đã nhìn ra âm mưu của tất cả thành viên trong Long Tức. Đó là âm mưu ép Hoàng Thiên Trọng buộc phải rời khỏi đây. Tất cả bọn họ đều không thèm quan tâm tới Hoàng Thiên Trọng, và bây giờ là gây sự, đánh hội đồng, thậm chí là muốn lấy mạng của hắn. Và kết quả là Hoàng Thiên Trọng chỉ có hai sự lựa chọn, một là bị tần hội đồng, hai là cuốn chiếu cút khỏi Long Tức. Tất cả đã nghĩ kỹ cả rồi, nếu như bọn họ cùng đánh hội đồng Hoàng Thiên Trọng, bên trên có muốn kỷ luật xuống thì cũng rất khó xử. Thế nên bên trên một là đuổi Hoàng Thiên Trọng đi. Hai là cho cả cái Long Tức này giải tán. Nhưng cái chính là đuổi Hoàng Thiên Trọng đi dễ hơn, hay là đuổi tất cả thành viên trong Long Tức dễ hơn? Đây là một câu hỏi rất dễ để trả lời.
Ngu dốt, Phó Phong Tuyết thẳng thừng mắng. Nếu như là người khác thì chắc hẳn Ly đã rút đao ra đâm cho mấy nhát rồi. Nhưng đây là Phó Phong Tuyết, và nàng chỉ biết im lặng cúi đầu lắng nghe mà thôi. Các người càng làm loạn, thì Long Vương càng không thể quay về được. Phó Phong Tuyết nói. Tại sao? Ly không hiểu hỏi. Bọn họ đuổi Hoàng Thiên Trọng đi là vì muốn đưa Long Vương quay lại. Nhưng tại sao họ càng làm loạn, thì Long Vương càng không thể quay lại? Bởi vì các người đều là lính. Con không hiểu, Ly nói. Phó Phong Tuyết nhìn Ly thở dài nói, về chuyện mưu mô quỷ quyệt, thì các người còn lâu mới bằng được nó quá quỷ quyệt. Con không hiểu thưa chú, Ly vẫn chưa phục nói. Người làm lính thì tuyệt đối không được có tư tưởng khác, mà phải một lòng một dạ trung thành với quốc gia, chứ không phải trung thành với một người nào cả. Các người làm như vậy, chẳng khác nào chẳng mất đường lui rồi. Phó Phong Tuyết giải thích, ông cũng rất quý Ly, do vậy nên mới giải thích cho nàng cặn kẽ như vậy. Long Vương tạm thời bị điều khỏi Long Tức là do ý đồ của bên trên, nhưng thủ hạ của ông lại liên kết bắt nạt sếp mới. Đây sẽ được coi là hành vi gì? Lẽ nào nói trong mắt bọn họ chỉ có Long Vương mà không có quân pháp? Bọn họ chỉ nghe lời Long Vương, mà không nghe lời của tổ chức, của quốc gia. Cái tội này quá lớn, bất cứ ai mắc phải đều chắc chắn không bao giờ ngóc đầu lên làm lại cuộc đời nổi nữa. Cái gì? Ly kinh ngạc, nàng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa như vậy, nàng cho rằng bên trên sẽ trông thấy lòng quyết tâm của các thành viên trong Long Tức, sẽ thấy bọn họ căm ghét sếp mới như thế nào. Nhưng có trời mới biết được vẫn còn có nguyên nhân sâu sắc như thế này. Nếu không thì tại sao nó lại phối hợp tốt với các con đến như vậy? Phó Phong Tuyết nói, nó ẩn giấu thực lực võ công của mình mười mấy năm, các con đi khiêu chiến với nó, đối với nó mà nói thì có đáng là gì cơ chứ? Vậy nghĩa phụ không thể quay trở lại nữa rồi hay sao? Ly có cảm giác như mình rơi vào trong hốc băng lạnh lẽo vậy. Chiến thắng Hoàng Thiên Trọng đã không còn ý nghĩa nữa rồi, trong tim nàng bây giờ nặng trĩu và ân hận. Nàng không ngờ, tất cả các thành viên trong Long Tức đã bị Hoàng Thiên Trọng lừa một vố nặng. Nàng cứ tưởng rằng kế sách của mình sẽ thành công, nhưng không ngờ lại chúng phải gian kế của Hoàng Thiên Trọng. Sự thật quá đỗi phũ phàng làm cho nàng khó mà nuốt trôi nổi. Nàng chỉ muốn gào khóc lên thật to cho bõ tức. Quân sư, sao chị vẫn chưa chịu quay về? Ly gào thét van xin trong ý nghĩ. Bây giờ nàng đã tin chỉ có mỗi một mình quân sư mới là đối thủ của Hoàng Thiên Trọng mà thôi. Tên khốn này đúng là gian manh xảo quyệt, các thành viên còn lại trong Long Tức đều không phải là đối thủ của nó. Nếu như con dao lúc nãy không bị cản lại thì tốt biết bao. Tiếc thật. Ly nhìn Phó Phong Tuyết, ánh mắt ánh lên sự căm thù. Tất cả đều tại ông. Phó Phong Tuyết dường như hiểu được ẩn ý cái nhìn của Ly, ông liền vỗ vỗ lên vai Ly nói, đi đi, việc này sẽ có người làm thay cho các người. Người đó làm tốt hơn con rất nhiều. Vâng, Ly đáp lại rồi cúi đầu lầm lũi bước đi. Nhưng bước chân của nàng cảm giác nặng như đeo chì, nó nặng trĩu nột cách khó tả. Long Vương đưa mắt nhìn Tần Lạc ngồi trên xe lăn, bật cười ha hả nói, đây là thời kỳ hòa bình, mà con lại là một bác sĩ. Vậy mà không hiểu tại sao cái tần suất bị thương của con còn nhiều hơn của các binh sĩ thời chiến nhỉ? Sư phụ, đừng cười đùa con nữa. Tần Lạc cười khổ nói, con bị thương như vậy mà vẫn chạy tới đây để thăm sư phụ đấy thôi, sư phụ chả động chút lòng thương gì cả. Nếu như con mà yếu đuối như vậy, thì ta cũng đâu dám nhận con làm đồ đệ đâu. Long Vương chống nạng đứng dậy. Ông bước tới bên Tần Lạc, đưa tay vuốt vuốt lưng của hắn xem xét, rồi nói, chỉ là gãy hai cái xương sườn mà thôi. Không sao đâu. Với y thuật của con thì chỉ vài ngày là lại bay nhảy tung tăng thôi mà. Con làm gì có chuyện lợi hại như vậy? Tần Lạc cười nói, e rằng đến cả thời gian dưỡng thương cũng chẳng có nữa. Con chủ yếu là lo sư phụ ở đây một mình buồn, nên mới tới đây chơi cho sư phụ vui thôi. Thực ra Tần Lạc tới đây là muốn cứu chữa cái chân của Long Vương càng sớm càng tốt. Bởi rời khỏi Long Tức, Long Vương chắc chắn là buồn lắm, do vậy càng phải đẩy nhanh tiến độ chữa trị. Nhưng bây giờ hắn muốn sử dụng châm cũng rất khó khăn, do vậy ngồi nói chuyện với Long Vương làm cho ông ấy đỡ buồn có khi còn tốt hơn. Ta làm gì có chuyện buồn chán? Long Vương cười nói, ta ở đây sống rất thoải mái, ngày nào cũng có đồ ăn ngon, phong cảnh lại đẹp. Lại còn có lão hồ ly văn nhân đình tới đây đánh cờ. Ở Long Tức cũng chỉ được như vậy mà thôi. Sư phụ, lẽ nào người không lo lắng gì cho Long Tức sao? Tần Lạc cười hỏi. Chả có gì phải lo cả. Long Vương cười nói, chuyện nhỏ đã có thám hoa, chuyện lớn đã có phong tuyết.
Long tức vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng, chẳng có bất kỳ ai có thể thay đổi nó được cả. Long Vương nói với giọng điệu vô cùng tự tin, bệnh tật cũng không hề ảnh hưởng tới chí khí hào hùng vốn có của ông. Ông vẫn là Long Vương, một Long Thiên Trượng đỉnh thiêng lập địa. Cũng đúng, Tần Lạc gật đầu nói, chỉ là giữa bầy thiên nga lòi ra một con vịt xấu xí, nhìn xấu cả đội hình mà thôi. Cái miệng của con ăn nói cay độc quá, sao vẫn chưa thay đổi nó đi nhỉ? Long Vương chỉ vào Tần Lạc cười mắng nói. Mặc dù mắng Tần Lạc như vậy, nhưng trong bụng ông lại rất vui, vì nếu Tần Lạc nói rằng giữa bầy vịt béo lòi ra một con thiên nga e rằng tình hình đã khác rồi. Con e rằng con chẳng sửa đổi nổi. Tần Lạc cười đáp, cái khuyết điểm lớn nhất của con đó là thích nói lên sự thật. Long Vương nghe vậy bật cười ha hả, ông ngồi nói chuyện với Tần Lạc cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị về cái khoản này. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên. Long Vương bình thường rất ít khi dùng đến di động, do vậy điện thoại liên lạc chủ yếu của ông là điện thoại bàn trong nhà. Người ở lúc ấy cầm điện thoại đưa cho Long Vương nghe. Tôi biết rồi, Long Vương nói xong liền dập luôn điện thoại xuống. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Tần Lạc lên tiếng hỏi, hắn nhìn thấy rõ sự lo lắng hiện ra trên nét mặt của Long Vương, và đặc biệt giữa hai mắt ông có một luồng sát khí ánh lên. Ly và mấy người trong Long tức vừa đánh hội đồng Hoàng Thiên Trọng. Long Vương nheo mắt cười nói. Thật không? Tần Lạc kinh ngạc hỏi, cô ấy không sao chứ? Long Vương nhìn Tần Lạc mà chẳng biết nói với thằng ngốc này như thế nào. Ông đã nói rằng Ly và các thành viên Long tức đánh hội đồng Hoàng Thiên Trọng rồi. Thế mà thằng ngốc này vẫn hỏi Ly không sao chứ? Lẽ nào nói, người đi tần người khác sẽ bị thương nặng hơn người bị tần hay sao? Dĩ nhiên là ông lại rất thích câu hỏi này của Tần Lạc. Chương 1004, tư tưởng của giới trẻ thật là phức tạp. Viện điều dưỡng Long Tức là một trong những viện điều dưỡng tốt nhất Trung Quốc, môi trường xung quanh và cấp bậc điều trị có thể xếp vào hạng tốt trên toàn thế giới. Nhưng là một đội trưởng tạm thời của Long Tức, Hoàng Thiên Trọng sau khi bị trọng thương thì lại không ở trong viện điều dưỡng của Long Tức để điều dưỡng, trị liệu, mà được đưa đến viện điều dưỡng Lan Đình. Mặt mũi sưng vù lên, môi mép bầm dập hết cả, hốc mắt bên trái sưng tấy, một bên mắt coi như đã hoàn toàn không nhìn thấy gì rồi. Những vết thương trên người còn nhiều hơn, lồng ngực và bụng có không ít vết tích những vệt tụ máu, tím bầm ra, làm người ta trông vào đều phải giật mình kinh sợ. Có thể tưởng tượng, người xuống tay với hắn thâm độc tàn nhẫn và hận hắn dường nào. Xương sườn bên dưới nách còn bị gãy hai cái, đã thế còn mỗi bên gãy một cái nữa chứ, đây là công lao của chuột và khỉ. Nhớ lại cảnh hai anh em nhà ấy một tay ôm chặt lấy cánh tay mình, tay còn lại đấm không ngớt vào phần bên dưới của mình, thì hắn lại có cảm giác như muốn phát điên phát dại lên. Chúng nó phải chết hết cả lũ. Hoàng Thiên Trọng đanh mặt dữ tợn nói. Hai tay hắn nắm chặt lại, không tài nào làm cho cơn lửa giận trong lòng nguôi ngoai đi đôi chút. Báo thù không phải là việc của ngày một ngày hai. Cứ tính dưỡng cho tốt đi rồi tính tiếp. Lạc Sân với một bộ đồ ở nhà màu trắng đang đứng múc canh từ trong hộp đồ ăn ra nói. Cái điệu bộ cẩn thận từng tí một của bà quả thực là rất giống với một người vợ hiền mẹ thảo. Tất nhiên, đó là một người mẹ của một đứa trẻ mới lên 5, lên 6, chứ không phải là mẹ của một người đàn ông đã gần 30 tuổi đến nơi. Đợi ư, còn phải đợi đến khi nào nữa? Hoàng Thiên Trọng uất hận nói. Điền Chân bảo con nhẫn nhịn, chịu đựng, mẹ cũng bảo con nhẫn nhịn, chịu đựng ư. Năm nào chú ấy cũng tặng cho con một chữ, nhẫn, trong phòng của con đã treo kín những chữ này rồi. Nhưng cứ nhịn mãi như thế thì được cái gì đây? Bây giờ thì khác gì ngày trước chứ? Chẳng có gì thay đổi cả, và cũng chẳng thay đổi được gì. Uống canh đi, Lạc Sân bưng bát canh đến bên Hoàng Thiên Trọng nói. Chẳng có tâm trí nào mà uống cả. Hoàng Thiên Trọng không giơ tay ra tiếp lấy, nói. Đội trưởng bị chính đội viên của mình tẩn cho một trận nên thân. Hắn còn mặt mũi nào quay về Long Tức tiếp tục lãnh đạo bọn họ chứ? Hắn cũng đoán trước được là bọn họ sẽ phản kháng, nhưng lại không ngờ bọn họ có thể ngang nhiên tới mức như vậy. Nhớ lại nhát đao cuối cùng mà Ly vung ra, thì Hoàng Thiên Trọng lại dùng mình khiếp sợ. Người phụ nữ đó, cô ta thật sự muốn giết chết mình hay sao? Hắn không uống, Lạc Sân cũng không có ý miễn cưỡng hắn uống. Bà đặt bát canh còn nóng hổi xuống chiếc bàn bên cạnh đầu giường, nói, không nên kích động quá như thế. Cứ điều trị cho tốt đi đã. Khi nào quay về đó thì phải cảm tạ lão phó đấy, nếu không có ông ấy thì con đã chết rồi. Cảm tạ ông ta á? Mẹ bảo con phải cảm tạ ông ta. Hoàng Thiên Trọng trong cơn giận dữ đã nhảy phát từ trên giường xuống, kéo theo những sợi dây truyền nước làm cho cái giá đựng ống truyền nước kêu lên lạch cạch.
đều là anh em của cha, mà sao ông ta lại thiên vị một bên chứ? Ngày nào con cũng đem cơm đến cho ông ta, ngày nào con cũng pha trà cho ông ta, vậy mà ông ta không những không nói một lời cảm ơn con, lại còn không ngừng đuổi con đi. Lần này bọn chúng muốn giết con, ông ta đến rồi còn giả bộ không nhìn thấy gì. Ông ta còn không làm được cả việc xử lý một cách công bằng thì sao con phải cảm tạ ông ta đây? Dựa vào cái gì mà phải cảm tạ ông ta? Cháu đúng là phải cảm tạ ông ta đấy. Giọng nói đầy uy nghiêm của một người đàn ông vọng vào. Người còn chưa đến mà âm thanh đã đến rồi. Hoàng Thiên Trọng vội vàng đến bên cửa nghênh đón, Lạc Sân cũng quay người lại, lúc này bà mới nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Điền Chân dẫn theo thư ký của mình là Hoàng Ngọc bước tới. Chú Điền, Hoàng Thiên Trọng cố gắng ghim cơn tức giận của mình lại, và lại trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, nhã nhặn, và lịch thiệp. Lão Điền, công việc của ông bận rộn như vậy thì không cần phải tới đây đâu. Lạc Sân mỉm cười nói với Điền Chân. Thuận đường tới đây xem thế nào. Điền Chân gật gật đầu với Lạc Chân, rồi quay ra Hoàng Thiên Trọng nói, cháu nhất định là phải cảm tạ Phó Phong Tuyết đấy. Vâng, Hoàng Thiên Trọng đáp lại. Cháu cảm thấy oan ức, tủi thân lắm phải không? Vâng ạ, Hoàng Thiên Trọng gật đầu đáp lại. Nếu cháu đến vấn đề này mà vẫn không hiểu nổi, thì quả là uổng phí tâm huyết của mọi người rồi đấy. Xin chú Điền chỉ dạy cho cháu rõ. Hoàng Thiên Trọng sợ hãi nói. Là vì hiện giờ cháu vẫn còn có thể đứng ở đây mà chửi ông ta, là vì cháu vẫn có thể nghe chú chỉ dạy, là vì cháu vẫn có thể tức giận, vẫn có thể phẫn nộ, là vì cháu vẫn còn sống. Điền Chân nghiêm túc nói. Còn nếu chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Cho dù cháu có là một người kỳ tài đi chăng nữa thì sau khi chết đi còn có giá trị gì đây? Chẳng có ai e sợ người chết cả. Cháu hiểu rồi ạ, Hoàng Thiên Trọng cung kính gật đầu đáp. Nước cờ này đi không tệ chút nào. Điền Chân nhìn Hoàng Thiên Trọng vui mừng nói. Mặc dù có phần vội vã, vết tích cũng nặng hơn một chút, nhưng cuối cùng thì bọn chúng vẫn cắn câu. Chỉ có điều là, lần này cháu đã để lộ thực lực của mình, chắc chắn về sau chúng sẽ càng đề phòng cháu hơn đấy. Binh đến thì tướng cản, nước đến thì đất ngăn. Hoàng Thiên Trọng lạnh lùng đáp lại. Tốt lắm, Điền Chân lộ rõ nụ cười trên khuôn mặt, rất mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không tài nào nhìn ra nổi. Nghỉ sớm đi, đừng để mọi người đợi lâu quá. Vâng, thưa chú, Hoàng Thiên Trọng cung kính đáp. Điền Chân định quay người bước đi, thì Lạc Sân đứng ở phía sau nói, Lão Điền, uống bát canh rồi hãy đi. Thôi, tôi còn có việc phải giải quyết, Điền Chân nói. Chú Điền, Hoàng Thiên Trọng rút luôn chiếc kim tiêm trên tay mình ra chạy gọi với theo. Ừ, sao thế, Điền Chân dừng lại nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi. Xử lý bọn chúng thế nào đây ạ? Hoàng Thiên Trọng hỏi. Không xử lý gì cả. Điền Chân nói. Vì sao ạ? Hoàng Thiên Trọng không cam tâm nói. Thuộc hạ xông lên trước đánh cho hắn một trận tơi bời, kết quả là bên trên giả bộ như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì ư. Không hiểu thì tự nghĩ đi. Điền Chân không có ý giải thích cho hắn nghe, sải bước qua mặt hắn rồi rời đi. Long tức không còn nữa, thì cái chức đội trưởng mà con giành được này còn có ý nghĩa gì nữa? Lạc Sân đứng bên cạnh nhắc nhở. Không xử lý gì thì coi như hòa cả làng rồi, chẳng ai bị làm sao cả. Nếu bên trên quả thật định đuổi hay hạ cấp những người động thủ, thì long tức liệu còn là long tức nữa không? Cũng giống như vậy, bên trên cũng có thể dùng cái cớ này mà đuổi luôn cả đội trưởng đã tranh chấp, đánh nhau với đội viên của mình. Hoàng Thiên Trọng nắm chặt tay lại, chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp nhận cái kết cục khó mà làm cho hắn có thể tiếp nhận này. Những ngày về sau này, chắc cuộc chiến đấu giữa bọn họ sẽ ngày một kịch liệt hơn. Nhìn Ly ngồi ở đối diện, vừa ăn táo vừa xem tivi mà Tần Lạc ngày càng thấy nàng đáng yêu và thú vị hơn, cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà cười lớn lên. Không được cười, Ly gằn giọng nói. Được, tôi không cười nữa, Tần Lạc cố gắng làm cho mình trở nên nghiêm túc hơn một chút, nói, Ly này, sao bọn em lại đánh nhau với Hoàng Thiên Trọng thế? Tôi xin nghỉ phép, nhưng hắn ta không phê chuẩn, Ly nói. Chỉ là vì cái này sao? Nhìn hắn ta là thấy ghét rồi. Tôi cũng thấy thế, Tần Lạc gật đầu nói. Ngoài Thám Hoa bị thương ra thì còn có ai khác bị thương nữa không? Có, Lý nói. Ai? Tần Lạc hỏi. Hoàng Thiên Trọng. Tần Lạc không ngờ Lý cũng có những lúc hài hước đến vậy. Bây giờ thì không cần phải xin nghỉ phép nữa rồi. Hắn ta bị thương phải nhập viện, chúng ta có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại rồi. Tần Lạc nhìn Lý nói. Vì bị tấn công ở Hoán Khê Building,
Giê-xu đã phân tích sự việc có thể liên quan đến cái gì mà bát đại chiến tướng quỷ ảnh của hoàng đế, vì vậy mà Tần Lạc liền muốn bảo Ly ở lại giúp mình. Lúc đó câu trả lời của Ly là, anh mơ à, nhưng không ngờ sau khi nàng quay về thì vẫn xin Hoàng Thiên Trọng cho mình nghỉ phép. Phụ nữ đúng là nói không là có là không, miệng thì nói một kiểu nhưng trên thực tế lại làm một kiểu khác. Ly là như vậy đấy. Nàng vì mình nên mới xin phép Hoàng Thiên Trọng cho nghỉ phép, bất kể là có những nhân tố nào khác ở bên trong hay không, nhưng ít nhất thì khởi nguồn của việc tranh đấu lần này là do mình mà ra. Mình nợ cô ấy nhiều quá, Tần Lạc thầm thở dài nghĩ. Tôi đang đợi bị bắt giữ đây, Ly nói. Sẽ không có chuyện đó đâu, Tần Lạc lắc đầu nói. Em sẽ không sao đâu, bọn họ cũng sẽ không làm sao cả. Gặp phải chuyện như thế này thì bên trên chỉ có thể giả bộ như không biết gì hết. Việc này sẽ do nội bộ Long Tức tự mình giải quyết, việc Long Tức vẫn còn nguyên vẹn là quan trọng hơn bất kể thứ gì. Ly liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái, nói, anh thay đổi rồi. Thay đổi cái gì? Ngày trước anh ngốc nghếch lắm. Lúc này đây Tần Lạc chỉ muốn treo cô gái này lên đánh cho một trận như xương mới thôi. Mình ngốc nghếch bao giờ chứ? Bây giờ cũng trở thành một nhà tham mưu rồi, giống như nghĩa phụ và chú hai vậy. Tôi cũng đâu muốn thế đâu. Tần Lạc cười khổ, bên cạnh mình lúc nào cũng có một đám người biến thái, suốt ngày bị bọn chúng bày mưu tính kế tiêu diệt, nếu tôi không nghĩ nhiều hơn một chút, thì đã bị bọn chúng nuốt trôi từ lâu rồi, đến bã xương cũng không còn nữa ấy chứ. Chẳng có gì thú vị cả, Ly nói. Đúng vậy, Tần Lạc nghiêm túc gật đầu đáp, hắn cũng cảm thấy mình bây giờ chán nản hẳn đi. Khi vừa đến Yến Kinh, ai chửi hắn thì hắn đánh lại người đó, ai đánh hắn thì hắn giết người đó, thú vị biết bao nhiêu. Đây là cái giá phải trả cho việc trưởng thành ư. Ly cắn nốt miếng táo còn sót lại, sau đó vứt hột vào thùng rác rồi vừa lau miệng vừa nói, buồn ngủ rồi. Đi ngủ. Hôm qua, sau khi xảy ra chuyện như vậy thì cả ngày trời nàng không chợp mắt. Hôm nay lại đến gặp Tần Lạc, nên trong người có phần mệt mỏi. Cũng không biết là do làm sao mà nhìn thấy Tần Lạc là nàng lại muốn ngủ. Lên giường ngủ đi, Tần Lạc vỗ vỗ vào chiếc ga giường nói. Anh mơ à? Ly từ chối một cách dứt khoát, muốn mình ngủ cùng á, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Ý tôi nói là em hãy ngủ giường của tôi, còn tôi ngủ ghế sofa, em nghĩ đi đâu thế? Tần Lạc lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ tư tưởng của giới trẻ thật là phức tạp. Thái công dân gọi điện tới cho hắn, bên Thụy Điển có gửi công văn tới, nói rằng công chúa Gabo 3 ngày sau sẽ cùng đoàn tới phỏng vấn Trung Quốc. Và sẽ mở một nghi thức tiếp đón đoàn đại biểu ngay tại sân bay của Yến Kinh. Khi đó Tần Lạc phải buộc phải xuất hiện tại đây, vì nói cho cùng mục đích của Gabo là tới tìm hắn. Gabo dẫn đoàn tới thăm Trung Quốc. Tần Lạc nghĩ, Gabo không biết là dẫn theo đoàn đại biểu gì. Nhưng, khi nghĩ tới việc Gabo tới Trung Quốc thì tim hắn lại đập lên rộn ràng xúc động. Chương 1005, vị công chúa mất hết lễ nghi. Gabo đúng là không phải một mình tới đây, mà nàng đi cùng với một đoàn khảo sát y học. Nói cho cùng thì vì vương thất của Thụy Điển cũng cần phải có sĩ diện một chút chứ, bọn họ làm sao có thể để yên cho công chúa của mình vô duyên tới độ một mình chạy tới Trung Quốc tìm gặp một người đàn ông được. Nếu chuyện này mà bị vỡ lở, thì họ biết ăn nói với dân chúng ra sao. Đoàn khảo sát y học này chủ yếu là các thành viên giáo sư của Viện Y học Hoàng gia Thụy Điển, trong đó có cả những học sinh ưu tú của Đại học Y Hoàng gia Stockholm. Khi Tần Lạc còn ở Thụy Điển, thì hắn đã có một bài diễn thuyết đi sâu vào lòng người tại Đại học Y học Hoàng gia Stockholm, làm cho rất nhiều bạn sinh viên cảm thấy thích thú với Trung Y, và muốn tới đây để tìm hiểu, cũng như làm sinh viên giao lưu. Bọn họ được sắp xếp học tập tại trường Đại học Y khoa Thủ đô, và dĩ nhiên để có đi có lại thì những sinh viên trường Đại học Y khoa Thủ đô cũng sẽ được tới Đại học Y khoa Stockholm học thêm Y khoa của Thụy Điển. Và nó cũng đồng nghĩa với việc hai trường sẽ chính thức hình thành cầu nối giao lưu với nhau, và chính thức thành lập chế độ học chuyển tiếp và liên thông. Chính vì nguyên nhân này, mà Đại học Y khoa Thủ đô trong phút chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Nên biết rằng, ngày trước có rất nhiều trường muốn bắt tay hợp tác với Đại học Y học Hoàng gia Stockholm nhưng đều bị họ từ chối hết cả. Lệ Vĩnh Cương cũng hiểu đây hoàn toàn đều nhờ vào công lao của Tần Lạc mà trường của ông mới có được vinh dự này, do vậy ông đã gọi điện tới mời hắn đi uống rượu chúc mừng. Tần Lạc vẫn chưa lành lặn hẳn. Do vậy mà hắn phải mời Lệ Vĩnh Cương tới nhà dùng bữa thay cho đi uống ở ngoài, thì ông mới chịu buông tha cho hắn. Tại sân bay Yến Kinh, cũng giống với Tần Lạc dẫn đoàn đại biểu của mình tới thăm Thụy Điển được Hoàng tử Philip đón chào một cách long trọng,
thì lần này tới lượt công chúa Gabo cũng được tiếp đãi linh đình y hệt như vậy. Bởi vì trên danh nghĩa Gabo tới đây là vì khảo sát y học, do vậy mà Phó Bộ trưởng Y tế Thái Công Dân phải trực tiếp tới sân bay để tiếp đón. Bên ngoài có cả đoàn xe của báo giới cũng lũ lượt kéo tới phỏng vấn và chụp ảnh, càng làm tôn lên vẻ hào nhoáng của buổi tiếp đón này. Sức khỏe của cháu ổn chứ? Thái Công Dân thăm hỏi Tần Lạc rất ân cần. Vốn lúc đầu Tần Lạc định ngồi cùng xe của Lệ Vĩnh Cương tới đây, nhưng sau cùng thì Thái Công Dân đã cho hắn lên xe của ông mà chẳng phải sợ ai dị nghị đàm tiếu cả. Đám quan viên trông thấy Tần Lạc được lãnh đạo quan tâm như vậy, thì cũng chạy tới tay bắt mặt mừng với hắn như người thân quen lâu lắm vậy. Cháu không sao, Tần Lạc cười nói, chỉ là xương bị tổn thương một chút thôi, tĩnh dưỡng vài ngày đã đỡ đi nhiều lắm rồi, chỉ cần không làm những động tác mạnh thì không sao. Không sao là tốt, người trẻ tuổi cũng nên giữ gìn sức khỏe cho mình. Thái Công Dân dặn dò, có sức khỏe thì mới làm việc được, không có sức khỏe thì cháu muốn làm gì cũng khó. Vâng, cháu sẽ chú ý, Tần Lạc đáp. Tần Lạc, lần này cháu lại lập đại công nữa rồi. Thái Công Dân càng ngày càng quý trọng Tần Lạc, lần nào hắn cũng nghĩ cho lợi ích nước nhà, lần viếng thăm này của công chúa Thụy Điển, đã nâng cao tầm quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc và châu Âu. Và quan trọng hơn, là vị trí của Trung Quốc trong mắt của châu Âu vì thế mà cũng sẽ nâng cao hơn. Bọn họ không phải nói là Trung Y là loại y học không có cơ sở khoa học ư. Bọn họ không phải nói Trung Y là vô dụng ư. Thế mà bây giờ một trường đại học y danh giá nhất thế giới lại đang muốn tìm tòi học tập Trung Y, sự kiện này chẳng khác nào một cái khóa miệng những kẻ nhiều lời lắm chuyện lại hay sao? Thực ra cháu cũng có làm cái gì đâu, Tần Lạc khiêm tốn nói. Nhưng đúng là thực chất hắn chẳng làm gì cả, vì Gabo là tự động tới tìm hắn, chứ hắn có mời nàng tới đâu cơ chứ. Cháu cũng đừng khiêm tốn nữa. Thái Công Dân vỗ vỗ vai Tần Lạc mỉm cười nói, bên chỗ chú hết cái để thưởng cho cháu rồi, thăng quan thì cháu không muốn, cho tiền thì cháu lại có quá nhiều tiền. Nhưng những gì cháu làm thì sẽ có người đều ghi nhớ hết cả. Chú chắc chắn sẽ nhớ và con cháu của chúng ta sau này sẽ ghi nhớ công ơn của cháu. Đây đã là một phần thưởng dành cho cháu rồi, Tần Lạc cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì nhân vật lần này tới đây là người của Vương thất Thụy Điển, do vậy mà sân bay đã tiến hành giới nghiêm đối với vị thượng khách này. Tất cả mọi người đều vào vị trí, không có bất cứ ai được phép lơ là. Thái Công Dân dẫn đoàn người đứng bên cạnh thảm đỏ, còn đám phóng viên cầm máy ảnh thì đứng vây kín ở phía bên ngoài vạch ngăn cách. Khách vẫn chưa đến, thì đám phóng viên lại đưa máy ảnh nhắm vào Thái Công Dân mà ghi hình. Tính tình của Thái Công Dân khá tốt, ông điềm đạm hòa nhã vẫy tay, nhưng đều từ chối phỏng vấn. Thái Công Dân đưa đồng hồ lên nhìn rồi hỏi, sắp đến rồi nhỉ? Vâng, Tần Lạc cười đáp. Cô bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Ngũ quan tinh xảo không một tì vết, làn da trắng tinh như pha lê. Đôi lông mày thanh tú cùng với một cặp môi xinh, nàng mặc một bộ váy công chúa màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ đăng ten nhỏ, và đi một đôi giày màu đỏ. Trông nàng đẹp như một công chúa trong truyện cổ tích vậy. Dĩ nhiên, nàng cũng là một công chúa. Một công chúa thực sự. Trong khoang máy bay, nữ nghi lễ quan trong Vương quốc Thụy Điển Laudra, một lần nữa nhắc lại những điểm cần chú ý cho mọi người nghe. Tính tình của người Trung Quốc rất dễ ngượng ngùng, hành động đón khách bọn họ chủ yếu là bắt tay. Cuốn sách hướng dẫn dạy lễ nghĩa khi đi viếng thăm chắc mọi người đều đọc rồi chứ. Chúng ta đừng có thể hiện quá nồng nhiệt, như vậy mọi người sẽ hiểu nhầm là chúng ta lỗ mãng, nhưng cũng đừng quá lãnh đạm, như vậy họ sẽ hiểu nhầm là chúng ta đang tức giận điều gì đó. Đội bảo vệ phải chú ý an toàn cho điện hạ, tuy bên Trung Quốc đã có sắp xếp chuyện này rồi, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Viện trưởng Serva, ngài là trưởng đoàn, cũng như là đại biểu cho công chúa làm cầu nối cho cô ấy với thế giới bên ngoài. Ryan, nếu như có thể thì đừng để công chúa cách người của anh quá một mét. Aima, Figer, hai người phải luôn chú ý tới quần áo, cũng như cách trang điểm của công chúa, đừng để công chúa điện hạ thất lễ quá nghe chưa. Mỗi lần Laudra đưa ra một câu hỏi, thì lập tức đã có người tương ứng với tên gọi đứng lên gật đầu hiểu ý. Mọi người đều nhận ra rằng, Laudra đang rất hồi hộp và có phần lo lắng. Laudra đúng là có lý do để lo lắng, bởi vì bất luận bà nói cái gì, công chúa đều nghe không hiểu lời bà nói, cũng chẳng nghe theo lời của bà. Do vậy bà mới phải chuyển hướng sang những người tùy tùng bên cạnh công chúa. Nếu như công chúa trong lần viếng thăm này tỏ ra thất lễ, thì sẽ làm mất mặt Vương thất Thụy Điển, đến lúc đó sự trừng phạt là rất khủng khiếp. Thề với chúa rằng,
tôi rất thích công việc này. Laura âm thầm đưa tay lên ngực ra đấu hình thánh giá. Gabo đúng là chẳng nghe hiểu bọn họ nói gì, nàng chỉ trợn tròn mắt lên hết nhìn bên nọ rồi nhìn bên kia, sau đó, ánh mắt của nàng lại quay lại với con mèo màu đen đang ôm trên mình. Cái gì, trên máy bay không được mang vật nuôi lên sao? Ai đã nói vậy? Máy bay bắt đầu hạ cánh, trước khi Gabo bắt đầu có cảm giác mất cân bằng áp suất, thì đã có người kịp thời đưa tay lên bịt lỗ tai nàng lại. Đây là một hành động quan tâm chăm sóc đặc biệt được dành riêng cho nàng. Các vị, vì vinh dự của vương thất, vì vinh dự của chúng ta, mời các vị ghi nhớ những gì mà tôi đã nói. Laura lớn tiếng căn dặn lại mọi người. Chúng tôi đã biết rồi thưa quý bà Laura. Bà Laura, chúng tôi không ôm hôn bọn họ một cách tùy tiện. Nếu như họ không muốn. Không phải lo đâu, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Laura mỉm cười thể hiện sự biết ơn của mình. Sau đó bà nhanh chân đi tới bên công chúa Gabo. Bất luận thế nào, bà cũng không thể để cho Gabo trở nên thất lễ được. Đoàn đại biểu lần lượt xuống sân bay, Gabo và người phiên dịch cùng với người hầu nữ của mình đi trước tiên, đám vệ sĩ hoàng gia lập tức tản ra tứ phía hình thành một vòng tròn bảo vệ, đoàn giáo sư thì đi thứ ba, còn đám sinh viên học sinh thì đi cuối cùng. Đám sinh viên này lần đầu tiên tới Trung Quốc, bọn họ đều rất mừng rỡ và cảm thấy hiếu kỳ, có người còn móc di động ra chụp ảnh. Còn có người thì nhanh chóng cầm túi sách của mình chạy vào nhà vệ sinh. Đại sứ Địa của Đại sứ quán Thụy Điển tại Trung Quốc là người bước tới nghênh đón đầu tiên, sau khi hỏi thăm công chúa xong, thì ông quay sang chào hỏi với những người khác trong đoàn, rồi dẫn đoàn người đi tới chỗ dành cho khách quý. Ông dĩ nhiên biết nơi tổ chức nghi lễ đón tiếp đoàn đại biểu của bên Trung Quốc nằm ở chỗ nào. Đến rồi, đám phóng viên gào lên. Đoàn đại biểu vừa bước vào, thì đám phóng viên đã ào ào xông tới. Tuy bọn họ không thể vượt qua được giải phân cách, nhưng ống nhòm trong tay bọn họ không ngừng kêu lên tanh tách. Tách, tách tách tách. Công chúa Gabo, xin hỏi đây là lần đầu tiên cô tới Trung Quốc phải không? Cô có thích quốc gia này không? Có người dùng tiếng Anh hỏi. Công chúa Gabo, bệnh của cô đã khỏi hẳn chưa? Cô lần này tới Trung Quốc bao lâu? Có người còn dùng cả tiếng Thụy Điển để hỏi nữa. Công chúa Gabo, xin hỏi cô nhìn nhận thế nào về Trung Y và Tây Y? Hát luồng y học này giao lưu với nhau có đồng nghĩa với việc Thụy Điển chấp nhận Trung Y hay không? Phóng viên là như vậy, bọn họ sợ người khác hỏi mất câu hỏi của mình, nên tranh nhau đưa ra câu hỏi. Nhưng cũng chính vì tranh nhau hỏi, cùng với tiếng máy ảnh bật tanh tách kia, thì căn bản là bạn không thể nghe nổi bọn họ đang hỏi bạn cái gì. Dĩ nhiên, cho dù có nghe thấy thì Gabo cũng chẳng trả lời, vì nàng chẳng hiểu họ đang nói gì. Có lẽ nàng lại cảm thấy đám người này như đám người điên. Hành động thì điên loạn, nói thì như cái tẩu há mõm. Thật là kinh dị. Nhưng nàng vẫn mở tròn đôi mắt mình đảo khắp nơi tìm kiếm. Bởi vì Philip đã nói với nàng rằng, nàng tới đây chắc chắn sẽ gặp được Tần Lạc. Tần Lạc cũng đã nhìn thấy Gabo, chỉ là thái công dân chưa bước lên nghênh đón, thì hắn cũng chẳng dám tự động mà nhảy vồ tới bên nàng. Vì nếu làm vậy, thì hắn sẽ trở thành một sinh vật lạ trong mắt người khác. Vì dĩ nhiên hắn sẽ được vinh dự lên trang nhất của tờ báo với tiêu đề dấu bé người vô duyên nhất trong năm dấu lớn. Tần, Gabo nhìn thấy Tần Lạc, nàng xúc động giang hai tay về phía hắn, hành động này của nàng làm cho con mèo trong tay nàng bị rơi xuống đất một cách vô tình hữu ý. Con mèo chẳng hiểu mô tê gì cả, tại sao chủ nhân của nó lại không muốn ôm nó nữa nhỉ? Con mèo sau một hồi kêu meo meo, đã nhận ra chủ nhân của nó đang giang tay với một người đàn ông. Nó lập tức hiểu ra vấn đề, thì ra tình địch của nó đã xuất hiện. Tần, Gabo lại một lần nữa gào lên, nàng cố gắng giằng co rồi hướng về phía Tần Lạc chạy bổ tới. Mau ngăn công chúa lại, Laura hốt hoảng nói, nếu như để công chúa trong vương thất nhảy ôm chầm lấy người đàn ông này, thì bà đừng hòng được quay về Thụy Điển nữa. Bởi sẽ có rất nhiều người cho bà lên thớt. Người phiên dịch và người hầu của công chúa lập tức vây lại, vòng tròn bảo vệ bên ngoài cũng lập tức được co thắt lại. Gabo dù có gắng sức thế nào cũng không thể nào thoát nổi, nàng chỉ biết đưa tay lên đánh đấm những người đang ngăn cản nàng. Hu hu hu. Tại hiện trường, xuất hiện tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết. Chương 1006, bế công chúa bước trên thảm đỏ. Bởi vì có Thái Bộ trưởng là nhân vật cao cấp của chính phủ ở đây, đám phóng viên tuy rất hoan nghênh đoàn đại biểu đến từ Thụy Điển, nhưng trong lòng họ vẫn có cái gì đó e ngại, sợ làm vị quan cao cấp trong chính phủ này mất lòng. Bọn họ không thể nào ùa ra chụp ảnh, phỏng vấn như ong vỡ tổ như khi đi phỏng vấn các minh tinh màn bạc, cũng không thể nào huýt sáo,
vỗ tay chào mừng một cách vô tổ chức. Các tay phóng viên bây giờ cũng phải tỏ ra vô cùng từ tốn và lịch sự, cái chính là cũng muốn giữ thể diện cho đất nước nữa. Vì nói cho cùng, bọn họ khi đối diện với khách nước ngoài, thì khi làm gì, nói gì cũng phải có chừng mực. Không thể để mất mặt cho cả nước được. Đây là một hành động có vẻ bộc phát một cách tự nhiên, tự khống chế bản thân không được phép đi quá đà. Vì thế mà khi tiếng thét của Gabo vang lên như một con thú bị thương đã làm kinh động tất cả đám phóng viên ở đây. Tất cả mọi người trong đoàn đại biểu Thụy Điển đều dừng chân lại. Còn đám phóng viên thì ngừng thôi chụp ảnh, mà mắt chữ O mồm chữ A, ngơ ngác nhìn nhau với một vẻ mặt không thể nào tin nổi. Đến cả đám người của Thái Công Dân cũng đột nhiên cảm thấy giật mình vì hành động rất bất ngờ này của công chúa Thụy Điển. Còn đám công an, cảnh vệ cũng như vệ sĩ được bố trí xung quanh sân bay thì cũng lập tức phản ứng nhanh nhẹn, khép chặt vòng vây xung quanh lại, để tìm ra nguyên nhân của tiếng hét kinh dị kia. Hiện trường bỗng chốc trở nên yên ắng vô cùng, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Ít nhất thì cũng chỉ có số ít người trong những người ở đây biết được nguyên nhân chuyện này. Khi nghe thấy tiếng gào thét tức giận của công chúa Gabo, thì Londra lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường cho bõ tức. Chết rồi, đi đời hết cả lũ rồi, công chúa đã làm mất thể diện của cả vương thất Thụy Điển mất rồi. Bởi vì công chúa Gabo được vương thất Thụy Điển bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài chỉ biết tới nàng đã mắc phải căn bệnh quái dị, chứ không hề biết nàng không biết nói, không hiểu cái gì, như một tờ giấy trắng. Dĩ nhiên, họ càng không biết rằng nàng chỉ biết gào thét chỉ một chữ tần, mà thôi. Lần này là vì một số lý do chính trị, mà Gabo đã lần đầu tiên xuất hiện trước giới truyền thông. Nhưng chẳng ai ngờ tới nàng lại có hành động hoang dã như vậy trước đám truyền thông của Trung Quốc như thế. Phải làm thế nào đây? Nếu như tin tức này mà bị lan truyền ra ngoài, thì chắc chắn vinh dự của vương thất Thụy Điển sẽ bị vứt vào sọt rác. Nếu như Gabo không phải là công chúa, thì có lẽ Londra đã cầm cái rẻ rách mà nhét nó vào miệng nàng từ lâu rồi. Nhưng đáng tiếc điều này hoàn toàn là hoang tưởng và không bao giờ xảy ra. Gabo là một nàng công chúa, nếu như Londra dám làm vậy, thì đừng nói là sau khi quay lại Thụy Điển sẽ bị trừng phạt, mà ngay lập tức sẽ bị đám vệ sĩ của Gabo cho lên thất luôn. Không thể bịt miệng nàng lại, nói thì nàng không hiểu, làm thế nào đây? Những người khác cũng không biết nên giải quyết ra sao. Londra không dám bịt miệng Gabo, thì lẽ nào đám người phiên dịch và vệ sĩ lại dám làm sao? Thưa bà Londra, bây giờ, Ryan lo lắng nhìn Londra nói. Mau đưa công chúa rời khỏi đây, viện sĩ Serva ở đây tiếp đãi đám phóng viên và quan viên Trung Quốc. Londra đã đưa ra quyết định sai lầm lần thứ hai trong ngày. Nghe theo lời của Londra, Ryan và mấy người phiên dịch lập tức đưa Gabo rời khỏi hiện trường. Nhưng bọn họ đã quên mất không quan tâm tới tâm trạng của Gabo lúc này. Gabo gào thét như vậy đó là bởi vì nàng đang tức giận. Nàng tới đây để tìm tần của nàng đã trông thấy hắn. Nhưng đám người này lại muốn đưa nàng đi khỏi đây, làm cho nàng cảm thấy vô cùng ức chế. Bây giờ bọn họ sẽ tách nàng ra khỏi tần của nàng làm sao để bọn họ làm như vậy với mình được. Hu hu, tiếng kêu quái dị của nàng vang lên to hơn, nàng quỳ luôn xuống không muốn rời khỏi đây một chút nào cả. Mèo chấm mẹo, con mèo đen đi lượn xung quanh Gabo, vì nó thực sự cảm nhận được sự bất lực. Tức giận của chủ nó, nhưng nó lại không làm gì nổi cho nàng cả. Sao vậy? Ai đang kêu lên vậy? Hình như là công chúa Thụy Điển. Anh xem cô ấy quỳ xuống đất rồi kìa. Ha ha ha, một cô bé còn chưa trưởng thành. Trông xinh quá, chỉ muốn bẹo vào má của cô ấy một cái thôi, yêu quá. Lạ thật đấy, sao lông mày của cô ấy lại trắng như vậy nhỉ? Lẽ nào bệnh tình của cô ấy vẫn chưa khỏi sao? Để cháu tới đó xem sao. Tần Lạc quay sang Thái Công Dân nói. Vừa nghe tiếng khóc hù hù của Gabo, hắn đã thấy thương xót nàng vô cùng. Bởi vì khi còn ở Thụy Điển, Gabo đã dùng tiếng khóc, tiếng gào này để bảo vệ hắn trước mặt mẫu hậu của mình. Hắn chẳng thấy tiếng kêu của nàng có chút gì ghê rợn, mà chỉ cảm thấy thương nhớ cô gái đáng yêu này. Gabo không thể diễn đạt sự đau buồn, tủi nhục của mình bằng tiếng nói, do vậy nàng mới kêu lên như thế. Cái chính là những người ở đây đều không hiểu nàng mà thôi. Đi đi, Thái Công Dân cũng đã nhận ra được tiếng hét là do công chúa Gabo phát ra, và ông nghĩ chắc chắn là có ẩn khúc gì ở bên trong. Một nỗi đau đang xé rách tim gan của Tần Lạc, hắn nhanh chân đi tới chỗ của Gabo. Khi vừa mới tới đây hắn cảm thấy thân hình của mình nặng trĩu. Nhưng bây giờ, để cho hắn bế Gabo đi cả đoạn đường dài hàng cây số cũng chẳng có vấn đề gì.
Người gặp chuyện tốt thì tinh thần cũng sảng khoái, mà tinh thần sảng khoái rồi thì bệnh tật cũng chẳng là cái thá gì cả. Ryan, Tần Lạc hét lên, hắn khi còn ở Thụy Điển thì đã quen với Ryan rồi, có lẽ Philip cũng đã suy nghĩ tới điểm này nên đã để Ryan tới đây cùng với Gabo cũng nên. Tần Lạc tiên sinh, Ryan là một người Bắc Âu điển hình, ông cao lớn vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, trông rất đàn ông. Dĩ nhiên Tần Lạc đứng trước mặt ông ta cũng không hề cảm thấy bị lép vế hay mất tự tin. Vì hắn tin vào sự hấp dẫn ngoại hình vốn có của hắn. Để Gabo đó, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tần Lạc nói. Được, Ryan phất tay ra hiệu mọi người thả Gabo ra. Laura đang định lên tiếng ngăn cản, thì bà đã bị viện trưởng Serva kéo lại. Thưa bà Laura, đây là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này đó. Viện trưởng Serva nói, khi còn ở Thụy Điển, ông đã biết chuyện Tần Lạc làm ở Thụy Điển, và có ảnh hưởng rất lớn lên vương thất ở đây. Mấy tên vệ sĩ đứng vây quanh Gabo lúc này cũng đã đứng tản ra hai bên, Tần Lạc nhìn vào hai con mèo đang nằn cuộn tròn trên nền đất. Gabo như một con mèo sữa trắng, bên cạnh nàng là con mèo đen mà nàng mang theo bên mình. Cả hai đều trông rất đáng thương và tội nghiệp. Gabo, Tần Lạc cảm giác như trái tim của hắn bị tan chảy ra. Gabo ngước mặt nhìn lên, Tần Lạc đúng là đứng trước mặt nàng. Tần, Gabo không hề đứng lên, nàng vẫn cuộn tròn dưới đất, giống như một con mèo đáng thương ôm chặt lấy chân của hắn. Chết rồi, hỏng bét rồi. Laura nhìn thấy cảnh tượng này mà chỉ biết lẩm bẩm trong mồm, bà định chạy tới ngăn cản thì lại bị viện trưởng Serva kéo lại, ông kéo hẳn bà ta tới chỗ quan viên của Trung Quốc. Nhìn thấy cảnh tượng này đám phóng viên tuy không thét lên kinh hãi, nhưng trên mặt họ đều thể hiện sự bất ngờ, không tin nổi vào mắt của mình. Người đàn ông này, rút cục là có quan hệ gì với công chúa Thụy Điển thế? Nàng sao lại giống như một con vật nhỏ ôm lấy chân của người đàn ông này chứ? Lẽ nào nàng không biết với thân phận cao quý của nàng lại làm vậy là thất lễ hay sao? Cuối cùng với bản năng nghề nghiệp của một phóng viên, tất cả đám phóng viên ở đây đều đưa ống ngắm lướt về phía hai người Tần Lạc và Gabo. Tách 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 tách. Gabo, Tần Lạc quỳ người xuống, nhẹ nhàng vuốt lấy vành mũ của nàng. Hắn rất muốn vuốt mái tóc của nàng, nhưng hiện giờ nàng đang đội mũ, nên hắn chỉ có thể làm như vậy. Tần, Tần, Gabo kêu lên, nàng áp mặt vào người hắn trà lên trà xuống, như một con mèo vậy. Gabo, chúng ta đứng lên nói chuyện có được không? Tần, 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 Tần. Quỳ ở dưới đất dễ bị cảm lạnh đấy. Nào để anh đỡ em đứng dậy. Tần, Tần, Tần. Tần Lạc đưa mắt ra nhìn bốn hướng, thì thấy tất cả các ống kính đang ngắm chuẩn vào hai người. Hắn cũng chẳng quan tâm tới nhiều thứ khác nữa. Bất luận người ta có gào thét kinh ngạc như thế nào, hắn cúi xuống bế bổng Gabo lên. Muốn viết thế nào thì kệ các người, dù sao thì tôi cũng làm như thế này. Tần, Gabo vui mừng ôm lấy cổ của Tần Lạc, dụi vào ngực của hắn với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Con mèo trắng đã được người khác bế đi, con mèo đen ở dưới đất chỉ biết kêu meo meo. Cuối cùng thấy chẳng có ai để ý tới nó, con mèo liền nhảy phóc lên trên vai của Tần Lạc không hề do dự. Thế là cuối cùng mọi người đã thấy sự tồn tại của con mèo đen này, nó cũng hiên ngang đứng trước máy ảnh mà thể hiện mình, đầu nó ngẩng cao lên, cứ như là một vị lãnh đạo cao cấp vừa mới xuất hiện vậy. Viện trưởng Serva, bà Laura, xin chào, hoan nghênh nhị vị đến với Trung Quốc, hy vọng nơi đây sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp cho hai vị. Thái công dân đem theo đám quan viên của mình tới bắt tay chào mừng Serva cùng với Laura. Trung Quốc là một nơi mà tôi luôn mơ ước được tới ghé thăm. Cuối cùng tôi cũng đã đến được đây. Tôi rất lấy làm vinh hạnh. Serva sau khi nghe phiên dịch xong, liền đáp lại một cách vô cùng lịch thiệp. Xin cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của các ngài. Tôi tin rằng chuyến viếng thăm Trung Quốc lần này sẽ để lại cho chúng tôi những ký ức tuyệt vời nhất. Laura tươi cười rạng rỡ nói, mặc dù trong thâm tâm bà đang chán nản và khổ sở vô cùng. Bà đúng là đã có một kỷ niệm rất sâu sắc khi tới đây rồi, và nó chẳng có gì là đẹp đẽ cả. Ai mà có thể ngờ được một công chúa Thụy Điển lại để cho một thằng Trung Quốc nó bế đi trên chiếc thảm tiếp đón màu đỏ như thế này cơ chứ? Chương 1007, là quỷ giết quỷ. Trung Quốc là một quốc gia thần bí mà bất kỳ ai cũng muốn đến tham quan, khi tôi còn nhỏ tôi đã nghe những truyền thuyết về loài rồng. Tôi còn biết trong thần thoại của các bạn có Tôn Ngộ Không, chư bát giới. Chúng tôi lần này tới đây mang theo tình hữu nghị và sự học hỏi. Những người đứng sau lưng tôi đều là những sinh viên của trường, họ là fan của Trung Y. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy. Trước khi gặp Tần trưởng đoàn,
tôi cũng biết trên thế giới có một loại y học có tên là trung y tồn tại, nó là một môn y học rất hiện đại. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến Tần trưởng đoàn sử dụng nó, chúng tôi đã được mở mắt nhìn thấy được sự kỳ diệu của nó đã chinh phục toàn bộ dân chúng Thụy Điển. Tôi biết, trung y là một đặc sắc cổ xưa nhất mà Trung Quốc có được. Bất luận trung y hay tây y thì mục đích của chúng ta đều giống nhau, đó là cứu rỗi con người vượt qua bệnh tật. Vì cái lý tưởng cao đẹp và vĩ đại này, chúng ta hãy bắt tay lại với nhau, hỗ trợ cho những khiếm khuyết của nhau, học tập nhau để cùng phát triển. Tôi tin rằng, chúng tôi tới đây chắc chắn sẽ có rất nhiều thu hoạch. Một lần nữa xin cho phép tôi được mạn phép cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của các bạn. Tôi rất hân hoan và mong chờ chuyến đi này sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Công chúa Điện Hạ bây giờ đang rất bận. Nàng đang bận cuộn tròn cơ thể mình nằm gọn trong lòng Tần Lạc, còn con mèo đen của nàng thì chễm chệ ngồi trên vai Tần Lạc, đưa mắt nhìn ra bốn phương ngạo nghễ, cứ như là nó mới chính là công chúa Điện Hạ vậy. Nghĩ tới việc công chúa không thể nói được, nên Serva đã tự chủ động đứng ra đại diện cho toàn bộ đoàn nói lời cảm tạ thay cho công chúa Điện Hạ. Và những lời nói có cánh này của Serva đã được phiên dịch ra, tất cả mọi người ở đây đều vỗ tay rào rào khen ngợi. Serva thấy vậy liền cúi đầu cảm ơn một cách vô cùng phong độ và lịch thiệp. Ông liếc mắt nhìn về phía công chúa, mà thầm đổ mồ hôi hột vì hành động vừa rồi của nàng. Là một công chúa có địa vị, thế mà bây giờ nàng lại hạ thấp mình nằm gọn trong tay của một gã Trung Quốc giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu báo giới truyền thông. Nhưng Vương thất Thụy Điển đã đủ can đảm để cho nàng tới đây, thì bọn họ chắc là cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý rồi. Bọn họ còn không lo lắng, thì mình việc gì phải lo. Cứ giả vờ như không nhìn thấy gì có phải là hơn không? Thái công dân cũng vậy, ông cũng tảng lờ cảnh tượng Tần Lạc bế nàng công chúa kia vào lòng, vì chỉ cần ông chủ động lên tiếng là lập tức sẽ làm mất lòng ngay đám khách đến từ phương xa này. Bộ trưởng không nhắc tới, thì tất cả các thành viên trong đoàn của ông cũng chẳng có ai dám nhắc tới cả. Nhưng nó lại không đồng nghĩa với việc Tần Lạc bị mọi người không để tâm tới. Người mà có thể ôm công chúa Điện Hạ của Thụy Điển vào lòng thì làm sao mọi người có thể vờ như không thấy được cơ chứ? Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi quan hệ giữa anh và công chúa Gabo là gì vậy? Xem ra rất thân mật phải không ạ? Tần Lạc tiên sinh, anh sẽ lấy công chúa Gabo làm vợ chứ? Tần Lạc tiên sinh, bệnh tình của công chúa Gabo đã hồi phục chưa? Cô ấy lần này tới Trung Quốc làm gì? Cô ấy tới đây trong thời gian ngắn, hay là ở đây lâu luôn vậy? Các tay phóng viên không ngừng đưa ra các câu hỏi, làm cho tai của Tần Lạc nghe mà cứ ong ong hết cả lên. Gabo thì vẫn vậy, nàng không hề bị ảnh hưởng với xung quanh, chỉ cần ôm được Tần Lạc, và không ngừng kêu rên tần, là nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Trong mắt của nàng thì chỉ còn có mỗi Tần Lạc mà thôi. Còn những người khác thì nàng đều coi là cỏ rác hết, thậm chí còn chẳng bằng con mèo đen của nàng nữa. Bởi vì tôi là bác sĩ chữa trị chính cho Gabo. Do vậy mà chúng tôi là bạn tốt của nhau. Còn về việc lấy công chúa thì, ha ha ha, cô ấy trong mắt tôi thì chỉ là một đứa bé mà thôi. Xin lỗi các vị, hôm nay tôi không thể tiếp lời các vị để phỏng vấn được, để lần sau nhé. Tần Lạc nói xong liền nhờ vào đống vệ sĩ hoàng gia của Gabo tản hết đám phóng viên ra, rồi nhanh chân đi lên xe đã được chuẩn bị từ trước. Thái công dân dẫn đoàn đại biểu của Serva và Lodra lên hàng đầu tiên. Còn đám sinh viên học sinh thì ở hàng thứ hai, cuối cùng là Tần Lạc cùng đội bảo vệ đi ở hàng cuối cùng. Đám sinh viên Thụy Điển này đều là những người hoạt bát và nhanh nhẹn, họ vừa đi vừa nhìn xung quanh, đưa tay chỉ trỏ vô cùng hiếu kỳ. Thậm chí còn có người dừng lại chụp ảnh những nơi mà họ cảm thấy thú vị. Khi Tần Lạc ôm Gabo đi qua mặt một nữ sinh đang chụp ảnh, thì cô gái đã quay sang hắn mỉm cười rất thân thiện. Cô gái thậm chí còn nhanh tay chụp luôn hình của hắn và Gabo. Chụp hình. Nhìn thấy ống nhòm máy ảnh chỉa thẳng về phía mình, Tần Lạc bất giác cảm thấy ớn lạnh xương sống. Không xong, Tần Lạc thất kinh hét lên một tiếng rồi ôm luôn Gabo ngã luôn về phía trái. Đúng lúc này cô nữ sinh kia đã bấm máy cái tách. Làm mọi người kinh ngạc vô cùng chính là ở tình tiết này. Chỉ thấy ở đầu ống nhòm nổ lên một tiếng đanh thép. Bằng. Một vệ sĩ hoàng gia không kịp né tránh, đã bị ống nhòm máy ảnh phóng thẳng đập vào người. Quỳnh. Một tiếng ổ vang lên kinh khủng, toàn bộ thân thể của tên vệ sĩ nổ tan tành không còn nguyên xác. Huỵch. Tên vệ sĩ còn không kịp kêu lên một tiếng, toàn bộ thân hình đã bị nổ tan tác. Cũng chính vào lúc này, đội vệ sĩ Hoàng gia Thụy Điển cũng đã thể hiện được tố chất của mình.
không có một ai đi quan tâm tới cái xác của tên vệ sĩ kia, thậm chí đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Bọn họ tất cả đã lập tức nhảy vồ tới chỗ nữ sinh chụp ảnh kia. Giết chết hung thủ, tiêu hủy hết mọi nguy hiểm tiềm ẩn, đây chính là mục đích tồn tại của họ. Cộp cộp cộp, tiếng giày da gõ xuống đất cộp cộp, bọn họ rất nhanh đã bao vây lấy cô nàng nữ sinh kia. Chết tiệt, nữ sinh chửi thề, cô không ngờ rằng mình đã ám sát thất bại, thậm chí cô còn không hiểu vì sao Tần Lạc lại phát hiện ra cô định ám sát hắn. Lẽ nào cô đã để lộ ra sơ hở gì sao? Không thể thế được. Cô quá tin vào thuật dị dung của mình, thuật dị dung của cô không bao giờ có sơ hở cả, cô tin rằng cô là người dị dung chuyên nghiệp và giỏi nhất trên thế gian này. Hê! Hey. Bốn người, bốn cánh tay, và bốn nắm đấm. Đông Tây Nam Bắc, mỗi người tấn công từ một phương hướng khác nhau. Bất luận là ai đánh chúng, thì người bị đánh chắc chắn là sẽ bị thương tật, bởi đám vệ sĩ này chính là bộ đội đặc chủng tinh anh nhất. Đánh không chết thì thật là không bình thường, còn đánh chết thì mới là sự thật. Mỗi một hướng đều có một người, mỗi một người tung ra một nắm đấm, có muốn né tránh cũng chẳng né tránh nổi. Nhưng nếu như đứng nguyên một chỗ, thì sẽ bị ăn cả bốn cú đấm vào người. Mấy thằng hề, nữ sinh kia gằn giọng cười. Nữ sinh ném luôn chiếc máy ảnh trên tay mình vào mặt của một thành viên vệ sĩ hoàng gia. Tên vệ sĩ hoàng gia vì lo sợ cái máy ảnh này sẽ phát nổ lần nữa, nên đã nhanh người né sang một bên. Cũng chỉ là né sang một bên thôi, thế là giữa bốn người đã có một khe hở. Một trận gió thổi qua, cô nữ sinh kia đã nhanh chóng lọt qua khe hở đó. Chỉ trong nháy mắt cô đã mất hút giữa đám người đông đúc tại sân bay, chờ cho mọi người phản ứng lại thì cô nàng đã mất tăm mất tích từ khi nào rồi. Từ lúc ám, bị bao vây, ném máy ảnh, đến khả năng đào thoát kinh người, toàn bộ cô nữ sinh chỉ dùng chưa đầy 3 giây đồng hồ. Nó giống như bạn xem phim mà bấm nút tua nhanh hình ảnh vậy, từng động tác của cô nữ sinh nhanh như chớp giật. Cho tới tận bây giờ, toàn bộ đám vệ sĩ đi phía sau mới kịp phản ứng, có người nhanh chóng chạy tới bên Tần Lạc bảo hộ, còn những người khác thì nhào hết về phía Gabo. Còn có người thì nhanh chóng chạy theo hung thủ quyết bắt cho kỳ được. Có người thì gọi điện thoại, toàn bộ sân bay đã bị phong bế cả lại. Tất cả các máy bay tại đây đều bị cấm bay ngay tức khắc. Tần, Gabo mở mắt ra, nhìn thấy Tần Lạc đang ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, thì nàng bật cười khanh khách, dang rộng tay ra mà ôm Tần Lạc vào lòng. Tần Lạc không hề ôm lấy nàng, mà chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nàng nói, có đau không? Gabo bị thương rồi. Đầu gối và tay của nàng đều bị thương. Tần Lạc khi đó cảm thấy tình huống có phần nguy hiểm, nên đã chủ động ôm Gabo ngã sang bên. Cũng may mà phía hắn đổ người có một tên vệ sĩ cũng cảm thấy tình hình bất thường, nên không dám để công chúa Gabo ngã trực tiếp xuống đất. Mà gã rất vinh hạnh được làm cái đệm thịt cho Gabo ngã đè lên trên. Nhưng mặc dù như vậy thì đầu gối, chân và tay của Gabo vẫn đập mạnh xuống đất. Nàng mong manh như pha lê, do vậy mà cú ngã này đối với nàng là vô cùng nghiêm trọng. Chính vì vậy mà Tần Lạc mới cầm lấy tay nàng ân cần hỏi thăm. Gabo không hiểu Tần Lạc đang nói cái gì, mà chỉ mở tròn con mắt xanh biếc của mình lên nhìn Tần Lạc, rồi nhoẻn miệng cười. Nàng chỉ biết nói mỗi một câu, Tần, Tần. Nàng cái gì cũng không hiểu, chỉ biết có Tần Lạc ở bên cạnh nàng, là nàng hạnh phúc lắm rồi. Tần Lạc lần này không hề cự tuyệt nàng, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy Gabo vào trong lòng. Vị thiên thần nhỏ này, thật là dễ làm cho người ta phải mềm lòng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, Tần Lạc nhìn qua tấm kính, nhìn thấy Thái Công Dân đang đứng chờ hắn ở bên ngoài. Công chúa Thụy Điển bị thương, là một người đại diện cho Trung Quốc đi đón tiếp nàng, ông không thể không tới thăm nom tình hình của nàng được. Đứng ở phía sau lưng Thái Công Dân là Laura và Serva. Ryan lúc này vẫn đang cầm di động nói chuyện, hiển nhiên là bên Vương thất Thụy Điển đã biết chuyện phát sinh ngày hôm nay rồi. Gabo vừa mới xuống sân bay đã bị người khác ám sát. Vừa nghĩ tới đây, Tần Lạc đã cảm thấy tức điên người lên rồi. Bất luận lần này là ai làm, thì hắn thề là phải cho người đó phải trả một cái giá thật đắt. Là người thì giết người. Là quỷ thì giết quỷ. Chương 1008, chuyện xấu trong nhà chớ ra ngoài đường. Tần Lạc vốn định đặt Gabo xuống rồi mới ra mở cửa, nhưng Gabo vẫn nhất quyết ôm lấy cái cổ của hắn không chịu buông. Do vậy Tần Lạc chỉ còn mỗi một cách là bế nàng cùng đi ra mở cửa. Thái Công Dân đem theo một tốp người bước vào, không hề có tay phóng viên nào đi theo sau đoàn người này cả. Dĩ nhiên,
những chuyện như thế này phóng viên sẽ bị nghiêm cấm đi theo. Chuyện xấu trong nhà chẳng bao giờ người ta vạch áo cho người xem lưng cả. Bất luận thế nào thì công chúa Gabo đã bị thương trên đất Trung Quốc, và Trung Quốc dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm về chuyện này, muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không thể nào trốn tránh được. Công chúa Gabo thế nào rồi? Thái công dân vừa mới bước vào đã lo lắng hỏi thăm. Thái độ của ông vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt nhân hậu thường ngày đã biến mất, để xảy ra một chuyện động trời như vừa rồi, ông chắc chắn ức chế và tức giận. Bất luận là ai, thì lần này đắc tội không chỉ với một người, mà là cả với một quốc gia. Đứng trên một góc độ nào đó, thì tên sát thủ này quá ngu ngốc. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể cho rằng tên sát thủ này cũng khá ngông cuồng và bạo dạn. Không sao, Tần Lạc đáp, chỉ là chân và tay bị chảy xước một chút thôi, cháu đã khử trùng cho cô ấy rồi, không sao đâu. Tần Lạc đồng thời cũng giải thích luôn với đoàn đại biểu của Thụy Điển nghe. Nói cho cùng thì bọn họ cũng tới đây cùng công chúa, để công chúa bị thương như vậy, vương thất của Thụy Điển chắc chắn là sẽ trách tội bọn họ. Tâm tư của bọn họ hiện giờ Tần Lạc rất hiểu, do vậy hắn mới giải thích cho họ nghe, để cho họ yên tâm hơn phần nào. Tần Lạc tiên sinh, hoàng tử Philip có gọi điện tới. Ryan đưa chiếc di động cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc biết Philip là người rất thương yêu em gái mình, bây giờ để xảy ra một chuyện to lớn như thế này, Philip gọi điện tới hỏi thăm cũng là một chuyện rất dễ hiểu. Chào anh, hoàng tử Philip. Tần Lạc một tay bế Gabo, một tay nghe điện thoại. Thân thể của Gabo rất nhẹ, nhẹ như bông vậy, vì thế mà Tần Lạc bế nàng bằng một tay mà chẳng cảm thấy nặng nề gì cả. Chỉ có mông của nàng quá mềm, hắn dùng tay nâng cái mông của nàng lên mà cứ như nâng một con mèo béo múp míp vậy. Chào anh Tần Lạc, tôi là người phiên dịch cho hoàng tử. Hoàng tử muốn nhờ tôi chuyển tới anh lời hỏi thăm chân tình nhất. Giọng một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Trình độ tiếng Trung của người phụ nữ này không thể nào bằng được Ryan, thanh điệu có phần kỳ quặc, không được chuẩn như Ryan nói. Cảm ơn chị, cũng xin nhờ chị chuyển lời cảm ơn của tôi cũng như lời xin lỗi của tôi tới hoàng tử điện hạ. Hôm nay để xảy ra sự việc đáng tiếc này tôi rất lấy làm xấu hổ. Tôi cũng nên giải thích cho anh ấy một chút, Tần Lạc nói với giọng hết sức chân thành. Tần Lạc tiên sinh, hoàng tử điện hạ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người trà trộn vào trong đoàn đại biểu rồi lợi dụng tình hình đó mà tấn công tôi và Gabo. Tần Lạc đưa mắt nhìn Gabo nói, có một vệ sĩ hoàng gia đã chết, Gabo chỉ bị thương nhẹ. Nhưng tôi đã xử lý rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Ryan nói Tần Lạc tiên sinh đã cứu mạng công chúa phải không? Cái này, Tần Lạc đưa mắt nhìn Ryan một cái, chỉ thấy ông ta gật đầu với hắn. Hiển nhiên ông ta có biết hoàng tử và Tần Lạc đang nói tới chuyện này. Ryan đã nói như vậy, chẳng khác nào tâm Tần Lạc lên cao hơn một cấp. Từ tình huống đó mà phân tích, thì đúng là Tần Lạc đã cứu mạng Gabo. Nếu như Tần Lạc phản ứng chậm một chút thôi, thì hắn chết hay không chưa rõ, chứ Gabo chắc chắn là chết trước hắn. Vì đầu đạn đó uy lực rất lớn, hơn nữa lại bất ngờ. Ai có thể ngờ được ống nhòm máy ảnh là một quả bom được bắn ra như vậy. Đến cả vệ sĩ hoàng gia còn chết ngay tại chỗ, chứ huống hồ gì một người mỏng manh như pha lê như Gabo. Nhưng mặt khác, Tần Lạc lại cảm thấy mục tiêu của hung thủ là hắn, Gabo chỉ là người bị vạ lây đáng thương mà thôi. Hắn vốn đã cảm thấy xấu hổ vì đã làm liên lụy tới Gabo rồi, làm sao hắn còn mặt mũi nào tự nhận mình là người cứu mạng Gabo cơ chứ? Tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi, Tần Lạc nói, nhưng tôi nghi ngờ rằng, người mà hung thủ muốn hãm hại chính là tôi. Đầu dây bên kia ngừng một giây lát, một lúc sau người phụ nữ lại nói tiếp. Tần Lạc tiên sinh, hoàng tử Philip muốn biết là đã bắt được hung thủ chưa vậy? Tạm thời thì chưa, Tần Lạc đáp, nhưng xin hoàng tử hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức mình để bắt hung thủ về quy án. Hoàng tử điện hạ nói rằng, hung thủ chưa bắt được, thì không thể khẳng định được mục đích hãm hại của hung thủ là ai được. Có thể là Tần Lạc tiên sinh, cũng có thể là công chúa Gabo. Hoàng tử hy vọng rằng Tần Lạc tiên sinh đừng có bất cứ áp lực gì cả, Gabo công chúa đều phải trông cậy vào tiên sinh chăm sóc. Tần Lạc bị cảm động thật sự. Hoàng tử Philip không hề trách móc gì hắn, mà vẫn một mực tin tưởng hắn. Nếu như công chúa Gabo có chuyện gì xảy ra, thì hắn còn mặt mũi đâu đi gặp người ta cơ chứ. Tần Lạc tiên sinh, anh còn ở đó không? Không nghe thấy động tĩnh gì bên Tần Lạc, người nữ phiên dịch liền lên tiếng hỏi. Tôi vẫn có đây. Cô tên gì nhỉ? Tần Lạc nói, giúp tôi chuyển lời tới hoàng tử Philip, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Gabo,
không để cô ấy chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa, tôi thề đó. Tôi tên là Mâu, hoàng tử rất tin tưởng ở anh, nếu không thì ngài đã không yên tâm khi cho Gabo tới chỗ của anh rồi. Hoàng tử nói rằng, nếu như hung thủ chưa bắt được, thì anh đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, cái này đối với anh vô cùng bất công. Cảm ơn, Tần Lạc cảm động nói. Tần Lạc tiên sinh, nếu như không còn chuyện gì nữa, thì hãy đưa máy cho Ryan. Mâu nói. Tần Lạc nghe vậy liền đưa điện thoại cho Ryan, rồi mỉm cười biết ơn ông ta, sau đó hắn đi tới trước mặt Thái công dân nói, Thái bộ trưởng, tình hình sao rồi? Khi xảy ra sự việc, Tần Lạc đưa Gabo vào trong bệnh viện, nên hắn không biết được sự việc tiếp sau đó diễn biến ra sao. Hung thủ bỏ chạy rồi, Thái công dân lắc đầu nói. Chạy rồi, Tần Lạc cảm thấy sởn tóc gáy. Sau khi vụ ám sát xảy ra, thì sân bay đã lập tức phong tỏa, không ai được phép ra vào cả. Hơn nữa, khi đó có đoàn khách quan trọng tới thăm, nên việc canh phòng cũng rất nghiêm ngặt. Cô ta tháo chạy kiểu gì nhỉ? Đúng vậy, chạy mất rồi. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh Thái công dân lên tiếng, chúng tôi vẫn đang điều tra, xem có đầu mối nào không. Còn nữa, chúng tôi đã nghiên cứu máy quay camera rồi, khi đó sao anh biết nữ sinh đó định hãm hại anh? Tần Lạc biết là thế nào cũng có người hỏi về vấn đề này nên đã, chuyên nghiệp, bởi vì tôi chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, người đàn ông kia ngạc nhiên. Chuyên về y học, Tần Lạc nói, con người khi cười ít nhiều cũng sẽ hiện ra nếp nhăn, nhưng cô ta không hề có. Khi cô ta cười thì vô cùng tự nhiên, nhưng các mô cơ trên mặt của cô ta lại không như vậy. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta, nó nhìn người khác một cách vô cùng quái dị. Một người đeo mặt nạ xuất hiện trong đoàn đại biểu, rồi lại cầm máy chụp ảnh cho người khác. Điều này làm cho người khác nghi ngờ động cơ của cô ta. Người đàn ông áo đen kia nghe vậy kinh ngạc nhìn Tần Lạc, rồi nói, không ngờ Tần Lạc tiên sinh lại quan sát tỉ mỉ tới mức như vậy. Đây là một bản năng, Tần Lạc nói, hắn vốn đã rất cảnh giác đề phòng với sát thủ mới xuất hiện là quỷ ảnh rồi, do vậy bất cứ ở đâu hắn cũng phải đem theo Giê-xu và Ly theo bên mình. Chỉ là hôm nay tiếp đãi thượng khách, lại có đám phóng viên ở bên mình, Giê-xu và Ly đều không nên xuất hiện ở đây. Ít ra thì đám kẻ thù của Giê-xu mà biết anh ta đang ở Trung Quốc thì lập tức sẽ cho người tới đây để gô cổ anh ta lại. Còn đối với Ly là một thành viên trong Long Tức không tiện lên trên các mặt báo một chút nào cả. Nếu như không phải có hai người này ở bên cạnh, thì e rằng cô nữ sinh kia chẳng có cơ hội để xuất thủ rồi. Đội vệ sĩ Hoàng gia Thụy Điển tuy cũng là những người tinh anh, nhưng nếu đem họ ra so sánh với Ly và Giê-xu thì thực lực của họ vẫn còn kém rất xa hai người này. Sát thủ có thể dễ dàng thoát khỏi sự bao vây của đám vệ sĩ, thì có thể thấy thân pháp của người này không tồi chút nào. Tần Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tôi có một câu hỏi thế này. Xin anh cứ hỏi, người đàn ông mặc áo đen nói. Ông là Đinh Lực, cục trưởng cục quốc an, vì đây là sự kiện hết sức trọng đại, nên ông ta mới phải trực tiếp tới đây thụ lý. Tại sao sát thủ lại có thể trà trộn được vào trong đoàn đại biểu được? Tần Lạc hỏi. Lẽ nào các thành viên trong đoàn đại biểu đều không nhận ra được sao? Cũng chính vì sát thủ trà trộn được vào trong đoàn đại biểu, hơn nữa lại đi ngang nhiên trước mặt bao nhiêu người. Tần Lạc cứ tưởng sát thủ là sinh viên Đại học Y học Hoàng gia Thụy Điển, vì thế mà hắn đã mất cảnh giác, để nữ sát thủ có cơ hội hành sự. Ai mà có thể ngờ được rằng, cô ta đã trà trộn vào đám đoàn đại biểu này sớm như vậy cơ chứ? Chúng tôi tìm thấy một cô nữ sinh đang bị hôn mê trong nhà vệ sinh nữ tại sân bay. Đinh Lực nói, quần áo của cô nữ sinh này đã bị lột sạch. Chính là bộ đồ mà sát thủ đã mặc nó để trà trộn vào đoàn đại biểu. Đám sinh viên này đều là sinh viên đến từ ba trường đại học khác nhau, do vậy giữa bọn họ cũng chưa có gì là thân quen cho lắm. Hơn nữa vừa mới tới Trung Quốc, bọn họ lại chú ý tới cảnh vật nhiều hơn. Vì thế mà sát thủ mới không bị phát hiện ra. Hy vọng các ông sẽ sớm tìm ra sát thủ, Tần Lạc nói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đinh Lực nói, để xảy ra một chuyện lớn như vậy, sẽ có rất nhiều người chú ý, do vậy không làm tốt không được. Nhưng điều làm ông đau khổ nhất là nữ sát thủ đó như bốc hơi ra khỏi trái đất này. Ngoại trừ hình ảnh của hung thủ được ghi trong máy camera, thì chẳng có máy quay nào ghi lại được hung thủ rời khỏi sân bay từ hướng nào nữa. Đây rốt cuộc là người hay quỷ? Chỗ này bây giờ giao cho cháu. Hãy chăm sóc công chúa Gabo cho cẩn thận, có chuyện gì thì cứ việc gọi điện cho chú. Thái công dân nói, mọi người đâu có thể cứ mãi mà đứng ở đây được, ông còn phải mở tiệc thiết đãi đám thượng khách từ phương xa tới nữa. Chỉ e rằng để xảy ra chuyện này,
những vị thực khách cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn ấy chứ. Cháu hiểu rồi, Tần Lạc gật đầu nói, Hoàng tử Philip cũng đã gọi điện tới cho cháu nói rằng, anh ấy hoàn toàn thông cảm cho chúng ta trong việc này. Thái công dân nghe vậy đưa tay vỗ vỗ vai Tần Lạc rồi nói, cậu ta là một người bạn tuyệt vời đấy. Chờ cho mọi người rời khỏi phòng bệnh rồi, thì Ly và Giê-xu mới xuất hiện. Nói đi xem nào, Tần Lạc xa sầm nét mặt lại nói, hai người có tin tức gì rồi? Chương 1009, đến cả đứa bé thế này cũng không tha. Nguyên do vì sao? Là các chúng sinh không trùng ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, vô pháp tướng, tích vô phi pháp tướng. Nguyên do là vì sao? Là chúng sinh lấy tướng từ tâm, lấy vì nhân, chúng sinh, thọ giả, không lấy pháp tướng, cũng là ngã giả, nhân, chúng sinh, thọ giả. Nghe thấy lời tụng kinh niệm Phật một cách thành kính như thế này, bạn nhất định sẽ cho rằng đây là một người cầu kinh niệm Phật nơi cửa Phật, hoặc là một ẩn cư danh sĩ. Thực ra lại không phải vậy. Người cầu kinh niệm Phật lúc này đang nằm rất thoải mái trên ghế sofa, một chân gác lên trên bàn. Hắn cầm trong tay quyển dấu bé kim cương kinh dấu lớn của Trung Quốc, còn một tay thì đang hái nho bỏ vào miệng nhai. Đúng vậy, trên bàn có bày một đĩa nho khá to. Và hắn đã ăn hết cả nửa đĩa nho to tướng này rồi. Kim Đồng, một cô gái trẻ tóc vàng mắt nâu khó chịu nói, anh có thể yên tĩnh một chút có được không? Em hết chịu nổi mấy câu tiếng Trung vớ vẩn này rồi. Giọng của cô gái đặc sệt khẩu âm của London, nhưng nó lại rất dễ nghe. Cô gái để chân trần đi trên nền đất, chiếc quần jean dài không thể che lấp được cặp chân dài tuyệt mỹ của nàng. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi rộng, chỉ đóng hai cái cúc áo ở phần giữa, để lộ cả một nửa bầu ngực căng tròng mịn màng, và hở rốn ra ngoài, trông rất sexy. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ hắt vào bên trong, làm cho thân hình của nàng nhuốm trong ánh nắng trông giống như một thỏi sô-cô-la màu nâu, làm cho người ta chỉ muốn cắn nàng một cái. Dĩ nhiên, là bạn không sợ nàng táng cho vỡ mấy cái răng. Người đàn ông nằm trên ghế cũng có một cặp mắt màu nâu, nghe cô gái kia nói liền bật dậy cười ha hả nói, Ngọc Nữ, em sao có thể chỉ trích tín ngưỡng của người khác thế? Phật Tổ đã nói rồi, gieo nhân để hái quả. Anh đang thích phúc cho cái kiếp sau của anh. Dĩ nhiên, anh cũng cầu kinh niệm Phật cầu phúc cho cả em nữa. Loại người giết người như ngoé như anh thì chỉ có xuống địa ngục mà thôi. Phật Tổ chắc chắn là không bao giờ phù hộ cho anh đâu. Ngọc Nữ khinh khỉnh nói. Ngọc Nữ, nói thế nào thì anh cũng là anh trai của em sao có thể nói anh như vậy? Dĩ nhiên, nếu như có cô em gái cùng xuống địa ngục với anh, thì anh cũng vui lòng làm vệ sĩ cho em. Kim Đồng bật cười trông rất quyến rũ, từ mã bề ngoài thì bất luận thế nào. Người ta cũng không thể tin được đây chính là một trong tám đại chiến tướng của hoàng đế, giết người như giết lợn, chém người như chém chuối. Dưới địa ngục cũng có thể tu hành Phật đạo, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đã nói rồi, địa ngục mà không chống thì ta đã không thành Phật rồi. Anh đi theo Địa Tạng Vương chắc là cũng không tồi chút nào, chỉ là ở dưới đó chẳng có nho mà ăn thôi. Em chỉ tin một vị thần, Ngọc Nữ nhếch môi cười chế nhạo, thế giới sau khi chết thế nào thì em không biết. Em chỉ biết rằng khi còn sống, người đó mới là thần. Nhắc tới tên của người đó, Ngọc Nữ có phần xúc động, hai chân của nàng co lại, giống như con mèo cái đang ở thời kỳ động dục vậy. Anh biết người đó là thần của em, cũng là thần của chúng ta. Kim Đồng không hề tức giận, cũng chẳng hề phản bác. Nó giống như một việc đương nhiên vậy, quỷ ảnh sao vẫn chưa quay về nhỉ? Lẽ nào lại thất bại lần nữa sao? Thật không ngờ quỷ ảnh chưa bao giờ thất bại. Thế mà lần này lại liên tiếp thất bại hai lần liền. Nếu tin này mà được đưa về thì chắc chắn sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi. Kim Đồng, bao giờ anh mới bớt lắm điều đi nhỉ? Giọng một người đàn ông từ đâu vọng tới. Rất nhanh ông ta đã xuất hiện ở cánh cửa, sau đó bước vào trong phòng. Nhưng cái chính là cánh cửa vẫn đóng, thật không biết ông ta đi vào đây bằng đường nào nữa. Nếu như là Tần Lạc, thì có lẽ hắn đã nhận ra. Người này chính là nữ sinh đã định ám sát hắn tại sân bay. Nhưng cô nữ sinh này rõ ràng là một cô gái, nhưng lại có giọng nói của một người đàn ông. Ha ha, quỷ ảnh, anh trông còn xinh hơn cả Ngọc Nữ nữa đấy. Kim Đồng bật cười ha ha, tôi hơi bị thích anh rồi đấy. Cút, quỷ ảnh gầm lên, sau đó ông ta đưa tay lên xoa xoa mặt, rồi lại đưa tay lên dái tai xoa xoa một hồi, rồi bỗng nhiên kéo mạnh nó ra. Gương mặt của ông ta bắt đầu được gỡ xuống. Đến lúc này, ông ta biến thành một thiếu niên châu Âu với lông mày rậm. Kim Đồng nói, thật là muốn gỡ hết đống mặt nạ trên mặt anh xuống quá.
tôi không tin là anh lại đẹp trai hơn tôi. Anh cứ thử xem sao. Quỷ ảnh cười lạnh nói. Giọng nói của ông ta phát ra từ ba lớp mặt nạ, nhưng mỗi lần ông ta chỉ gỡ một cái xuống, chưa có bất kỳ ai có thể nhìn thấy gương mặt thật sự của quỷ ảnh là gì. Sẽ có lúc đó, Kim Đồng cười cười, không phải là hắn không muốn gỡ ra, mà là vì tốc độ của hắn không thể nào so bì được với quỷ ảnh. Trong bát đại chiến tướng của Hoàng đế thì tốc độ của quỷ ảnh là kinh hồn nhất. Chưa có ai bắt kịp được với tốc độ của ông ta, bao gồm cả bá tước, một thuộc hạ chỉ dưới quyền của Hoàng đế một cấp. Cô ấy đến chưa? Quỷ ảnh hỏi. Trước khi chưa có những tin tốt lành, thì cô ấy không bao giờ xuất hiện cả. Quỷ ảnh, anh có đem tin tốt lành về không? Nói thật lòng, đứng trên lập trường cá nhân của tôi, sự thất bại của anh mới là tin tốt lành dành cho tôi. Vậy thì anh cầu được ước thấy rồi đấy. Quỷ ảnh đanh nét mặt lại nói, tôi không ngờ là hắn lại phát hiện ra tôi đang cải trang. Ồ, Kim Đồng cũng không ngờ sự mong đợi của mình lại là sự thật, nhưng Tần Lạc nhận ra được quỷ ảnh đã cải trang thì đúng là một việc làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, sao lại có thể như vậy được. Đến cả Hoàng đế cũng không nhận ra được anh cải trang cơ mà. Đó là vì Hoàng đế không thèm làm đó thôi. Ngọc Nữ nói chen vào, nàng không cho phép bất cứ ai hạ thấp Hoàng đế của nàng, cho dù đó có là anh trai của nàng. Được rồi, anh sai rồi. Kim Đồng quay sang đầu hàng cô em gái của mình, rồi quay sang quỷ ảnh nói, quỷ ảnh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã nói rồi, hắn nhận ra tôi đã cải trang, do vậy khi tôi tấn công hắn đã tránh được. Ở trường hợp đó tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để ra tay mà thôi. Ồ, thật là tiếc, Kim Đồng nheo mắt lại nói, nếu mà như vậy thì tới lượt tôi xuất thủ rồi. Cũng may là có dấu bé Kim Cương Kinh dấu lớn luôn ở bên tôi. Chứ nếu không thì chuyến đi Trung Quốc này đúng là quá vô vị. Em cũng đi xem tên đó ba đầu sáu tay thế nào mà ghê gớm vậy. Ngọc Nữ đứng bật lên nói, một mục tiêu văn rốt võ rát như nó mà cũng làm cho quỷ ảnh thất bại hai lần liên tiếp, thì cũng là một điều đáng kinh ngạc đó chứ. Đừng có trách tôi là không nhắc nhở trước, quỷ ảnh nói, vệ sĩ bên cạnh hắn đều là những cao thủ, nếu như tôi không phản ứng nhanh, thì có lẽ đã bị bọn họ bám theo rồi. Thật sao? Cả Kim Đồng và Ngọc Nữ đều đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, tôi đúng là đang rất mong đợi lần đụng độ sắp tới này. Giê-xu và Ly tuy không phải là vệ sĩ kè kè ở sát bên Tần Lạc, nhưng bọn họ đều để mắt đến hắn rất kỹ. Có lẽ khi sát thủ trà trộn vào đoàn đại biểu thì hai người đều không phát hiện ra, nhưng sau khi sát thủ ra tay thì cả hai người đã kịp có phản ứng. Cũng chính hai người đã theo dấu của quỷ ảnh hòng bắt quỷ ảnh lại. Tần Lạc rất tin tưởng vào thực lực của cả hai người. Cho dù cả hai đều không tóm được hung thủ, nhưng ít ra thì hai người cũng dò la ra được đầu mối gì đó. Liên tiếp bị hai lần ám sát làm cho Tần Lạc vô cùng tức giận. Bất luận thế nào, lần này hắn phải tìm cho ra được kẻ nào đã chơi thâm hắn như vậy. Tôi bị mất dấu vết, Giê-xu cười nói, hắn chẳng thấy có gì là mất mặt cả. Tôi cũng vậy, Ly chán nản nói, nàng vốn đã ức chế lắm rồi, nàng không thích cảm giác thất bại, lại càng không thích thất bại trước mặt Tần Lạc. Đến cả hai người cũng không theo kịp sao, Tần Lạc cũng kinh ngạc không kém. Trong mắt của hắn thì Giê-xu và Ly đều là những nhân vật hết sức lợi hại hơn đám vệ sĩ của Hoàng gia Thụy Điển rất nhiều. Thế mà cả hai đều không theo kịp tốc độ của sát thủ, đến cả bóng dáng của sát thủ ra sao cũng không biết. Bản thân hắn tự nhận mình đẹp trai dễ thương, lại lương thiện nên sẽ không động chạm gì tới mấy tên biến thái kia, vậy mà. Tần Lạc nghĩ mãi mà không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Giê-xu nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Lạc cười nói, đuổi theo không kịp, nhưng cũng có thu hoạch mà. Thu hoạch gì? Ít ra thì có thể xác định được thân phận của sát thủ rồi. Quỷ ảnh. Đúng vậy, Giê-xu gật đầu nói. Tần Lạc nổi đoá lên nói, cho dù biết hắn là quỷ ảnh thì sao? Hắn xuất quỷ nhập thần, vô hư vô định như vậy làm sao chúng ta biết mà đề phòng? Tần Lạc quay sang Ly hỏi, quân sư bao giờ quay về vậy? Không biết, Ly đáp. Tần Lạc cực kỳ thất vọng, bây giờ làm thế nào đây? Chờ đợi, Giê-xu nói. Chờ đến bao giờ? Giê-xu nhún vai nói, bên giết người còn chưa thấy nóng vội, thế mà bên bị giết lại nóng vội như ngồi trên đống than rồi sao? Tần Lạc nghe Giê-xu nói vậy chỉ muốn đấm vỡ cái bản mặt điển trai của hắn, nhưng tiếc là hắn không phải là đối thủ của Giê-xu. Tần Lạc nhìn vào Gabo cắn răng nói, hiển nhiên mục tiêu của chúng là tôi. Chỉ cần tôi vẫn còn, thì chẳng lo gì bọn chúng không xuất hiện cả. Tôi sẽ là cái mồi thịt để câu bọn cô hồn đó tới.
Bất luận thế nào hắn cũng không thể để cho quỷ ảnh muốn làm gì thì làm được. Mỗi lần hắn bị thương thì chẳng sao, nhưng không thể để liên lụy tới những người khác được, nhất là tới những người con gái đáng yêu bên cạnh hắn. Tự lấy mình làm mồi, để câu bọn chúng quay lại. Giê-xu nghe vậy chỉ biết cười khổ, năm xưa chính Tần Lạc đã dùng chiêu này để câu hắn rồi bắt sống hắn. Thằng danh này trông hiền lành thư sinh là vậy, nhưng khi cần thì cũng độc ác, cũng liều lĩnh không kém bất kỳ ai cả. Ly nhìn thấy Tần Lạc đưa mắt nhìn Gabo, rồi đưa ra quyết định hy sinh bản thân mình như vậy, nàng rất lấy làm khó chịu trong bụng. Ly nhếch môi nói, đến cả đứa bé thế này mà cũng không tha. Chương 1010, công chúa chủ động đến làm dâu. Vết thương của Gabo không có gì là đáng ngại cả, vì vậy mà Tần Lạc cũng không muốn để nàng phải nằm suốt trong bệnh viện. Hắn đã sớm nói chuyện qua điện thoại với Tô Tử rồi, đợi khi nào Gabo tới thì sẽ đưa nàng tới ở cùng với Tô Tử. Tô Tử là người bạn thứ hai của Gabo ở cái đất Trung Quốc này. Tất nhiên là với điều kiện nàng vẫn còn nhớ Tô Tử là ai. Tô Tử lại là một bác sĩ, nàng đủ khả năng để chăm sóc tốt cho Gabo, hơn nữa còn có thể căn cứ vào bệnh tình của Gabo để điều trị thêm cho nàng nữa. Đoàn trưởng Sova dẫn theo đoàn khảo sát đi tham gia buổi tiệc chiêu đãi bên phía chính phủ. Gabo và vị ngoại giao là bà Londra và người phiên dịch Ryan cùng đám vệ sĩ của hoàng gia đều ở lại. Tần Lạc muốn đưa Gabo xuất viện thì tất yếu là phải thương lượng với bà Londra và ông Ryan. Tôi không có ý kiến. Ryan nói thẳng, ông biết rất rõ về mối quan hệ mật thiết giữa Tần Lạc và hoàng tử điện hạ, là một người phiên dịch tài ba, tiền đồ của ông vẫn còn rất sáng lạng, có điều là phải với một tiền đề, ông nhất định phải có một mối quan hệ tốt với Tần Lạc trong thời gian ở Trung Quốc này. Tôi cũng không có ý kiến. Bà Londra nói, trước khi đến đây hoàng tử điện hạ đã đặc biệt dặn dò, trong thời gian công chúa ở Trung Quốc thì mọi hoạt động đều sẽ do Tần Lạc tiên sinh sắp xếp hết. Chỉ có điều là, có chuyện gì vậy? Tần Lạc nhìn Ryan hỏi, ông này sao dịch lại lời của người ta mà chỉ dịch có một đoạn còn giữ lại một đoạn là sao? Ryan nở một nụ cười xin lỗi, đợi sau khi Londra nói hết ra những lo lắng của mình thì ông mới dịch tiếp. Bà Londra hy vọng công chúa điện hạ có thể duy trì được dáng vẻ của một công chúa, bà ấy hy vọng công chúa có thể tự đi lại. Vì dù gì bên ngoài vẫn có khá nhiều giới truyền thông, mà công chúa điện hạ lại là đại diện cho hình tượng của một quốc gia. Tần Lạc nhìn vào Gabo vẫn còn đang ôm chặt lấy cổ mình không chịu buông ra, hỏi, bà có thể ôm lấy cô ấy được không? Chẳng có ai dám nói mình có thể cả. Khi còn ở sân bay thì mọi người đã được chứng kiến cảnh công chúa nổi giận. Lúc này thì làm gì còn có ai lại tự đi tìm phiền toái cho mình làm gì? Nếu mọi người đều không có cách gì thì, Tần Lạc nói tiếp, thế thì hãy đặt hình tượng quốc gia qua một bên đi. Londra tỏ vẻ ái ngại, chỉ có thể dương mắt lên nhìn Tần Lạc ôm lấy Gabo đi ra bên ngoài. Có điều tình hình vẫn không tệ như Londra tưởng, vì dưới sự can thiệp của chính phủ thì giới truyền thông căn bản là không thể vào trong bệnh viện này được. Vì công chúa đến đây nên cấp độ bảo vệ an toàn của bệnh viện này lên đến cảnh giới cao nhất có thể. Tất cả các đường vào đều có trạm gác ngầm, còn tầng lầu số 6, nơi mà Gabo ở thì hoàn toàn được canh giữ chặt chẽ. Chẳng còn cách nào khác, chính phủ Trung Quốc cũng sợ mà. Hôm nay, may mà phản ứng của Tần Lạc đủ nhanh, có thể phát hiện ra vấn đề từ trên cơ mặt của sát thủ, chứ nếu mà hắn cứ ôm công chúa Gabo mà đứng yên tại đó như một thằng ngốc để mặc cho người ta chụp hình thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Kết quả không khó để có thể tưởng tượng chút nào. Nếu công chúa Gabo mà gặp phải chuyện gì thì Trung Quốc biết ăn nói ra sao với Vương thất Thụy Điển đây. Chưa nói việc thắt chặt mối quan hệ hai nước, mà chỉ e là từ giờ trở đi có khi lại trở thành kẻ thù lớn nhất của nhau cũng nên. Mấy người Tần Lạc khi đi ra thì cũng không hề đụng phải giới truyền thông nào cả, xe đã được sắp xếp đâu vào đó và dừng đợi sẵn ở trong vườn. Tần Lạc không chọn những chiếc Mercedes-Benz đặc chế, mà ngồi vào ghế sau chiếc xe Chevrolet màu đen đã được lắp đặt lại của Giê-xu. Mặc dù bà Londra đã nói ra kiến nghị của mình một cách khéo léo, nhưng lại nhận được một lời từ chối thẳng thừng từ Tần Lạc. Đối với những cao thủ tầm cỡ như vậy, thì một chiếc xe tốt chưa chắc đã có thể ngăn chặn được hành động của bọn chúng, mà chủ yếu là phải xem tài xế và vệ sĩ bên cạnh mình là ai mới được. So với những người đó thì Tần Lạc tin tưởng vào Ly và Giê-xu hơn rất nhiều. Phía trước là lực lượng bảo vệ tổ quốc bên phía Trung Quốc, đi đầu là 4 chiếc Mercedes-Benz, Giê-xu lái chiếc Chevrolet của anh ta đi ở chính giữa, còn phía sau là 2 chiếc Mercedes Sprinter màu đen chở đội bảo vệ Hoàng gia Thụy Điển. Trong mắt của người đi đường thì chiếc Chevrolet đi ở chính giữa nhìn có phần tức cười,
nhìn chẳng hề quan trọng chút nào. Khi đã đi đến ngõ nhà Tô Tử ở rồi thì đoàn xe từ từ dừng lại. Tần Lạc ôm Gabo bước xuống xe, thì lập tức trông thấy Tô Tử đã đứng sẵn ở cổng đợi rồi. Đến rồi à, Tô Tử mặc một chiếc đầm dài, tóc xõa ngang vai hỏi. Trông nàng giống như những cô nữ thanh niên văn nghệ sĩ ở trong phim vậy. Giao cô bé này cho em nhé, Tần Lạc nói. Em đã sắp xếp chỗ ở cho Gabo rồi. Tô Tử cười nói, có điều là xem ra người đến đây có phần hơi nhiều nhỉ, có cần phải lo phòng cho những người khác không thế? Công chúa Điện Hạ có hai người giúp việc, một người làm phiên dịch, sáu người còn lại là vệ sĩ, những người này đều cần phải ở cùng với công chúa Điện Hạ, họ có trách nhiệm săn sóc và bảo vệ an toàn cho công chúa ở mọi lúc mọi nơi. Ryan nhận được chỉ thị của Laudra, nhanh chân bước ra nói. Không cần đâu, Tần Lạc nói, nếu Vương Thất Thụy Điển đồng ý đưa Gabo đến đây thì sẽ phải chuẩn bị để cô ấy sống một cuộc sống bình thường như chúng tôi đây. Có một không gian riêng biệt sẽ giúp ích khá nhiều trong việc hồi phục sức khỏe của cô ấy. Nhưng không có ai chăm lo cho cuộc sống của công chúa Điện Hạ, không ai giúp cô ấy mặc đồ, trang điểm. Tôi sẽ làm tốt những thứ này. Tô Tử cười đáp. Ai có thể đảm bảo an toàn cho công chúa Điện Hạ? Nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Laudra tỏ ra lo lắng không yên, giọng nói có phần gây sức ép. Chẳng còn cách nào khác. Bà biết rằng người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình đây muốn tách rời mấy người bọn họ ra khỏi cuộc sống của công chúa Gabo. Nhưng nếu bọn họ đến hết cả đây mà lại chẳng làm gì, nhờ có chuyện gì xảy ra thì khi nào quay về biết ăn nói với Vương Thất gia sao đây? Tần Lạc quay người lại nhìn Laudra, nói, tôi rất hoan nghênh mấy người có thể ở lại Trung Quốc, tôi sẽ bảo người lo liệu nơi ở cho mấy người, nếu mấy người không yên tâm thì có thể bảo vệ cho Gabo ở khoảng cách gần nhất. Nhưng ngày thường thì tôi hy vọng cô ấy có thể duy trì một cuộc sống bình thản nhất. Tần Lạc biết Gabo là công chúa, nhưng hắn không hy vọng nàng trở thành một nàng công chúa đúng nghĩa. Hắn không hy vọng bên cạnh nàng bị che kín không một lỗ hổng, hắn cũng không hy vọng nàng mỗi lần ra khỏi cửa là lại có người hầu kẻ hạ theo sau. Tần Lạc không hy vọng lại có một người nữa trở thành một văn nhân mục nguyệt, làm thế không phải là yêu nàng mà là hại nàng. Hắn lúc nào cũng nghĩ xem làm thế nào để giải cứu Mục Nguyệt ra khỏi cái lồng giam đó, thì làm sao hắn có thể đưa một người thân thích bên cạnh mình vào bên trong đó được chứ? Công chúa Điện Hạ vẫn sống như vậy ở Thụy Điển. Đây là Trung Quốc, Tần Lạc ương ngạnh nói. Thưa bà Laudra, Gabo là bạn của tôi sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ tủi nhục gì dù là nhỏ nhất. Laudra và Ryan dùng tiếng Thụy Điển nhỏ to với nhau điều gì đó, cuối cùng cũng chịu đồng ý với quan điểm của Tần Lạc. Nhưng bọn họ vẫn đòi thuê một căn nhà ở bên cạnh rồi ở luôn đó, như vậy tiện cho việc bảo vệ công chúa hơn. Tần Lạc nghe vậy thì đáp ứng ngay, chỉ cần bọn họ không phải suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Gabo rồi kêu nàng là công chúa Điện Hạ, thì Tần Lạc cũng để mặc cho bọn họ làm đúng với chức trách của mình. Tần Lạc nói với những người trong chính phủ Trung Quốc về yêu cầu của bọn họ, thì lập tức có người đi lo liệu việc này. Đợi đến khi mọi người đều rời đi hết rồi thì tiểu viện cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Tần Lạc nhìn Tô Tử, nói, em ôm cô ấy chút nhé. Tô Tử giơ tay ra đón, Gabo quay đầu lại nhìn Tô Tử một cái, rất nhanh nàng lại ôm chầm lấy Tần Lạc. Thôi anh cứ ôm cô ấy đi, Tô Tử đùa nói, sức hút trái chiều mà, cô ấy có thích em đâu. Nhưng anh muốn đi vệ sinh, Tần Lạc cười khổ nói. Hắn đã chịu đựng cả một khoảng đường dài rồi, trên đường đi hắn chỉ sợ xe bị sóc thôi, cứ mỗi lần sóc lên một cái là bàng quang của hắn lại như bị chọc thủng ra vậy. Cũng may mà hắn biết ấn huyệt vị nào thì sẽ không còn mẫn cảm như trước nữa. Nhưng cứ ấn mãi như vậy cũng không phải là cách hay. Anh bỏ cô ấy xuống đi, cứ ôm mãi như thế cũng đâu có được. Gabo, em có thể tự đi bộ được không? Tần Lạc đặt Gabo xuống đất, sau đó chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh. Gabo dõi theo bóng dáng Tần Lạc mà không biết phải làm sao, sau đó thì nàng cũng chạy đuổi theo. Tô Tử cười khổ chạy theo sau, thầm nghĩ. Đây đúng là một đôi oan gia. Quả nhiên, Tần Lạc vừa mới bước ra từ WC thì đã trông thấy Gabo đứng ở cửa đợi rồi. Gabo nhìn thấy Tần Lạc thì chạy ngay lên trước ôm lấy chân hắn. Từ sau đợt phân ly trước, Gabo ngày càng ỷ lại vào Tần Lạc hơn, và luôn lo sợ mất hắn. Như thể là chỉ cần mình buông tay ra một cái thì Tần Lạc sẽ biến mất tăm mất tích như lần trước ngay vậy. Vấn đề vừa được phát hiện này làm cho Tần Lạc cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhưng trong một chốc một lát hắn cũng không tìm ra được cách gì hay ho cả, chỉ còn cách là để cho nàng thích ứng dần dần mà thôi.
Tần Lạc ôm lấy Gabo nói, có buồn ngủ không? Chúng ta đi ngủ thôi. Hắn nghĩ bụng sẽ dỗ dành cho Gabo ngủ say rồi thì hắn sẽ nhân cơ hội đó mà rời đi. Khi Tần Lạc mở mắt ra thì đã là hơn 8 giờ sáng rồi. Tối qua hắn vốn định dỗ cho Gabo ngủ say thôi, kết quả là cứ nằm đó thế là hắn đã ngủ trước từ bao giờ. Gabo giống như là dậy sớm hơn Tần Lạc vậy, nàng mở to đôi mắt tròn trịa, trong vắt của mình ra nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Thấy hắn nhìn mình thì nàng liền nở một nụ cười sung sướng. Cái miệng nhỏ xíu, xinh xắn, đôi lông mày cong vút, làn da trắng mịn, nụ cười ngây thơ không tả xiết. Tần Lạc bất giác hôn luôn lên trán nàng, cười nói, chào buổi sáng, cô công chúa nhỏ của tôi. Khi ngồi ăn sáng cùng với Tô Tử và Gabo thì Tần Lạc thuận tay giở tờ báo ngày hôm nay ra. Nhìn thấy cái tiêu đề giật gân đập vào mắt mình trên mặt báo mà Tần Lạc chỉ muốn giết người đốt xác ngay bây giờ thôi. Công chúa Thụy Điển bị tấn công ở sân bay. Ngàn dặm tìm chồng, công chúa ân ái ngay ở sân bay. Công chúa chủ động đến là dâu. Chương 1011, chẳng lãng mạn chút nào. Muốn dìm hẳn tin công chúa Gabo bị tập kích ở sân bay xuống là hoàn toàn không thể thực hiện được, vì dù gì lúc đó ngoài quan chức chính phủ cùng với giới truyền thông thì còn có không ít người qua lại nữa, không những thế trong đám phóng viên tới đó còn có không ít phóng viên người nước ngoài. Chẳng lẽ bạn lại muốn hạ lệnh cấm khẩu họ lại chắc? Hơn nữa, nhẫn nại bao giờ cùng hơn nóng vội. Bên phía Thụy Điển cũng không đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu chính phủ Trung Quốc. Khi người ta không biết sát thủ vì ai mà tới đây, thì có thể đoán rằng chúng nhằm vào Trung Quốc, và cũng có thể đoán rằng chúng đi theo đoàn đại biểu tới đây. Làm vậy thì bên phía Trung Quốc sẽ dễ bề ăn nói hơn. Nhưng các người đưa tin về việc bị tập kích là được rồi, sao phải đưa thêm mấy cái tin đồn nhảm vào làm gì nữa? Đã thế lại còn là tin đồn với một cô bé nữa chứ. Mình cầm thú đến mức vậy sao? Có đến thế không? Có không? Bên cạnh mỗi cái tin đều cho kèm theo một bức hình Tần Lạc đang ôm chặt lấy công chúa Gabo to đại tướng. Gương mặt Gabo ở trong ảnh là một vẻ ngọt ngào hạnh phúc khi ôm lấy cổ hắn hay áp sát vào lồng ngực hắn. Còn trong mắt Tần Lạc thì lại hiện lên vẻ yêu thương, trìu mến, đó là những lời lẽ mà giới dùng để miêu tả hình ảnh của Tần Lạc và Gabo. Chỉ dựa vào bức ảnh này, thì người ta cho lên những cái tít giật gân như thế cũng chẳng oan uổng gì cho hai người bọn họ cả, nhưng hắn thực sự coi nàng là một cô bé con. Thấy vẻ mặt khó chịu của Tần Lạc, thì Tô Tử cười nói, xúc động lắm phải không? Hiếm lắm mới có người có được tin đồn với một công chúa đấy. Em đọc hết rồi à? Tần Lạc gấp tờ báo lại rồi vứt sang một bên hỏi. Em đọc rồi, họ viết cũng hay lắm. Tô Tử tủm tỉm gật đầu đáp lại, điệu bộ nàng lúc này nhìn vô cùng đáng yêu, hấp dẫn. Mấy người này đúng là làm ăn sằng bậy thật đấy, cho dù là vì muốn chuyển dịch con mắt của độc giả sang hướng khác, thì cũng không thể để anh chịu tội thay như thế được chứ. Tần Lạc biết rằng, đột nhiên có những tin tức giật gân như thế này, một là những tin nóng sốt ngoài lề của công chúa quả đúng là có thể thu hút sự quan tâm của công chúng hơn, nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, đó là để làm giảm nhẹ và che lấp sự việc công chúa bị tấn công lại. Không cần phải hoài nghi gì cả. Đằng sau vụ việc này chắc chắn là có bàn tay của chính phủ tham dự. Có lẽ Thái Công Dân cũng nằm trong số đó cũng nên. Toàn dân đều theo dõi vào những tin đồn xung quanh công chúa, thì sự việc công chúa bị tấn công sẽ dần biến mất thôi. Tất nhiên là họ phải tìm đến anh rồi. Tô Tử nói, lúc đó anh là người ôm công chúa đi ra, họ không đưa tin về anh thì đưa tin về ai đây? Thôi kệ đi, Tần Lạc bất đắc dĩ nói, những tin đồn về anh cũng đủ nhiều rồi. Cứ thật thật giả giả thế này có khi lại khiến cho người ta chẳng biết được cái nào là thật, cái nào là giả ấy. Đều là tin đồn cả ư? Tô Tử nở một nụ cười giảo hoạt, hỏi. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào nàng một cách oán hận, nói, đáng lẽ tối qua anh phải mò sang phòng em mới đúng. Tô Tử lườm Tần Lạc một cái, nói, Gabo đang ở đây này, đừng có nói linh tinh. Gabo đang chăm chú nhìn vào đĩa trứng ở trước mặt mình một cách chăm chú. Khi nàng thấy Tô Tử từ từ cắn từng miếng nhỏ, thì nàng cũng cầm lấy trứng định cho vào miệng. Gabo, Tần Lạc và Tô Tử vội giơ tay ra cướp lấy. Trứng trong tay Tô Tử đã được bóc vỏ rồi, còn trứng trong tay Gabo thì vẫn còn nguyên vỏ. Khi Tần Lạc quay trở lại căn biệt thự của Lâm gia, thì thấy Bối Bối đang ngồi ở hành lang làm bài tập. Ngày trước mỗi lần Tần Lạc về, Bối Bối đều lập tức xông thẳng đến nhào vào người Tần Lạc. Nhưng điều khiến cho người ta ngạc nhiên, đó là hôm nay cô bé không những ngồi im bất động ở đó, mà còn hừ lên một tiếng rõ to.
những tâm tư buồn vui lẫn lộn của trẻ nhỏ thì gần như là đều được thể hiện hết trên khuôn mặt cả. Thấy bộ dạng của bối bối như vậy thì Tần Lạc biết ngay là cô bé đang tức giận điều gì đó. Hắn bước đến trước mặt bối bối rồi quỳ xuống, chỉ vào bức vẽ của bối bối, hỏi, bối bối, con đang vẽ cái gì thế? Con không nói cho cha biết đâu, bối bối cong môi lên, giận dữ đáp lại. Con ghét cha lắm, con không muốn nói chuyện với cha. Con đang vẽ vịt phải không? Tần Lạc coi như không nghe thấy bối bối nói gì, cứ tảng lờ đi. Hắn đưa tay ra nhéo nhéo vào hai cái má bầu bĩnh của bối bối rồi nói. Không phải là vịt, bối bối hất đầu qua một bên hòng tránh đôi tay của Tần Lạc. Thế thì là cái gì? Đã nói là không nói cho cha biết rồi cơ mà, sao cha cứ hỏi mãi thế? Đúng là mặt dày. Cha nói là vịt nhưng con lại nói là không phải. Con sẽ không nói cho cha biết hình con vẽ là một con ngỗng đâu. Thì ra là con ngỗng à? Tần Lạc cố tình giả bộ kinh ngạc nói. Con không nói cho cha biết đâu. Khi Lâm Hoán Khê lái xe từ bên ngoài vào thì bối bối lập tức đặt tập vở xuống chạy vội đến bên nàng. Chỉ một lát sau, hai người một lớn một bé nắm tay nhau bước tới trước mặt Tần Lạc. Bối bối nghiêng người qua một bên liếc nhìn Tần Lạc một cái, nói, mẹ ơi, chúng ta đừng nói chuyện với cha nhé. Tần Lạc đưa tay sờ mũi, cười khổ hỏi, mình làm gì cô công chúa nhỏ này rồi nhỉ? Lâm Hoán Khê xoa xoa đầu bối bối, nói, hôm qua nó nhìn thấy anh ôm công chúa Thụy Điển trên TV. Tin tức đoàn khảo sát có cả công chúa Thụy Điển đến Trung Quốc được đưa lên cả TV, bối bối sau khi nhìn thấy thì liền hỏi Lâm Hoán Khê xem mình có phải là công chúa không, thì Lâm Hoán Khê nói phải. Cô bé lại hỏi sao cha con chẳng ôm con gì cả. Thì Lâm Hoán Khê trả lời là vì cha bận. Bối bối nghe vậy thì bắt đầu không vui, nói rằng cha bận vậy mà vẫn còn đi ôm cô công chúa khác, điều đó nói lên rằng cha cô bé không coi cô bé là công chúa. Bối bối ghen, một cô bé đi ghen với một cô bé khác. Mặc dù Lâm Hoán Khê giải thích rất đơn giản, nhưng Tần Lạc vẫn hiểu ra vấn đề. Hắn ôm chầm lấy bối bối vào lòng, hôn lấy hôn để lên mặt cô bé, cười nói, không phải con nói là cha không ôm con à. Hôm nay cha sẽ ôm con suốt, tối đi ngủ cũng ôm lấy con. Con không cần cha ôm con, bối bối cười khanh khách nói. Cha ôm mẹ đi, mẹ đáng thương quá, đêm nào cũng phải ngủ một mình. Tần Lạc sửng sốt, hắn quay qua nhìn Lâm Hoán Khê với vẻ mặt áy náy vô cùng. Đến cả con nít cũng hiểu được điều này, mà sao mình có thể không để ý được chứ? Khi ông nội mình ở đây thì nàng hết lòng chăm sóc ông và bối bối, còn khi ông nội về rồi thì nàng lại giúp hắn chăm lo cho bối bối. Nàng là tròn bổn phận của một người làm vợ. Trước giờ chưa từng có một lời oán trách nào. Có mặt hắn hay không có mặt hắn thì đều là như vậy cả. Nhưng trong lòng nàng thật sự là không nghĩ gì hay không cảm thấy có một chút gì gọi là tủi thân sao. Lâm Hoán Khê như thể không để ý đến vẻ mặt của Tần Lạc, nàng bước lên cầu thang rồi hỏi, tối nay hai người muốn ăn gì nào? Để em làm cơm. Tần Lạc vỗ nhẹ vào đôi má phúng phính của bối bối, khẽ nói, bối bối ngoan đi làm bài tập đi. Cha nói chuyện với mẹ một chút nhé. Vâng, cha đi đi, bối bối ngoan ngoãn gật đầu đáp. Khi Tần Lạc bước vào phòng thì Lâm Hoán Khê đang thay quần áo. Nàng cởi bỏ bộ đồng phục màu bạc trên người mình xuống, và đang chuẩn bị cởi cúc áo sơ mi bên trong ra. Tần Lạc bước tới ôm chầm lấy nàng từ phía sau lưng. Sao anh không nói cho em biết? Lâm Hoán Khê dừng tay lại, nói với giọng điềm tĩnh. Nói cho em biết điều gì? Tần Lạc hỏi, màn mở đầu mà hắn nghĩ sẵn không phải là như thế này. Việc bị tấn công ở sân bay ấy, Lâm Hoán Khê nói. Ha ha, thực ra thì cũng không có chuyện gì đâu. Anh sợ nói ra sẽ làm em lo lắng thêm. Anh không nói ra thì em sẽ không lo ư. Tần Lạc không biết phải nói lại thế nào cho phải, những gì hắn có thể làm bây giờ đó là ôm chặt lấy nàng vào lòng, như thể là muốn hợp thể hai người làm một vậy. Đau, Lâm Hoán Khê có cảm giác như muốn nghẹt thở, nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm tình hắn lúc này. Hắn áy náy mà không biết phải nói từ đâu cho phải. Hắn yêu nàng mà lại không biết phải biểu đạt thế nào cho nàng hiểu. Đứng trước mặt người khác thì miệng lưỡi hắn lưu loát, lanh lợi, nhưng khi đứng trước mình thì hắn bẽn lẽn như khúc gỗ vậy. Anh đang muốn làm cho em đau đây, Tần Lạc nói, sau đó quay người Lâm Hoán Khê lại, áp sát bộ ngực viên mãn của nàng vào ngực mình. Tay hắn đưa ra đằng sau, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Lâm Hoán Khê. Sau đó thì từ từ cúi đầu xuống, ngậm luôn cái miệng đang tỏa ra những hơi thở đầy mùi hương táo vào miệng mình. Rất nhanh,
hơi thở của Lâm Hoán Khê đã trở nên gấp rút. Toàn thân nàng bắt đầu nóng ran, quần áo trên người cũng trở nên dư thừa. Khi hai người đưa nhau lên giường mà không mảnh vải che thân thì Lâm Hoán Khê phát hiện ra cửa còn chưa đóng. Cửa, cửa, Lâm Hoán Khê vội nói, sau đó nàng kéo chăn che kín người mình lại. Tần Lạc Trần như nhộng chạy đi đóng cửa lại rồi quay về giường tiếp tục công việc chưa hoàn thiện của mình. Khi cuộc mây mưa kết thúc, Tần Lạc từ đằng sau ôm lấy tấm lưng trần của Lâm Hoán Khê, bàn tay vẫn không ngừng ân mê bộ ngực to tròn của nàng. Công hội Trung Y đã hủy bỏ mọi hợp tác với bên công ty của Hàn rồi. Đừng nói chuyện công việc nữa, Tần Lạc nói. Một lát sau, Lâm Hoán Khê lại nói, đợt thi này Bối Bối đứng đầu trường đấy, cô giáo còn đến tận nhà để hỏi han nữa. Đừng nói chuyện người khác. Vậy nói gì giờ? Nói chuyện chúng ta đi. Tần Lạc bò lên người Lâm Hoán Khê, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, chúng ta kết hôn nhé. Sao thế? Tần Lạc thấy Lâm Hoán Khê không nói gì thì hỏi. Chẳng lãng mạn chút nào, Lâm Hoán Khê nói. Lũ rác rưởi, đúng là một đám bỏ đi. Đinh Lực tức giận chửi mắng. Cả cái Yến Kinh này đều là người của chúng ta, vậy sao lại không tìm thấy? Sao lại có thể không tìm thấy được? Cục trưởng, các anh em đã cố gắng hết mức rồi. Một đàn ông to lớn trầm giọng nói. Tiếp tục tìm, có phải cày xới cả đất lên cũng phải tìm ra hắn ta cho bằng được. Vâng, thưa ngài, người đàn ông đáp lại một tiếng xong thì nhanh chân bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Mã Duyệt đẩy cửa bước vào phòng làm việc, thấy một bóng hình đơn chiếc đứng trước cửa sổ, trong lòng đột nhiên có cảm giác chua xót vô cùng. Rất nhanh, nàng đã định thần trở lại, bỏ hết những thứ tình cảm không cần thiết ra bên ngoài, rồi báo cáo với vẻ mặt lạnh lùng, mạng lưới tình báo đã được triển khai toàn diện, cho đến giờ phút này vẫn chưa tìm thấy nơi ở của anh ta. Tiếp tục tìm, người đứng bên cửa sổ nói mà không quay đầu lại, như thể những ngọn đèn đường bên ngoài là cảnh vật mà nàng hết sức quyến luyến vậy. Hoàng Thiên Trọng sau khi đặt điện thoại xuống liền nở một nụ cười tăm tối. Cơ hội trời cho, đúng là cơ hội trời cho. Hắn vừa mới nhận được mệnh lệnh, hỗ trợ Bộ An ninh tìm ra hung thủ trong vụ tấn công ở sân bay này. Chương 1012, hỏi tội. Vừa tỉnh giấc thì trời đã sáng như bưng rồi. Thời tiết ngày hôm nay khá đẹp, những tia nắng ban mai len lỏi qua khe hở của chiếc rèm cửa, rồi lén lút bò vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Lâm Hoán Khê không dậy sớm để đi làm như mọi khi, mà cứ nằm gọn lỏn trong vòng tay của Tần Lạc mà ngủ cho đẫy giấc. Đêm qua nàng mệt quá rồi. Bị ảnh hưởng câu nói, chúng ta kết hôn nhé, của Tần Lạc, lại lo làm cho vết thương của Tần Lạc nặng thêm, vì vậy mà Lâm Hoán Khê chủ động hơn bao giờ hết, nàng không còn rụt rè, thẹn thùng như ngày trước nữa. Khi nàng lõa thể ngồi trên Tần Lạc mà lắc lư, thì nữ thần băng giá của ngày nào giờ đây đã bị tan chảy thật sự. Trải nghiệm mới mẻ cùng với những kích thích khác lạ đã làm cho Tần Lạc đầu hàng từ rất sớm. Nhìn người đẹp với đôi bờ vai mịn màng cùng nụ cười thỏa mãn đang nằm yên giấc trong tay mình. Bất giác một tay hắn thò vào lồng ngực nàng mà vuốt ve, tay còn lại thì xoa xoa tấm lưng nõn nà của nàng. Tần Lạc lại cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay của hắn bóp mạnh hơn làm cho Lâm Hoán Khê phải thức dậy. Nàng liếc nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường một cái rồi vội vàng bò dậy, nói, sắp muộn rồi. Nhưng lúc này đây làm gì có chuyện Tần Lạc lại để cho nàng đi được. Hắn lật người một cái đè nàng xuống bên dưới. Lâm Hoán Khê cảm nhận cái đó của Tần Lạc lại trỗi dậy, liền biết rằng việc này không thể dừng lại ở đây, thì vội nói, anh nằm xuống đi, đừng có kích động quá, vết thương của anh còn chưa lành mà. Tần Lạc dạng hai chân ra một cách nghe lời, Lâm Hoán Khê cảnh giác nhìn xem cửa phòng đã được khóa chưa và chiếc rèm cửa sổ có kín không rồi mới từ từ ngồi lên trên người Tần Lạc, cho dần cái đó vào trong người mình. Khi đã vào cuộc rồi thì Tần Lạc theo thói quen giơ tay lên định tét vào mông nàng một cái. Khi hắn ở bên Lệ Khuynh Thành thì tư thế nữ trên nam dưới là tư thế đạt tiêu chuẩn của hai người, tét mông cũng là một trong những thủ đoạn để bọn họ tăng thêm độ hưng phấn. Lâm Hoán Khê dùng tư thế này thì không khỏi khiến cho hắn nhớ đến Lệ Khuynh Thành, nhớ đến vẻ điên cuồng của một phương thức khác. Nhưng khi hắn nghe thấy những tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng nước chảy róc rách bên khe suối thì hắn bừng tỉnh trở lại, bàn tay giơ lên giữa không trung nhưng lại không tài nào làm theo ý muốn mình được. Lâm Hoán Khê không phải là Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành có kiểu cách riêng của Lệ Khuynh Thành, Lâm Hoán Khê cũng vậy. Muốn tát thì tát đi. Lâm Hoán Khê đang ngồi bên trên nên tất cả các phản ứng của Tần Lạc hiện giờ đều không thể qua mắt nàng được. Nghe xong câu này thì Tần Lạc dùng mình lên một cái,
máu trong cơ thể lại một lần nữa sôi sục lên. Bốp! Tần Lạc Tét đánh bốp một cái vào mông của Lâm Hoán Khê, sau đó thì chẳng còn sau đó gì nữa. Trải qua buổi luyện tập vào sáng sớm, thì tinh thần của Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đều rất tốt. Đặc biệt là Lâm Hoán Khê, da nàng hồng nhuận, khỏe mạnh, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, khiến cho người ta có cảm giác phấn chấn hơn bao giờ hết. Lâm Hoán Khê tắm xong, bắt đầu mặc áo sơ mi và bộ đồ đồng phục vào, nói, từ lúc Thái Cực Building xảy ra vụ nổ đến giờ vẫn chưa điều tra được nguyên nhân vì sao, nên chỉ có thể trì hoãn ngày khởi công lại thôi. Mặc dù Tần Lạc đã đổi Thái Cực Building thành Hoán Khê Building, hơn nữa hạng mục dùng để phê duyệt cũng được lấy cái tên này, nhưng Lâm Hoán Khê vẫn gọi là Thái Cực Building như lần đầu tiên vậy. Có lẽ đây cũng được coi là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời cũng nên. Tần Lạc nằm trên giường ngắm vẻ đẹp người phụ nữ của mình khi mặc quần áo. Phụ nữ đúng là một tác phẩm nghệ thuật thần kỳ, khi cởi bỏ từng mảnh vải trên người xuống thì khiến cho người ta phải nhiệt huyết tuôn trào, thì khi họ mặc từng tấm vải lên thì cũng đẹp mắt không kém. Anh sẽ nói chuyện với bên Ninh Thị, bảo bọn họ sớm khởi công. Tần Lạc nói, vụ nổ lần này không liên quan gì tới bọn họ cả, hơn nữa ngày sau cũng sẽ không bao giờ còn tái diễn chuyện như thế này một lần nữa. Lâm Hoán Khê biết Tần Lạc biết chút gì đó mà nàng không biết, nhưng nếu hắn không nói thì nàng cũng không bao giờ hỏi. Lâm Hoán Khê sau khi ăn mặc chỉnh tề thì đứng ở cửa nhìn Tần Lạc, nói, khi nào khởi công không quan trọng, khi nào chuyển từ Khuynh Thành Building đi cũng không quan trọng, điều quan trọng hơn cả đó là anh an toàn trở về, đừng để cho bối bối phải lo lắng. Nói xong nàng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Người phụ nữ này, Tần Lạc nhìn vào chiếc cửa đã được đóng kín đần mặt ra suy ngẫm. Không thể không thừa nhận rằng, sự xuất hiện của Gabo đã làm thay đổi khá nhiều cuộc sống của Tần Lạc. Ngày nào hắn cũng phải đến chỗ của Tô Tử một chuyến, ngày nào cũng phải chơi với Gabo một lúc. Gabo ấn tượng sâu sắc nhất là với Tần Lạc, về mặt tình cảm cũng là ỷ lại nhất. Ngoài hắn ra nàng chẳng cần ai khác, chỉ khi nào nàng ngủ say rồi thì Tần Lạc mới tìm cơ hội để chuồn khỏi đây. Vệ sĩ và người giúp việc của Gabo đều sống ngay bên cạnh nơi Gabo ở. Những việc này đều được chính phủ đứng ra xử lý, đây quả thực không phải là một việc gì khó giải quyết. Cho dù có bận thế nào đi chăng nữa thì Tần Lạc cũng không ngừng việc truy lùng tung tích của quỷ ảnh. Người ta vẫn nói, sàm sỡ ở ngoài mặt thì dễ tránh, còn cái đê tiện bên trong thì khó phòng. Tên khốn nạn đó còn biết dùng cả thuật dị dung nữa, cứ thỉnh thoảng lại dùng một khuôn mặt khác nhau để xuất hiện sau lưng người ta rồi đâm cho người ta một nhát, ai mà chịu nổi chứ. Lần này Tần Lạc tức giận thật sự rồi. Rất phẫn nộ. Vì thế mà hắn nhất định phải tìm cho ra tên đó cho bằng được. Tần Lạc mượn thế lực của Quốc An, thế lực của Long Tức, tổ hợp giữa Ly và Giê-xu, thậm chí hắn còn nhờ đến cả sự giúp đỡ của văn nhân Mục Nguyệt và Vương Gia nữa. Cả cái đất Hiến Kinh đều bị kinh động hết cả lên rồi, chỉ cần người ta ở một cấp bậc nhất định nào đó thì đều biết Tần Đại Thiếu Gia đang muốn tìm một người nào đó. Nhưng đã 3 ngày trôi qua rồi mà vẫn chẳng có tín hiệu khả quan nào cả. Không ai là không có lấy một cái bóng, vậy mà hắn ta đến cái bóng cũng không có luôn. Tần Lạc sốt ruột nhưng cũng rất thản nhiên. Vì hắn biết là hắn ta vẫn ở Yến Kinh, chỉ cần mình chưa chết thì hắn ta nhất định sẽ ra tay thêm lần nữa. Sát thủ có quy tắc của sát thủ, bọn họ sẽ không bao giờ buông tha cho mục tiêu một cách dễ dàng, một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ thì sẽ làm tới cùng. Tất nhiên là người giống như Giê-xu thì lại khác. Vì thế nên hắn đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Kỳ thực thì hắn có thể đi cùng hoặc không đi cùng đoàn đại biểu y học của Thụy Điển đến Trung Quốc khảo sát, học hỏi, nhưng vì muốn thể hiện sự coi trọng của mình với đoàn đại biểu và cũng muốn dụ quỷ ảnh tới, nên hắn đã đi cùng bọn họ đến mấy trường y có tiếng ở Yến Kinh, hơn nữa còn tổ chức hội đàm với bọn họ ở Đại học Y khoa Thủ đô nữa. Trong buổi hội nghị, khi Tần Lạc đang ngồi nghe hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương nói đến việc những năm gần đây Trung Y đạt được những thành tích gì, thì chiếc di động trong túi rung lên. Vì phải họp, nên Tần Lạc tự giác điều chỉnh di động ở trạng thái hội họp. Rút di động ra nhìn thì thấy có một tin nhắn trên đó, quốc tế Khuynh Thành có trò hay để xem. Trò hay? Tần Lạc có chút gì đứng ngồi không yên rồi. Quốc tế Khuynh Thành, phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành. Dưới sự dẫn dắt của lão đại nhà Cửu gia là Cửu Giật Thanh, thì những người trong Cửu gia khó khăn lắm mới được tề tựu lại với nhau một lần. Cửu Giật Thanh, Cửu Giật Hòa và những người đời thứ hai Cửu gia cùng với những thành viên đời thứ ba của Cửu gia như Cửu Trọng Dung, Cửu Trọng Mưu, Cửu Yên Mị, Cửu Đình Đình và những người khác nữa đều tụ tập đông đủ ở đây.
nếu nói đây là cuộc tụ hội của Cửu gia, thì chi bằng nó là một vụ bức cung có tổ chức. Người đến thì không thiện, mà người thiện thì không đến. Đúng vậy, có thể nhìn ra được rất rõ vẻ tức giận và áp lực trên khuôn mặt của những người này. Nhưng đối tượng bức cung của họ thì lại ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế trong phòng làm việc gần cửa sổ với vẻ mặt tươi cười nhìn đám người trước mặt mình, một bộ dạng căn bản là chẳng thèm coi bọn họ ra gì. Ngày thường mỗi lần gặp tôi thì né tránh từ xa, sao hôm nay lại đến đây đông đủ thế này? Ai không biết lại nghĩ đây là mở cuộc họp gia đình ấy chứ? Lệ Khuynh Thành cười hì hì đùa nói, nhưng đáng tiếc là họp gia đình cũng đến nhầm chỗ rồi thì phải. Phòng làm việc của tôi chẳng có lý do gì để cho các người mượn làm nơi họp mặt gia đình thế này đâu. Lệ Khuynh Thành, mày rốt cuộc là muốn làm gì hả? Cửu Giật Thanh lạnh giọng hỏi. Làm gì ư? Lệ Khuynh Thành nói với vẻ thản nhiên như không, làm việc chứ làm gì nữa. Còn mấy người thì sao? Từ xa chạy lại chỗ tôi làm gì? Mày dựa vào cái gì mà điều chức hội trưởng quỹ cửu thị của tao đi? Ai cho mày cái quyền đó? Vì sao không thương lượng trước với mọi người mà tự làm theo ý mình như thế? Nếu là ngày trước thì Cửu Giật Thanh đã hất thẳng nước trà vào mặt Lệ Khuynh Thành rồi. Cũng giống với những gia tộc lớn khác, tập đoàn Cửu Thị cũng có một quỹ gia tộc khổng lồ. Quỹ này chủ yếu là dùng để làm từ thiện và dùng để ủng hộ người trong Cửu gia gây dựng sự nghiệp. Mặc dù Cửu Giật Thanh không đảm nhiệm chức vụ gì trong tập đoàn Cửu Thị cả, nhưng khi nắm giữ cái quỹ này thì tiền và quyền trong tay ông đủ để cho ông sống những ngày tháng dễ chịu hơn vô số người. Nhưng người đàn bà này sau khi ngồi vững vào vị trí của mình thì cho ông ta rớt luôn khỏi cái ghế hội trưởng đó xuống, thay vào đó là một người vừa từ nước ngoài về đảm nhiệm công việc này. Sức chịu đựng của con người ta là có hạn. Hàng năm ông rút một lượng tiền lớn ở trong cái quỹ này ra để thỏa mãn cuộc sống xa hoa hay đầu tư, chơi cổ phiếu cùng những thứ khác của mình. Bây giờ ông mất đi vị trí hội trưởng, thì cũng đồng nghĩa mất đi quyền sử dụng tiền tài của mình, vậy cuộc sống sau này của mình sẽ phải làm sao đây? Còn tao nữa, mày dựa vào cái gì mà điều tao rời khỏi vị trí giám đốc thị trường đi chứ? Lĩnh vực hậu cần, sao mày không cho tao nghỉ việc luôn đi cho rồi? Cửu Giật Hòa cũng nhảy ra khiêu chiến với Lệ Khuynh Thành. Hạng mục của tao làm gì mày mà mày cho thu hồi lại hả? Mày dựa vào cái gì chứ? Mày có biết là đầu tư vào cái hạng mục này tốn mất bao nhiêu tiền không? Mày có biết là mày làm vậy sẽ khiến cho Cửu gia phải chịu tổn thất thế nào không? Cửu Trọng Xương nổi cơn tam bành nói. Vốn dĩ cho rằng Cửu Giật Vân xuống rồi thì hắn có thể tiếp nhận Cửu Thị, không ngờ giữa đường lại gặp phải một người chẳng liên quan gì tới Cửu Thị là Lệ Khuynh Thành đây, càng khiến cho người ta phải tức điên lên, đó là người đàn bà này trong chớp mắt đã lấy đi 50% số cổ phần của Cửu Thị. Hắn cho dù có muốn làm trò gì cũng chẳng có cửa. Vốn cho rằng mình cứ ôm lấy phần đất của mình, chẳng ai động chạm đến ai, không ngờ lòng dạ người đàn bà này lại độc ác đến vậy, vẫn muốn dùng dao đâm mình. Hạng mục bị thu hồi rồi thì cái chức tổng giám đốc của hắn còn có ý nghĩa gì nữa đây? Mày làm vậy là lấy việc công để báo thù riêng, chúng tao sẽ không chấp nhận sự sắp đặt này đâu. Họ Lệ kia, mau sửa đổi lại sai lầm của mình, nếu không thì hôm nay mày sẽ không xong với chúng tao đâu. Chương 1013, thủ đoạn cao tay. Cửu Yên Mị thờ ơ đứng ở góc phòng theo dõi tình hình, khóe miệng như nửa cười nửa không cười vậy. Cửu Trọng Dung đứng cách Cửu Trọng Mưu nói nhỏ với nàng, tôi lại cứ tưởng cô không tới cơ đấy. Hai người không phải cũng tới rồi đó sao? Cửu Yên Mị nhếch mép cười nói. Vì có quan hệ đặc biệt với Lệ Khuynh Thành, ngay từ đầu nàng đã nghiêng hẳn về phía Lệ Khuynh Thành rồi, và cũng chính nàng là người đứng ra đề nghị để cho Lệ Khuynh Thành quay về tiếp quản Cửu Thị, làm vậy có thể đỡ cho Cửu Thị khỏi bị người ta nuốt trôi. Bây giờ mọi người tập họp lại với nhau hừng hùng hổ hổ đến đây hỏi tội Lệ Khuynh Thành thì nàng có lý do để không đến. Có điều, có một số nguyên nhân làm cho nàng không thể không đến. Không đến không được, Cửu Trọng Mưu cười hề hề nói. Bác cả gọi điện thoại tới nói rằng ai mà không đến thì sẽ khai trừ người đó ra khỏi hộ tịch gia đình, hủy bỏ luôn tư cách nhận hoa hồng vào cuối năm của người đó. Ông ta vẫn còn cái quyền đó sao? Cửu Yên Mị hỏi. Đúng vậy. Đến tư cách nhận hoa hồng cuối năm của ông ấy còn bị người ta hủy bỏ rồi, vậy mà ông ta còn dùng cái này để uy hiếp người ta à? Ai, sao Cửu gia lúc nào cũng ra tay một cách tàn nhẫn với người trong nhà, nhưng lại không tài nào địch lại được với người ngoài chứ? Sao, mọi người cho rằng hôm nay không có thu hoạch gì ư? Cửu Yên Mị nhìn Cửu Trọng Mưu và Cửu Trọng Dung, tủm tỉm cười hỏi. Hai tên này theo sát mình ủng hộ Lệ Khuynh Thành tiếp quản Cửu Thị. Cũng vì nguyên nhân này mà trong đợt điều chỉnh nội bộ trong tập đoàn lần này,
bọn họ là ba người duy nhất không bị ảnh hưởng gì hết. Nếu không thì, với tính cách có thù báo thù, có oán báo oán của Lệ Khuynh Thành thì làm gì có chuyện nàng lại tha thứ cho những lỗi lầm mà ngày trước họ phạm phải được chứ. Trong lần điều chỉnh này, Cửu Yên Mị gặt hái được khá nhiều. Nàng vẫn nắm trong tay câu lạc bộ dành cho các quý bà, nơi mà Cửu gia dùng để thiết lập mối quan hệ với những người khác. Không chỉ có thế, công việc của nàng không những không bị giảm bớt đi mà còn tăng nhiều hơn nữa. Đứng trên một góc độ nào đó mà nói thì Lệ Khuynh Thành quả đúng là một chính trị gia có tài trời phú, làm tốt đến không ngờ công việc lôi kéo một bên, đả kích một bên trong cùng một gia đình. Đến cả Cửu Trọng Dung, Cửu Trọng Mưu lúc đầu đều làm những việc như vậy với nàng, nhưng trong thời điểm mấu chốt, khi vị thế của nàng còn chưa được ổn định, cần người bên trong Cửu gia ủng hộ, thì nàng cũng không do dự gì mà lôi kéo hai người bọn họ vào trong đoàn thể của mình. Thương trường như chiến trường, không có kẻ địch, chỉ có lợi ích. Sấm rền to, mưa nhỏ hạt, Cửu Trọng Mưu bĩu môi nói. Thanh thế làm ra vẻ to lắm, nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn là chẳng có thu hoạch gì, rồi cũng chỉ làm cho người trong Cửu gia trở thành trò cười cho cái đất hiến kinh này mà thôi. Bây giờ cứ mỗi lần đi ra ngoài, em chỉ muốn chụp hẳn cái mũ lên đầu cho khỏi ai nhìn thấy thôi. Bọn họ không quan tâm gì đến chuyện thể diện, nhưng chúng ta vẫn phải quan tâm chứ. Nói nhỏ thôi, Cửu Trọng Dung dùng cánh tay hất hất vào Cửu Trọng Mưu. Khi nhìn thấy vẻ mặt đanh thép của Cửu Giật Thanh cùng với đám con cháu Cửu gia đứng sau lưng ông với vẻ mặt chống lại kẻ thù chung của bọn họ, thì Cửu Yên Mị, Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu đều nhanh chóng im miệng lại. Nếu nói ai là người hận Lệ Khuynh Thành nhất, thì đó chính là người đứng ở góc phòng cầm tay mẹ mình là Cửu Đình Đình. Mối thù này không chỉ có tổn thất về tiền tài không thôi, mà còn là lòng tự tôn nữa, đó là một mối thù không đội trời chung. Cô nàng gần như trần như nhộng đứng chơ như trời trồng trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, điều đó khiến cho nàng ta đến tận bây giờ vẫn không biết phải là thế nào mà ngẩng đầu lên được. Nỗi uất hận này đã thấm vào tận xương tủy nàng, chỉ cần nàng còn sống một ngày thì nàng sẽ không bao giờ quên được. Tất nhiên là tổn thất về tiền tài cũng rất quan trọng. Đợi đến khi các bác, các chú, các anh chị của nàng nổ hết pháo về phía Lệ Khuynh Thành, thì Cửu Đình Đình mới giận dữ nói, còn nữa. Cô dựa vào cái gì mà giảm tiền thưởng trong quỹ gây dựng sự nghiệp cho mọi người trong Cửu gia từ 5 triệu nhân dân tệ xuống còn 500.000 nhân dân tệ chứ? 500.000 nhân dân tệ thì làm được cái gì? Thuê một phòng làm việc rồi mời được hai người về làm? Hay mua một chiếc xe thương vụ? Lệ Khuynh Thành vẫn duy trì nụ cười quyến rũ đến mê người, nàng làm ra vẻ chăm chú lắng nghe mọi người nói lắm vậy. Đợi đến khi mọi người xả hết ra rồi thì nàng mới cười ha hả nói, còn có ai muốn nói nữa không? Mọi người có ý kiến gì thì phải nói ra chứ. Cửu thị là cửu thị của tất cả mọi người, tôi chỉ phụ trách công việc kinh doanh và quản lý cửu thị, đây không phải là công ty của một mình tôi cũng không thể chỉ làm theo ý mình được chứ. Nàng không nói những lời này thì không sao, nàng nói những lời này ra chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Cửu thị của mọi người ư? Cô nói thu hồi là thu hồi, nói hủy hạng mục nào là hủy hạng mục đó, nói giảm quỹ gây dựng sự nghiệp là giảm quỹ gây dựng sự nghiệp. Cô đã thương lượng gì trước với người đương sự chưa vậy? Không phải cô tự làm theo ý mình thì cái gì mới thực sự gọi là làm theo ý mình đây? Cô làm chủ việc lớn trong công ty, đến việc nhỏ cô cũng không buông tha. Tất cả những việc lớn nhỏ đều là cô nói thế nào là phải như thế đó. Từ sau khi cô đến đây thì người trong Cửu gia đều bị tách khỏi những chức vụ quản lý trọng yếu, trừ phi họp hội đồng quản trị, nếu không thì họ căn bản là không có cơ hội bước vào trong tòa lầu chính của Cửu thị. Dĩ nhiên là bọn họ cũng chẳng muốn bước vào chút nào. Bọn họ luôn tránh mặt nàng, nhưng nàng vẫn không tha cho bọn họ. Bọn họ nổi giận thật rồi, nếu không phải là cực kỳ phẫn nộ thì họ cũng sẽ không có những hành vi điên cuồng như vụ, bức cung ở phòng làm việc, như thế này. Bọn họ biết điều này sẽ dẫn tới kết cục như thế nào, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác. Ra sức đoạt lại quyền lợi thuộc về mình, hay là bị nàng đâm từng nhát một vào người rồi cuối cùng đến cơ hội để thở cũng không có đây. Bọn họ rất rõ một điều, đó là người phụ nữ này tuyệt đối có thể làm những chuyện mà họ không thể ngờ tới. Vì nàng vẫn còn hận, hận lắm. Nỗi thù hận trong con người nàng vẫn chưa được gạt bỏ, có lẽ việc báo thù mới vừa bắt đầu mà thôi. Hết rồi, Cửu Giật Thanh nói, mày giải quyết vấn đề mà vừa rồi chúng tao đưa ra là được rồi. Hôm nay bắt buộc phải cho mọi người một đáp án, nếu không thì... Nếu không thì sao? Lệ Khuynh Thành dùng ngón tay xoa xoa nơi quai hàm nói. Điệu bộ của nàng vừa khêu gợi lại vừa đáng yêu.
Một người phụ nữ có thể dung hòa những khí chất khác nhau lại với nhau thì không thể không nói rằng, điều đó thật sự là hiếm hoi vô cùng. Nếu không thì chúng tao sẽ cứ ở đây mà không đi đâu cả. Cửu Giật Thanh bắt đầu toát mồ hôi hột nói. Không biết vì sao mà chỉ với một câu nói thản nhiên của Lệ Khuynh Thành lại có thể gây áp lực lớn như vậy cho ông. Sao mình lại phải sợ nó chứ? Thấy ông ta đáp lại một cách yếu đuối, Lệ Khuynh Thành liền nheo mắt cười nói, nếu mấy người đã đưa ra những vấn đề như vậy, thì tôi sẽ nói cho mấy người biết lý do tôi làm như thế là gì. Thứ nhất, vì tôi đã xem qua bản báo cáo tài vụ quỹ Cửu Thị trong 5 năm trở lại đây, nên tôi đã cắt chức hội trưởng quỹ Cửu Thị của Cửu Giật Thanh Tiên Sinh đi. Tổng số tiền từ thiện là 150 triệu nhân dân tệ, bao gồm cả tiền quyên góp của chính phủ, tất nhiên là tôi không cần biết đây là con số thật hay giả. Tổng số tiền đầu tư là 700 triệu, thu hồi lại được 100 triệu, số tiền bị lỗ lớn đến đáng sợ, trong vòng 5 năm mà số tiền bị lỗ lên đến 600 triệu nhân dân tệ, chưa nói đến vấn đề tiền bạc, mà chỉ nói đến việc lãng phí cả một khoảng thời gian là 5 năm thôi cũng đủ để khai trừ ông ra rồi. Mày, chỉ là đầu tư thất bại mà thôi. Chẳng lẽ mày không có lúc nào đầu tư bị thất bại ư? Cửu Giật Thanh tức đến đỏ cả mặt mày, chỉ muốn vồ đến đập cho Lệ Khuynh Thành một trận cho hả giận mà thôi. Không tính đến chuyện người phụ nữ này không gọi ông là bác cả mà trực tiếp gọi tên ông ra, vậy mà còn dám lên mặt dạy đời ông trước mặt bao nhiêu người như vậy, còn có gia quy, còn có vương pháp hay không đây? Đúng là không có, Lệ Khuynh Thành khẳng định nói. Từ khi tôi bắt tay vào vụ làm ăn đầu tiên thì chưa khi nào thất bại cả. Mày không thất bại cũng không có nghĩa là người khác không thất bại. Mày hỏi bọn họ xem, mày hỏi những vị quản lý chuyên môn khác xem, bọn họ cũng chưa từng bị thất bại trong đầu tư ư. Đến cả Warren Buffett cũng có lúc bị thua lỗ kia kìa. Nhưng nhìn tổng thể thì họ vẫn kiếm ra tiền. Còn ông thì sao, ngoài thua lỗ ra thì vẫn là thua lỗ. Lẽ nào tiền của Cửu Thị là dùng để phục vụ cho việc thua lỗ hay sao? Ý của mày muốn nói là tao cố tình làm nó bị thua lỗ. Có phải ông cố tình hay không thì tôi không biết, và cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn có một quỹ có thể kiếm ra tiền được, chứ không phải là một cái quỹ mà hàng năm phải dốc thêm cả đống tiền vào đó. Tao đồng ý cho mày mời một người về làm quản lý chuyên môn hỗ trợ công việc quản lý, nhưng chức hội trưởng của quỹ Cửu Thị vẫn phải do tao đảm nhiệm. Ông cho tôi một lý do xem nào, Lệ Khuynh Thành nói. Chấm, đây là quy tắc. Quy tắc của ai? Quy tắc của Cửu gia. Cửu Giật Thanh nói, quy tắc mà người sáng lập ra tập đoàn Cửu Thị định ra. Quỹ Cửu Thị bắt buộc phải do người trong Cửu gia đứng ra quản lý, vận hành. Người sáng lập ra tập đoàn Cửu Thị là Cửu Thiên Tứ, cũng là ông nội của Cửu Yên Mị và Cửu Trọng Mưu. Nếu Lệ Khuynh Thành chịu thừa nhận, thì đó cũng là ông nội của nàng. Cửu Thiên Tứ có 7 người anh em, ngoài ông ta ra thì những người anh em khác hầu hết đều đi theo con đường quan trường. Thương nhân mà không có quan chức đỡ đầu thì khó mà đứng vững nổi. Cửu Thiên Tứ nếu muốn tích lũy nguồn vốn ban đầu của doanh nghiệp thì bắt buộc phải có sự ủng hộ của quan chức nhà nước. Nhưng, anh em ruột lại tính toán với nhau rõ ràng hơn ai hết, nếu anh muốn nhận được sự ủng hộ thì anh phải đưa ra thành ý tương ứng với điều đó. Thế là quỹ Cửu Thị cùng với quỹ xây dựng sự nghiệp Cửu Thị dùng để lo sẵn đường lui cho người trong Cửu gia, rồi thì cổ phần, hoa hồng, cho đến nhậm chức nội bộ đều được chuẩn bị kỹ càng đâu vào đó. Vậy nên... Những người làm quan trong Cửu gia tất nhiên là sẽ hết lòng giúp đỡ, do đó Cửu Thị mới có thể phát triển một cách nhanh chóng và đạt được quy mô lớn như ngày hôm nay. Ông ta nói thế ư? Lệ Khuynh Thành hỏi. Đúng thế, Cửu Giật Thanh khẳng định nói. Bảo ông ta đích thân đến đây nói cho tôi nghe. Những đường gân trên trán Cửu Giật Thanh hiện lên rõ mồn một, khóe miệng bắt đầu giật giật. Ông cảm thấy huyết áp của mình lại bắt đầu tăng lên. Ức hiếp người quá đáng. Thật là ức hiếp người ta quá đáng. Cửu Thiên Tứ đã chết, cô ta còn đến linh đường làm loạn hết cả lên. Bây giờ cô ta lại bảo để người đó đến trước mặt cô ta nói một tiếng, ai có thể làm cho người chết sống lại được đây? Ai có thể chứ? Nếu có được khả năng này, thì việc đầu tiên mà Cửu Giật Thanh muốn làm đó là giết chết người phụ nữ đứng trước mặt mình này đi cho rồi. Để loại yêu nghiệt này sống trên thế gian, làm vậy không phải gieo rắc tai họa cho nhân gian hay sao? Nếu ông không thể chứng minh được rằng ông ấy đã từng nói vậy, thì ông hãy nhường lại vị trí cho người hiền khác đi. Lệ Khuynh Thành nói với vẻ mặt đầy khí phách. Chương 1014, tôi không phải mẹ ruột, lại càng không phải mẹ nuôi của các người. 99% mâu thuẫn trên thế giới đều do lợi ích mà ra. Nếu quan hệ giữa người với người không có nhân tố lợi ích ở bên trong,
thì độ bao dung, nhẫn nhịn giữa đôi bên có thể gia tăng đến vô hạn. Nhưng khi có lợi ích rồi thì sẽ là tôi sống, anh chết và ngược lại. Lệ Khuynh Thành không chỉ đơn thuần là muốn báo thù, dĩ nhiên là nàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ việc báo thù. Còn những người này quả là đã làm những việc không ra làm sao cả. Ví dụ như Cửu Giật Thanh, ông ta dựa vào danh nghĩa nắm trong tay quỹ Cửu Thị, hàng năm đều rút một lượng tiền lớn ở trong đó để phục vụ cho chi phí và đầu tư của riêng mình. Lệ Khuynh Thành còn điều tra ra được là ông ta thậm chí còn đăng ký một công ty đầu tư khác nữa. Công ty này đem lại khá nhiều lợi nhuận, nhưng số tiền đó đều rơi vào hầu bao của ông ta, còn nếu bị thua lỗ thì chuyển sang tài khoản của quỹ Cửu Thị. Cứ như vậy, công ty của ông ta chỉ có lời mà không phải bồi thường gì cả. Còn Cửu Thị thì sao? Nếu chưa có sự xuất hiện của Lệ Khuynh Thành, thì những người này thích làm gì thì làm, chẳng liên quan tới nàng chút nào. Nhưng bây giờ thì không được. Vì nàng có đến cả 50% số cổ phần trong Cửu Thị mà. Không những thế, trong 50% số cổ phần này lại có 15% số cổ phần được Văn Nhân Mục Nguyệt gián tiếp khống chế, vì vậy mà nàng không thể đứng trơ ra đó mà nhìn những người này nhét tiền của người khác vào hầu bao của mình. Văn Nhân Mục Nguyệt thông minh như vậy, tất cả giấy tờ sổ sách chỉ cần nhìn lướt qua một cái là có thể tìm ra được vấn đề tồn tại bên trong rồi. Nếu mình không diệt trừ hết chỗ mối mọt này thì e rằng sẽ không qua được cửa của Văn Nhân Mục Nguyệt. Hơn nữa, Lệ Khuynh Thành lại là một người đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nàng không muốn Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn ra được vấn đề gì tồn tại bên trong. Trong tiềm thức của nàng, thì nàng không hy vọng khoảng cách giữa nàng và Văn Nhân Mục Nguyệt là quá xa. Cứ nghĩ đến độ nhạy cảm trời cho của Văn Nhân Mục Nguyệt về mặt kinh doanh thì nàng lại có một cảm giác bất lực vô cùng. Sở dĩ nàng có được thành tựu như ngày hôm nay là vì đã khổ công học tập trong thời gian du học ở Mỹ cùng với kinh nghiệm làm việc được tích lũy lại từ 32 công ty xuyên quốc gia, còn Văn Nhân Mục Nguyệt thì sao? Cũng giống như những kỳ tài luyện công học võ trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp vậy, sinh ra đã được trời phú cho một thân hình, một bộ xương chỉ chuyên dành để luyện võ. Mặc dù không muốn, nhưng Lệ Khuynh Thành không thể không thừa nhận rằng, trong lĩnh vực kinh doanh thì Văn Nhân Mục Nguyệt được coi như một kỳ tài. Lệ Khuynh Thành không thèm để ý đến ánh mắt như muốn nuốt trôi người khác của Cửu Giật Thanh, nói tiếp, đồng thời tôi cũng cho rằng Cửu Giật Hòa tiên sinh không thích hợp đảm nhiệm chức giám đốc thị trường. Tôi đã xem qua bảng báo cáo thành tích của 5 năm trở lại đây thì thấy, Bộ Ngoại giao ngoài việc bị động tiếp đãi khách của phòng thị trường ra, thì chưa hề chủ động đàm phán một mối làm ăn nào cả. Cửu Thị đã có bộ phận tiếp đãi rồi, không cần đến cái thứ hai nữa. Cửu Trọng Sương chất vấn tôi là không nên thu hồi hạng mục của anh ta lại. Vậy tôi cũng hỏi lại anh ta một câu, anh hãy đưa ra cho tôi một lý do để giữ lại hạng mục này. Số tiền bỏ vào đó lớn như vậy, nếu lúc này mà hủy nó đi thì tổn thất sẽ rất lớn, hơn nữa còn có mấy đơn hàng đang trong thời gian tiến hành, nếu hủy bỏ thì chúng ta sẽ là người phá hợp đồng. Cửu Trọng Sương tranh cãi ra vẻ có lý. Không phải tiền đổ vào đó lớn, mà là rất lớn. Từ sau khi anh tiếp nhận chức giám đốc của phòng dự án của hạng mục này thì đã đổ vào đó 1.200.000.000 nhân dân tệ rồi, tỷ lệ sản lượng đầu ra là không. Cho đến tận bây giờ, mỗi năm phải dốc vào đó số tiền là 200 triệu trở lên, còn mấy đơn hàng đang trong thời gian tiến hành như anh nói thì tôi cũng đã tìm hiểu qua hết rồi. Cho dù tất cả trong số đó đều thu được lợi nhuận, thì tỷ lệ lượng tiền đổ vào và sản lượng sinh ra vẫn không thể tỷ lệ thuận với nhau được. Cửu Trọng Sương tiên sinh. Chỗ tiền đó rốt cuộc là anh đã đổ vào đâu rồi? Mày, Cửu Trọng Sương khẽ nhếch nhếch miệng, xong lại không thốt lên được lời nào. Người đàn bà này đã đến điều tra hết sổ sách trong phòng dự án của mình rồi ư? Sao mình chẳng có lấy chút cảm giác gì nhỉ? Không thể như thế được. Hiện tại người bên trong phòng dự án đều là những người thân tín nhất của mình, vậy cô ta sao có thể lấy được những số liệu quan trọng thế này được? Chẳng lẽ có người đã bán đứng mình? Suy nghĩ này bất giác hiện lên trong đầu của Cửu Trọng Sương. Về phần sửa đổi số tiền thưởng trong quỹ xây dựng sự nghiệp cho mọi người trong Cửu gia, thì đây là quyết định của riêng mình tôi. Tôi cho rằng điều khoản xin phê duyệt 5 triệu nhân dân tệ của ngày trước là không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Ngày trước đều làm thế cả, sao đến bây giờ lại không được chứ? Cửu Đình Đình nhìn chằm chằm vào Lệ Khuynh Thành với vẻ hung tợn hỏi. Trông cô ả giống như một con chó cái bị chọc giận vậy. Vì tôi nói là không được, thái độ của cô ta như thế thì Lệ Khuynh Thành cũng tuyệt đối không nể mặt cô ta chút nào. Có đến 10 đơn xin phê duyệt quỹ xây dựng sự nghiệp Cửu Thị, đơn nào cũng xin 5 triệu nhân dân tệ, như thế thì tổng số tiền sẽ lên đến 50 triệu nhân dân tệ.
có ai có thể nói cho tôi biết trong 10 cái đơn quỹ xây dựng sự nghiệp đó có đơn nào là thành công chưa? Những người này đều là người trẻ tuổi, việc bọn họ thất bại thì cũng có thể lý giải được, làm gì có người trẻ tuổi nào mà không phải đi đường vòng chứ? Cửu Giật Vân nói, số tiền này đều được xin phê duyệt trong thời gian ông ta nắm giữ Cửu Thị trong tay, vì thế nên bây giờ Lệ Khuynh Thành nói vậy thì chẳng khác nào tát vào mặt ông ta cả. Tôi cũng nghĩ thế, Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. Tôi cũng muốn cho những người trẻ tuổi có cơ hội, nhưng tiền của bọn họ đúng là đã dùng vào việc gây dựng sự nghiệp cho mình chưa? Không phải bọn họ mua nhà lầu xe hơi, thì cũng là cầm đi tiêu pha một cách hoang phí, sau đó để ứng phó với việc công ty kiểm tra, bọn họ đã móc ra mấy chục nghìn nhân dân tệ để đăng ký một công ty ma, ai cho phép bọn họ làm vậy? Quỹ gây dựng sự nghiệp vốn là dùng để cho chúng tôi gây dựng sự nghiệp, bất kể là lớn hay nhỏ thì chúng tôi vẫn đang nỗ lực. Ai nói đó là công ty ma chứ? Chúng tôi cũng bàn chuyện làm ăn mà, chỉ có điều là vẫn chưa thành công mà thôi. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, vì thế nên tôi quyết định mỗi đơn xin phê duyệt quỹ xây dựng sự nghiệp cao nhất có thể là 500.000 nhân dân tệ. Nếu ai có thể dùng 500.000 nhân dân tệ này để chứng minh được giá trị của bản thân, thì mới có thể xin phê duyệt số tiền lớn hơn. Họ Lệ kia, mày dựa vào cái gì mà chèn ép tiền của chúng tao chứ? Tiền trong quỹ xây dựng sự nghiệp Cửu Thị vốn dĩ là để cho bọn tao. Mặc kệ chúng tao dùng số tiền đó làm gì thì làm, liên quan gì đến mày. Ngày trước là của mấy người, nhưng bây giờ là của chúng ta. Lệ Khuynh Thành lạnh lùng nói, tôi không phải mẹ ruột của các người, lại càng không phải là mẹ nuôi của các người, vậy dựa vào cái gì mà tôi phải bỏ tiền ra để nuôi dưỡng những người mà tôi coi là những kẻ bất hiếu chứ? Nổi giận. Tất cả mọi người đều nổi giận. Lệ Khuynh Thành, mày ức hiếp người quá đáng rồi đấy. Con đĩ này. Mày muốn diệt trừ hết chúng tao phải không? Chúng tao liều chết với mày. Tôi biết ngay đây là dẫn sói vào nhà mà, ngay từ đầu ai là người đồng ý cho nó tiếp nhận Cửu Thị thế? Là ai hả? Cửu Giật Vân mặt xa sầm lại, nhìn chăm chăm vào Lệ Khuynh Thành, nói, tôi biết là cô có thù hằn với chúng tôi, nhưng cô không thấy là làm vậy là quá đáng lắm ư? Người có khả năng thì tiến, người vô dụng thì lui. Như thế gọi là quá đáng à? Lệ Khuynh Thành cười khẩy nói. Chẳng lẽ lại để các người coi nơi này như viện dưỡng lão chắc? Cô đừng quên rằng, trong tay cô có 50% cổ phần, chúng tôi cũng có 50% cổ phần, cho dù có mở một cuộc họp hội đồng quản trị, thì những bổ nhiệm này của cô chưa chắc đã đạt được thông qua hết đâu. Nếu không được thì chúng tôi yêu cầu mở một cuộc họp hội đồng quản trị. Ồ, vậy sao? Lệ Khuynh Thành nhìn người đàn ông trước mặt mình nói. Người đàn ông tuy có máu mủ ruột già với mình nhưng lại không có lấy một chút tình cảm. À không. Nếu hận thù cũng được coi như một loại tình cảm thì thứ tình cảm duy nhất mà họ có đó là hận thù. Khi xưa không hiểu sao người phụ nữ đó có thể thích người đàn ông này được chứ. Tôi cho rằng, cũng không phải tất cả mọi người đều không đồng ý với phương án bổ nhiệm này. Lệ Khuynh Thành cười nói, nàng còn đưa đôi mắt thương hại nhìn về phía Cửu Giật Vân. Khi Lệ Khuynh Thành nói ra điều này, thì Cửu Yên Mị biết là đã đến lúc mình phải bước ra ngoài sân khấu rồi. Nàng vẫn đứng ở góc phòng. Lên tiếng nói, thực ra thì những cải thiện này cũng chẳng có gì là không đúng cả, dù gì thì đây cũng là nghĩ cho sự phát triển trong tương lai của công ty. Cửu Thị xảy ra bao nhiêu là chuyện như vậy, công ty cũng không hẳn chỉ là công ty của người trong Cửu gia. Nếu vẫn tiếp tục duy trì như ngày trước, thì rất khó có thể làm cho người khác tin tưởng và nghe theo. Đúng vậy, Cửu Trọng Dung nói theo, có thể dựa trên suy nghĩ này mà thử xem sao, nếu không được thì chúng ta lại đổi lại. Ai nói có lý thì chúng ta theo người đó. Tôi đồng ý, Cửu Trọng Mưu né tránh ánh mắt dò xét của mọi người, khẽ nói. Trong tay ba người bọn họ cũng đều có cổ phần của Cửu Thị, cộng thêm với 50% cổ phần có trong tay Lệ Khuynh Thành thì bất luận thế nào cũng đều ở vào thế không thể đánh bại được. Cửu Yên Mị, cái đồ bỏ đi, và cả hai thằng ngu Cửu Trọng Dung và Cửu Trọng Mưu nữa. Tao liều chết với chúng mày. Cửu Trọng Sương vung nắm đấm lên định xông tới đánh Cửu Yên Mị. Ném anh ta ra ngoài kia, Lệ Khuynh Thành quát lên. Những vệ sĩ đứng ở cửa từ sớm, sau khi nghe boss của mình nói vậy thì xông thẳng vào bên trong kéo Cửu Trọng Sương ra ngoài. Lệ Khuynh Thành, mày là con điếm thối tha, tao sẽ không để cho mày được chết tử tế đâu, nhất định là như thế. Lệ Khuynh Thành chỉ cười mà không nói gì, sau đó nàng lướt nhìn một lượt đám người như đống tro tàn ở trước mặt mình, nói, các vị nếu không có chuyện gì thì có thể ra về được rồi đấy. Xe dừng lại ở trước cổng tòa nhà Khuynh Thành Building, Tần Lạc liền quay ra nói với Jesus và Lee, chúng ta vào quán cà phê ngồi một chút đi.
Giê-xu lái xe ra bến đậu xe, còn Tần Lạc dẫn Ly vào bên trong tòa nhà. Hắn biết ở tầng một phía bên trái trong tòa nhà có một tiệm cà phê. Nơi đó được Quốc tế Khuynh Thành và Công hội Trung Y xài chung, không có ít nhân viên trong giờ nghỉ trưa dẫn theo 5-3 người bạn mình đến đây uống cà phê tám chuyện, và còn có không ít tầng lớp quản lý nhân viên vào bậc thấp hoặc bậc trung đều thích tiếp đãi khách khứa của mình ở đây. Tần Lạc và Ly tìm cho mình một chiếc bàn kế cửa sổ rồi ngồi xuống, Giê-xu sau khi đậu xe cẩn thận rồi thì cũng đến chỗ bọn họ. Chúng ta đến đây để làm gì? Ly uống cốc nước chanh vừa hỏi. Đợi người. Đợi ai? Ly tò mò hỏi. Tần Lạc tủm tỉm nhìn nàng, nói, em nghĩ là đợi ai? Tôi làm sao mà biết được? Ly bĩu môi nói, đây đâu có phải là câu hỏi có nhiều sự lựa chọn đâu mà tôi chọn được. Trong tòa nhà này có đến mấy người cho anh đợi cơ mà. Người thì nhỏ con mà lưu manh thế. Tần Lạc cười nói. Còn anh là người thì nhỏ con mà trăng hoa đủ đường. Tần Lạc không tiếp tục tranh cãi với Ly mà rút điện thoại ra nhắn tin cho Lệ Khuynh Thành. Rất nhanh, Lệ Khuynh Thành đã tới đây. Sao anh lại tới đây? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi. Có Ly và Giê-xu ở đây nên nàng không có biểu hiện gì gọi là quá nhiệt tình cả. Có người bảo anh đến xem trò vui. Tần Lạc cười nói. Ồ, Lệ Khuynh Thành nghi hoặc thốt lên. Tần Lạc giơ điện thoại ra cho Lệ Khuynh Thành xem. Lệ Khuynh Thành lướt mắt qua rồi nói, nhiều chuyện. Cô ấy đúng là rất quan tâm đến em. Tần Lạc cười nói. Vậy anh không quan tâm à? Lo sợ câu nói này sẽ làm cho Ly hiểu lầm nên nàng lại giải thích, công ty không phải là công ty của em. Em chỉ là giúp anh trông nom thôi, vậy mà tội lỗi đều để em phải gánh chịu. Anh thì sướng nhất rồi, đến rồi em mờ không lên trên đó xem thế nào. Anh biết là em có thể xử lý tốt mà. Tần Lạc hết sức tin tưởng vào khả năng của Lệ Khuynh Thành. Hơn nữa, anh lên đó cũng không thích hợp cho lắm. Lệ Khuynh Thành cũng chỉ là nói vậy thôi chứ không có tức giận gì cả. Nàng nhìn sang Ly, nói, đi, tôi dẫn mọi người đến nơi này một lát. Chương 1015, càng ghét đàn ông hơn. Một trận hỏa hoạn đã hủy diệt cả một năm tâm huyết của Lệ Khuynh Thành, đồng thời cũng hủy hoại cả trường đua ngựa Hoa Điền với một khung cảnh non xanh nước biếc. Lửa lớn có thể luyện được vàng thật, lửa lớn cũng có thể luyện được chân tình. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc và Đại Đầu, một trận hỏa hoạn khiến cho bọn họ càng thêm hiểu rõ hơn tình cảm ẩn sâu trong nội tâm của mình hơn, không phải là làm trò cho vui, cũng không chỉ là tình về đêm không thôi, mà bọn họ quả là yêu thương nhau. Hai tháng đã trôi qua. Hoa Điền ngày trước bị thiêu thành cho bụi giờ đã khoác lên mình một bộ mắt mới tươi sáng hơn, sống động hơn. Tần Lạc đưa tay chỉ về những thảm cỏ xanh mướt, cùng với hàng cây thông dâm mắt hỏi, những thứ kia đều là chuyển trồng từ nơi khác tới phải không? Cây thì trồng ở nơi khác rồi đem về đây. Lệ Khuynh Thành tự hào nói, còn thảm cỏ kia thì không. Lệ Khuynh Thành tiện tay ngắt một cọng cỏ non nói, ngọn lửa không bao giờ thiêu rụi được cỏ dại, gió xuân rồi sẽ làm nó mọc lên tươi tốt. Vùng đất này vốn là một vùng đất tốt, hơn nữa những cây trồng ngày trước bị đốt cháy thì lại biến thành chất liệu bón cho cây, càng làm cho nó sinh trưởng nhanh hơn. Anh xem, đám cỏ dại kia đã nở hoa rồi kìa, mới có 2 tháng thôi đấy. Chỉ cần cho nó thêm một thời gian nữa, nó sẽ quay trở lại như xưa. Còn mấy cái cây này thì vẫn phải cần thời gian chờ đợi rồi. Sao em lại muốn gây dựng lại nơi này? Tần Lạc cười hỏi, hắn biết rằng, những thứ này như là bạn sửa lại nhà vậy. Căn nhà cũng muốn sửa thành căn nhà mới thì công trình giai đoạn của nó sẽ càng phức tạp hơn trước rất nhiều, có nhiều thứ để tháo dỡ, sau đó mới tiến hành tu sửa tân trang trên cái nền cũ. Bạn thử nghĩ xem, bạn vẽ trên một tờ giấy trắng hoàn toàn dễ hơn, hay là vẽ trên một tờ giấy đã pha đủ mọi loại màu sắc dễ hơn. Ở đâu ngã xuống thì đứng lên từ ở đó. Hơn nữa, chỉ vì chúng ta nên nó mới bị thiêu rụi như vậy, chúng ta là sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ với nó được. Nếu làm như vậy lương tâm của em sẽ cắn rứt lắm. Lệ Khuynh Thành đáp. Nói thực lòng, anh biết em cũng không đến mức vĩ đại như vậy đâu. Tần Lạc không hề ngần ngại mà bóp mẽ Lệ Khuynh Thành không thương tiếc. Sau này cấm anh nói những lời nói thật trước mặt em. Thật đáng ghét, đến cả lấy lòng người ta cũng không biết nữa. Lệ Khuynh Thành nhân lúc Ly không chú ý liền véo vào tay Tần Lạc một cái, nguyết dài nói. Tần Lạc chỉ cười chứ không hề tránh né. Hắn rất thích cảm giác này của Lệ Khuynh Thành dành cho hắn, sống với một người suốt ngày lên mặt ta đây là vô cùng mệt mỏi. Nếu như là văn nhân Mục Nguyệt có hành động này giống như Lệ Khuynh Thành, rồi nũng nịu nói với hắn là đồ nớm, thì có phải là tốt không, nhưng đây là việc không bao giờ xảy ra cả,
nhìn về phía những dãy núi gập ghềnh nơi xa, những mầm non mơn mớm trên nền đất, Lệ Khuynh Thành hít một hơi thật sâu rồi cười nói, ở đây có rất nhiều thứ không thể bỏ đi được. Nàng vốn có thể chọn một nơi khác để xây một vườn hoa khác, dựa vào mối quan hệ của nàng hiện tại, thì đây không phải là một việc khó khăn gì cả. Nhưng nàng vẫn chọn nơi này, đây là nơi chôn sống nàng, nhưng cũng là nơi làm cho nàng hồi sinh mạnh mẽ. Nàng cứ tưởng rằng mình đã chết, nhưng chỉ vì bên cạnh nàng xuất hiện Tần Lạc nên nàng lại được sống trở lại. Lần trước tính mạng là của nàng, nàng đã đem người đàn bà sống trong tủ nhục này rời khỏi thế giới. Lần này, tính mạng của nàng đã thuộc về hắn hoàn toàn. Nói ra câu này, gương mặt của Lệ Khuynh Thành bỗng trở nên thuần khiết, trong trắng vô cùng, làm cho Tần Lạc cũng phải ngạc nhiên. Cũng chính vì có nét mặt như thế này, mà Tần Lạc bỗng nhiên hiểu được thế giới nội tâm của nàng. Trong giờ phút này, trái tim của nàng chung nhịp đập với trái tim của hắn. Hai người cùng mỉm cười hiểu ý nhau, sau đó liền đưa tay lên cầm lấy nhau một cách rất tự nhiên. Trời cao gió mát, khí trời lồng lộng, thoải mái vô cùng. Dĩ nhiên, nếu không có hai con kỳ đà cản mũi thì... Ly đứng ở dưới ngọn đồi ngước mắt nhìn lên, nàng chỉ hơi nhíu mày lại, nhưng rất nhanh nó lại giãn ra. Mỗi tội, cử chỉ thái độ này của nàng không thể thoát khỏi ánh mắt của Giê-xu. Hoặc nói theo cách khác rằng Giê-xu quan sát rất kỹ biểu đạt thái độ tình cảm của Ly. Hắn nhận ra rằng cô nàng ngổ ngáo bạo lực này, thực chất cũng rất thích Tần Lạc. Hắn muốn biết phản ứng của Ly khi trông thấy Tần Lạc và người con gái khác tình tứ với nhau sẽ như thế nào. Hắn luôn đem vấn đề này làm vật nghiên cứu của riêng hắn, có lẽ hắn đi theo làm vệ sĩ cho Tần Lạc không công không tiền cũng chính là vì lý do này. Nhướng lông mày lên, đó cũng là một phản ứng. Giê-xu thất vọng vô cùng. Tâm trạng của cô xem ra khá tốt đấy chứ. Giê-xu cười nói. Liên quan gì tới anh? Ly chưa bao giờ có cảm tình với Giê-xu cả. Đẹp trai ư, ghét nhất những gã đẹp trai. Giê-xu hiểu tính của Ly, cũng biết nàng sẽ ăn nói thế này. Hắn chỉ nói, tôi rất hiếu kỳ với quan niệm tình yêu của người Trung Quốc. Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm, nhưng những gì mà tôi chứng kiến từ người cô hoàn toàn trái ngược hẳn với trên sách viết. Do vậy tôi có phần mất phương hướng, lẽ nào nói rằng, sự bao dung của tình yêu nó lại lớn như vậy sao? Hay là nói rằng, người phụ nữ Trung Quốc vẫn chưa đi ra khỏi vòng tròn phong kiến, trọng nam khinh nữ? Hoặc là, phụ nữ Trung Quốc đã trở thành một kiểu hình hiện đại mới, đi trước cả phụ nữ thế giới hiện nay? Ly nghe vậy quay đầu lại nhìn Giê-xu chằm chằm nói, có cô gái Trung Quốc nào yêu anh chưa? Giê-xu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tạm thời thì chưa. Hắn đã từng tấn công Lữ Hàm Yên vô cùng mạnh bạo và hổ báo. Nhưng người phụ nữ đó quá khôn ngoan, luôn biết giữ đúng khoảng cách, làm cho hắn không tài nào có tiến triển gì nổi, nhưng hắn vẫn tiếc chưa muốn từ bỏ, thua cuộc. Hắn thích cuộc chơi như thế này, hắn tin rằng người phụ nữ đó rồi cũng sẽ một ngày đem lòng yêu hắn. Có người phụ nữ nào vì muốn tranh giành anh với người khác mà đánh nhau sứt đầu mẻ chán chưa? Chấm, chưa. Vậy thì đúng rồi, Ly nhếch môi nói, anh ấy là anh ấy, còn anh là anh. Người với người cũng có sự khác biệt chứ. Giê-xu đã hiểu, cô gái này đang nhổ tuệt vào hắn, coi thường sự quyến rũ của hắn không bằng Tần Lạc. Hắn rất muốn văng thề một câu, con bà nó chứ. Nhưng nghĩ tới con dao trong tay của Ly, thì hắn đánh nuốt nước bọt cái ực. Rồi chịu khó nín nhịn. Đúng vào lúc này, nụ cười trên môi Giê-xu trở nên rất quái dị, còn nét mặt của Ly thì trở nên lì lợm. Tai nàng vểnh lên, sau đó lại rung rung, trông nàng như một nai eo xinh đẹp dễ thương vậy. Có bạn từ phương xa tới, sao lại không vui cơ chứ? Giê-xu bật cười ha hả nói. Nhưng phản ứng của Ly thì lại cực đoan hơn rất nhiều. Phút, tiểu lý phi đao. Lưỡi đao xé rách không gian phóng thẳng tới phía sau của tảng đá lớn. Một cánh tay thò ra từ phía sau tảng đá lớn, một cánh tay thon dài. Keng! Cánh tay kia chỉ dùng hai ngón tay mà đã kẹp được ngọn phi đao này lại. Lúc này một cô gái tóc vàng mắt nâu bước ra ngoài. Giống như Ly, nàng mặc một bộ áo da bó sát người. Nhưng của Ly là màu đen, còn của nàng là màu hồng. Ly là quần dài, còn nàng là vi ngắn. Ly ăn mặc kín đáo. Còn nàng thì hở hang. Nàng mặc toàn một màu hồng trên người, mỗi một chiếc áo lót bên trong áo khoác da hồng là màu đen. Cặp chân nàng thon dài, cùng bộ ngực nhú cao, to tròn, trông rất sexy. Bộ đội đặc chủng thần bí nhất của Trung Quốc, chẳng qua cũng chỉ là vậy mà thôi. Cô gái quăng ngọn phi đao của Ly sang một bên khinh thường nói.
Sao em lại cướp mất màn trình diễn chói lòa của anh hả? Lại một anh chàng trẻ đẹp tóc vàng mắt nâu xuất hiện, nét mặt không vui trách móc. Bọn chúng đang xì xào xì xổ cái gì vậy? Ly lạnh giọng hỏi, Ly chỉ biết nói tiếng Trung và tiếng Anh mà thôi. Và hiển nhiên hai nhân vật vừa mới xuất hiện kia không hề dùng tiếng Anh, cũng chẳng dùng tiếng Trung để nói chuyện với nhau. Nhưng từ thái độ của cô gái tóc vàng kia, Ly cũng hiểu rằng, con nhóc đó đang khinh thường nàng. Cái này là xuất phát từ sự ghen tị của một phụ nữ với một người phụ nữ. Giê-xu giải thích, cô ta nói, đao pháp của cô cũng chỉ có như vậy mà thôi. Giê-xu dĩ nhiên là hiểu hai người kia nói gì, bởi cả hai dùng tiếng Pháp để nói chuyện. Cái thằng danh kia đang nói cái gì thế? Ngọc nữ đưa tay chỉ về phía Giê-xu hỏi. Nàng biết anh trai của nàng tín Phật, nên cũng biết một chút tiếng Trung. Nhưng chỉ một chút mà thôi. Do vậy nên nàng cũng chẳng hy vọng anh trai của nàng có thể dịch nổi câu nói vừa rồi của Giê-xu cho lắm. Ồ, cô em gái xinh đẹp dễ thương của anh. Ánh mắt của Kim Đồng chạm vào ánh mắt của Giê-xu, gương mặt đẹp trai vô ngần của hắn mỉm cười nói. Hắn không phải là thằng danh nào đâu, hắn là một sát thủ nổi tiếng thế giới Giê-xu đó. Nếu như tính ra, thì hắn là tiền bối của chúng ta đó. Giê-xu, ngọc nữ đưa mắt lên nhìn Giê-xu một cái rồi hứ lên một tiếng nói. Một sát thủ danh tiếng lừng lẫy như vậy mà phải đi làm vệ sĩ cho bọn tàu khựa à? Đúng là một thằng danh chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Được rồi, Kim Đồng nói, chúng ta hôm nay tới đây để giết người, chứ không phải là nơi để em đi tìm trai đâu. Hiểu rồi, ngọc nữ liếm môi cười lạnh nói. Cô chọn đứa nào? Giê-xu nhìn Ly hỏi. Tôi hơi bị ghét con danh kia. Ly đáp. Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Giê-xu cười nói, vì tôi cũng ghét thằng danh kia. Chương 1016, chết cũng phải ở bên nhau. Có người lạ xuất hiện, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành tất nhiên cũng phát hiện ra tình hình bên dưới không ổn. Làm người đàn bà của anh thật sự là phải có một tố chất tâm lý hết sức phi phàm mới được. Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói, không những phải tranh giành với những người đàn bà khác, mà còn phải tranh giành với cả những người đàn ông khác, không những phải tranh với người tốt mà còn phải tranh với người xấu nữa. Người Trung Quốc làm phiền anh thì không nói làm gì. Đến người ngoại quốc cũng không buông tha cho anh. Mà thôi, người ngoại quốc làm phiền anh thì cũng không nói làm gì, nhưng giờ họ còn mò sang cả Trung Quốc làm phiền anh nữa. Nếu là người khác, thì anh còn lo họ không đỡ nổi, chứ nếu là em thì anh hoàn toàn có thể yên tâm được. Tần Lạc cũng đùa nói. Điều đó là hiển nhiên rồi, em là bà vợ bé mạnh nhất từ xưa tới nay mà. Vừa lên giường được, lại có thể xuống bếp được, không những lái được xe xịn mà còn mua được nhà lầu. Tần Lạc bị câu nói của Lệ Khuynh Thành làm cho phì cười, nói, còn gì nữa? Anh nhớ là vế sau còn mấy câu nữa mà. Mấy câu sau không hợp với em nữa rồi. Lệ Khuynh Thành nói, vế sau là gì vậy? Đấu lại được chính cung, đánh thắng được lưu manh tiểu tốt. Lệ Khuynh Thành nói, em không đấu lại được chính cung, cũng không đánh lại được bọn lưu manh tiểu tốt, thế nên em chỉ dùng vế đầu thôi. Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành nói, như thế đã là toàn diện lắm rồi. Một người phụ nữ mà xuất sắc quá thì sẽ bị người ta ganh ghét đấy. Em không sợ người ta ganh ghét, mà chỉ sợ người ta không thích mình thôi. Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói. Nàng biết Tần Lạc không thích những chủ đề có vẻ nặng nề này, liền nói tiếp, chúng ta có cần qua đó xem thế nào không? Hai người bọn họ có thể ứng phó lại được không? Không phải nói là chỉ có một người thôi sao? Sao giờ lại xuất hiện đến hai người vậy? Anh cũng không biết là người muốn giết anh lại nhiều đến thế. Tần Lạc cười khổ nói, lúc bị tấn công ở sân bay là một người, vậy mà bây giờ đã thành hai người rồi, mà cũng không biết ai trong số họ là quỷ ảnh nữa. Chưa biết chừng cả hai người đó đều không phải ấy, Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc cả kinh nói, hy vọng là không bị em đoán trúng. Anh đang tìm tôi à? Đột nhiên sau lưng họ vang lên giọng u ám của một người đàn ông. Hai người vội ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở sau lưng họ nhếch mép cười. Một bộ vest màu đen, mắt đen, tóc đen, đến cả màu da cũng biến thành màu da vàng vốn có của người phương Đông. Lướt mắt nhìn qua, thì người này với đối tượng tấn công hắn ở sân bay là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng Tần Lạc lại biết rõ rằng người này chính là người đó. Hắn ta chính là quỷ ảnh. Tốc độ kinh hồn, giết người thì không có một dấu tích. Bất cứ thứ gì trên người hắn đều có thể thay đổi, vẻ mặt, màu da, đến cả màu mắt cũng có thể thay đổi, nhưng ánh mắt của hắn thì không lạc vào đâu được. Khi ở sân bay,
chính hắn ta đã dùng chính ánh mắt này để cười với mình, và bây giờ hắn vẫn giữ nguyên ánh mắt này mỉm cười với mình. Là một người đàn ông, việc đầu tiên hiện giờ phải làm đó là đứng chặn người phụ nữ mà mình yêu thương ra đằng sau. Tần Lạc còn chưa kịp làm thế thì Lệ Khuynh Thành đã bước lên trước một bước, ngăn Tần Lạc lại đằng sau lưng rồi. Anh là ai? Tôi thích nói chuyện, nhưng tôi không thích nói nhảm. Quỷ ảnh nhìn Lệ Khuynh Thành nói. Nể mặt cô là phụ nữ, tôi đồng ý nhắc lại lần nữa, tôi là quỷ ảnh. Vì sao lại muốn giết anh ấy? Giết người phải cần đến lý do ư? Tất nhiên rồi. Xin lỗi cô, quỷ ảnh giơ hai bàn tay sang hai bên nói, tôi không có lý do gì cả. Đường Đường là một người đàn ông cao đến cả 1m8, vậy mà lại đứng nấp sau lưng phụ nữ. Tần Lạc ôm lấy Lệ Khuynh Thành rồi đưa ra sau lưng mình, nói, đợi anh lâu lắm rồi. Tôi biết, quỷ ảnh nói, nên tôi đến rồi đây. Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành lo lắng, nàng lại xông lên trước Tần Lạc, nói, người anh ta muốn giết là anh mau chạy đi. Không cần phải tranh giành thế, quỷ ảnh nói, tôi sẽ không ngại đưa hai người đến cùng một nơi với nhau đâu. Thế anh còn đợi gì nữa? Tần Lạc cười nói. Vù, quỷ ảnh biến mất, đợi đến khi hắn ta xuất hiện thì tay đã bóp chặt vào cổ Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành rồi. Thần kinh của Tần Lạc co cứng lại, hắn lại cứ cho rằng mình đã chuẩn bị tốt việc phòng bị rồi cơ đấy. Nhưng mình chẳng hề có tí cảm giác nào từ lúc quỷ ảnh biến mất cho đến khi tay của hắn ta đặt lên cổ mình cả. Hắn ta giống như một cơn gió, mà không, gió thì vẫn có động tĩnh, đằng này hắn ta chẳng có bất kỳ động tĩnh gì, không có lấy một chút dấu vết để tìm kiếm. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra câu nói, tôi theo không kịp tốc độ của anh ta, của Giê-xu có nghĩa là gì rồi. Đứng từ một phương diện nào đó mà nói, thì người này được coi như là vô địch rồi. Anh thật là yếu ớt, quỷ ảnh một tay tóm lấy Tần Lạc, tay còn lại tóm lấy Lệ Khuynh Thành, hai tay đồng thời dùng lực. Cùng lúc nhấc bổng hai người lên khỏi mặt đất, lơ lửng trong không trung. Vậy mà mình lại thất bại đến hai lần. Quỷ ảnh khẽ dùng sức một cái thì mặt của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành trở nên tím tái, sau đó thì bắt đầu cảm thấy khó thở. Đây quả là một sự sỉ nhục. Tần Lạc cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa thì bàn tay bóp vào cổ hắn giống như một chiếc vòng sắt vậy, càng ngày càng thắt chặt hơn. Lệ Khuynh Thành cũng vậy, ngày thường nàng thông minh hơn người. Nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh như thế này thì mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Nàng cảm nhận được tử thần đang ngày một tiến lại gần. Nàng không sợ, và càng không cảm thấy đau buồn chút nào. Nàng nhìn Tần Lạc với ánh mắt dịu dàng, không những thế còn có cảm giác hạnh phúc nữa. Người chết cùng anh ấy là mình, chứ không phải là bất kỳ một ai khác. Lệ Khuynh Thành cảm thấy sung sướng vô cùng, nỗi đau khổ trên mặt nàng bỗng biến thành một nụ cười đắc ý. Nụ cười này của nàng bị quỷ ảnh nhìn thấy, điều đó khiến cho hắn ta cảm thấy khó hiểu đến lạ lùng, nỗi nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn. Cô đang cười ư? Cổ của Lệ Khuynh Thành bị bóp nghẹt nên không thể nào đáp lại được câu hỏi này của quỷ ảnh. Nhưng nụ cười trên mặt nàng ngày một tươi hơn, gần như đã là đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Tôi không có tư cách để nói rằng, chết cũng phải cùng chết, nhưng giờ đây chúng tôi có thể cùng chết bên nhau. Cô lĩnh ngộ ra rồi đấy. Cái chết là một sự giải thoát, quỷ ảnh nói. Sau đó hắn bóp mạnh tay. Ly và Ngọc Nữ bất đồng ngôn ngữ, hơn nữa còn cảm thấy ngứa mắt nhau. Ly cho rằng người đàn bà này mặc bộ đồ da mà nàng yêu thích, nhưng lại mặc giống như mấy con hành nghề gái điếm, điều đó khiến cho nàng khó chịu vô cùng. Còn Ngọc Nữ cũng thấy rằng đồ nhà quê như Ly mặc bộ đồ da bao bọc kín mít trên người, không thể hiện ra được cảm nhận thực thụ của chất liệu bằng da và không toát lên được vẻ gợi cảm của thân hình người phụ nữ. Cô ta chẳng giống với một người phụ nữ chút nào, nói gì thì nói cũng chỉ là một nữ vệ sĩ mà thôi. Vì vậy mà bọn họ chẳng cần nói với nhau một lời nào, vừa chạm mặt thôi đã mở ngay ra một trận chiến rồi. Chỉ vì sự kỳ thị nghiêm trọng về thẩm mỹ mà hai người vừa vào trận đã tung ra những chiêu thức tàn nhẫn đến kinh hồn, chỉ khi nào người còn lại bị dồn vào chỗ chết mới thôi. Vừa mới giao thủ thì hai người đều biết rằng mình đã đánh giá thấp đối phương. Giê-xu mắc bệnh nói nhiều một cách trầm trọng, cho dù anh ta đã biết đứng trước mặt mình đây là một người châu Âu chính hãng, là một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế, tên Kim Đồng, nhưng vẫn không ngừng líu lo hỏi người ta những câu hỏi khiến cho người ta phải phát điên lên. Tại sao lại là mấy người? Tôi không cho rằng có lợi ích gì lại có thể lôi kéo, dụ dỗ mấy người ra tay. Giê-xu nói, chúng tôi cho là đáng làm thì nó đáng, vì đối thủ là Giê-xu. Nên Kim Đồng cũng tỏ ra hết sức kiên nhẫn một cách hiếm có. Anh không phải là tôi,
anh cũng không phải là người khác, anh sẽ không bao giờ biết được cái gì là quan trọng nhất đối với chúng tôi. Tôi biết cái gì là quan trọng nhất đối với tôi. Giê-xu cười nói, mấy người không được giết anh ấy. Cái này gọi là gì? Anh đã từng vứt bỏ niềm vinh dự của một sát thủ, bây giờ lại giữ gìn chức trách của một vệ sĩ ư? Tôi không có niềm vinh dự nào cả, cũng không có chức trách gì hết. Tôi chỉ là đang làm việc mà mình muốn làm. Xem ra phải làm cho anh thất vọng rồi. Kim Đồng cười nói, anh không ngại khi tôi dùng vũ khí chứ? Không, Giê-xu vừa nói vừa đưa tay rút từ bên hông mình ra một thanh nhuyễn kiếm. Mũi kiếm rung lên từng hồi, hai bên kiếm sáng quắc làm chói lòa đôi mắt, trông giống như con cá chép bạc nổi lên trên mặt nước vậy. Đây là kiếm của kiếm khách. Kiếm khách tự sát, sau đó tặng thanh kiếm này cho Giê-xu. Giê-xu giữ lại bảo kiếm này vừa coi nó là vật kỷ niệm, lại vừa có thể phòng thân. Đối với rất nhiều người mà nói, thì thân thủ đạt đến một cấp bậc nhất định rồi thì sẽ không kén chọn quá nhiều đối với công cụ giết người. Đối với bọn họ mà nói thì đến cả bông hoa chiếc lá đều có thể dùng để giết người. Ví dụ như tiểu lý thám hoa, cho dù là đá, ngân châm, hay cành cây thì khi vào tay anh đều có thể trở thành phi tiêu cả, không những thế mà còn vô cùng lợi hại. Nhưng Ly vẫn chưa đạt đến trình độ đó, nàng phải cần đến những loại vũ khí có độ sát thương lớn, chất cụ thể và cứng như lưỡi dao, ngân châm, v.v. Nếu có ngoại lệ thì đó chính là nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm là một loại vũ khí rất khó luyện thành, nhưng một khi đã luyện thành rồi thì lực sát thương lại cực lớn, hơn nữa còn làm cho người ta không thể phòng bị được. Nhưng nếu luyện không thành thì cũng không thể làm thương được người khác, mà có khi lại làm thương chính mình. Nhưng lúc này Giê-xu lại dùng nhuyễn kiếm để đối phó với kẻ địch, lẽ nào anh ta lại nắm chắc phần thắng trong tay? Kim Đồng chậm chạp rút ra một đôi găng tay màu trắng từ trong túi áo vest của mình, sau đó thì đeo lên một cách nho nhã. Sau một hồi chỉnh sửa tỉ mỉ, liền giơ tay làm động tác mới đối với Giê-xu và nói, làm anh phải đợi lâu rồi. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Phút phút phút, thanh kiếm trong tay Giê-xu giống như một con rắn độc cuốn lấy cổ của Kim Đồng. Kim Đồng giơ một tay ra đỡ lấy, lưỡi kiếm trong tay Giê-xu liền vụt qua mặt hắn ta. Một tay còn lại thì giữ lấy mũi kiếm, cuộn lại rồi lại bỏ ra. Phút, mũi kiếm bật ngược trở lại, nhằm thẳng vào mắt Giê-xu. Đôi găng tay trực tiếp tiếp xúc với lưỡi kiếm nhưng không những không bị rách, mà thậm chí còn rực sáng lên. Đây là một trận khổ chiến, ai cũng có sứ mệnh khó lòng thoát nổi và một lý do không thể thua cuộc của mình. Nếu thua thì chỉ có đường chết. Chương 1017, người đánh bạt tai chuyên nghiệp. Đối với một sát thủ mà nói, nếu nhiệm vụ bị thất bại thì đó là một sự sỉ nhục. Đối với một sát thủ cấp cao mà nói, thì thất bại hai lần liên tục lại càng là sự sỉ nhục kinh khủng hơn. Hắn né tránh được hai lần ám sát của mình, nhưng thế chẳng khác nào đã xúc phạm mình. Hắn dùng sự sống còn của hắn để xúc phạm, sỉ vả lại mình. Đối với một người xúc phạm mình, thì quỷ ảnh không bao giờ nương tay cho cả. Điều làm cho quỷ ảnh phẫn nộ nhất, đó là hắn ta còn nhìn ra được kiểu ngụy trang của mình. Phải biết rằng, nếu mình không chủ động phát động tấn công, thì đến cả Kim Đồng, Ngọc Nữ cũng khó mà nhận ra được thân phận của mình trong đám đông. Vậy mà lại để cho Tần Lạc nhìn ra, đây đã không còn là sự xúc phạm nữa rồi mà đó là một sự lăng nhục thì đúng hơn. Chết! Cái chết là con đường đi duy nhất mà mình đặt ra cho hắn. Hắn chết rồi thì nhiệm vụ của mình cũng hoàn thành. Sự sỉ nhục mà mình phải chịu cũng được gột rửa đi phần nào. Bọn họ rồi sẽ nhận được những gì mình muốn ở châu Mỹ. Đây là một vụ giao dịch mà bọn họ khó lòng từ chối được. Khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ này thì hắn cứ ngỡ Tần Lạc là một nhân vật ghê gớm lắm cơ. Ít nhất thì phải có một thân thủ ngang sức với mình mới đúng chứ. Nhưng đến khi tìm hiểu rõ tài liệu về Tần Lạc thì hắn mới phát hiện ra một điều, Tần Lạc chỉ là một bác sĩ. Chỉ là một bác sĩ có chút danh tiếng mà thôi. Thân thủ của hắn thì thê thảm không sao tả xiết, quỷ ảnh bóp hắn ta mà đơn giản, dễ dàng không khác gì bóp chết một con gà con. Một người như thế thì sao có thể xứng làm đối thủ của mình chứ? Tay của hắn bắt đầu dùng sức, chỉ cần quay sang bên một cái là đôi uyên ương cùng chung số mạng này sẽ lao thẳng xuống địa ngục, giả sử đúng là có sự tồn tại của địa ngục như người ta vẫn nói. Đáng tiếc ở chỗ, một người phụ nữ đẹp như thế này. Mối nguy hiểm này không phải đến từ bên ngoài, mà là đến ngay từ sát cạnh hắn. Hoặc có thể nói rằng, nó đến từ xương đùi của hắn. Hắn bắt buộc phải đề phòng thì mới có thể bảo đảm rằng xương ở đầu gối không bị đạp gãy làm đôi.
hắn nhanh chóng buông tay ở cổ Lệ Khuynh Thành ra, sau đó kịp thời lùi lại sau, vừa vặn đỡ lại một cú đạp chéo. Bốp! Bàn tay hắn đụng phải chân của đối phương, đau nhức lên đến tột đỉnh. Cơn đau nào không làm ảnh hưởng gì đến hắn nhiều lắm, chỉ là hắn thấy tò mò, sao hắn ta lại có thể ra đòn được. Đúng vậy, Tần Lạc đúng là có thể ra đòn. Không chỉ có quỷ ảnh cảm thấy kinh ngạc, mà đến ngay bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Khi hắn bị quỷ ảnh bóp chặt cổ thì hắn cũng cho rằng mình lần này chết chắc rồi. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng bất luận hắn có giãy giụa thế nào đi nữa thì vẫn không có cách nào thoát khỏi chiếc kìm sắt này. Còn tồi tệ hơn nữa đó là mỗi một lần giãy giụa thì lực ở tay của quỷ ảnh lại tăng lên một chút, cho đến khi mặt mũi hắn tím tái hết cả lại, hơi thở đã không còn nhịp nhàng như bình thường nữa. Hơi thở càng ngày càng trở nên khó khăn, khí oxy ở lồng ngực ngày càng ít, não bộ của hắn bắt đầu mê muội, đầu óc cũng bắt đầu trở nên hồ đồ. Không bao giờ có thể tin tưởng vào đàn bà được nữa. Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi đầu óc Tần Lạc trở nên u mê. Nhưng đúng vào lúc này thì sự kỳ diệu đã xảy ra. Một luồng khí ấm phát ra từ đan điền, sau đó thì nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, máu trong người cũng lưu động theo, giống như một dòng suối nhỏ bị quấy động lên vậy. Cùng với luồng khí ấm chạy trong người thì hơi thở của Tần Lạc cũng bắt đầu bình thường trở lại, như thể trong lồng ngực đột nhiên có thêm bình dưỡng khí cần thiết vậy. Có khí oxy tức là có sức sống, đầu óc hắn lại minh mẫn trở lại và có thể suy nghĩ như bình thường. Lẽ nào quỷ ảnh đã buông mình ra? Khi hắn mở mắt ra nhìn thì thấy mình vẫn bị kẹp chặt yết hầu như ban nãy, hơn nữa tay của hắn ta còn không ngừng dùng lực. Hắn ta rõ ràng là muốn giết người, căn bản là không có ý muốn thả ra. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cổ mình đã bị bóp nghẹt, vậy mà mình chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Rõ ràng là yết hầu bị chặn lại, vậy mình có được khí oxy từ đâu vậy? Hơn nữa hơi thở còn rất bình thường, giống như một luồng sáng chợt lóe lên trong đầu, Tần Lạc bỗng tìm ra được nguyên nhân. Dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn. Nhất định đó là dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn rồi. Khi trước ông nội Tần Lạc là Tần Tranh bị bọn côn đồ bắt cóc, ông bị trúng đến mười mấy viên đạn mà vẫn không chết. Về sau ông hồi tưởng lại tình huống lúc bấy giờ thì ông nói rằng khi ông không thể cố được nữa, thì bỗng có một luồng khí ấm xuất phát từ đan điền và lan tỏa ra toàn thân. Cũng chính do luồng sinh lực này đã làm cho hắn sống lại. Lẽ nào trong thời khắc quan trọng thế này lại là dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn cứu sống mình? Cho dù thế nào thì hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ về điều này. Tần Lạc khôi phục được nhận thức trong đầu mình. Và sau khi thử thấy thân dưới mình có thể nhúc nhích thì hắn liền đạp thẳng vào đầu gối quỷ ảnh. Vì hắn bị quỷ ảnh giơ lên trên không trung, nên nơi mà Tần Lạc có thể đạp mạnh nhất và nhanh nhất đó chính là đầu gối của hắn ta. Thực ra thì hắn muốn đạp vào tim, vào xương sườn của quỷ ảnh hơn, nhưng hắn đâu phải là con khỉ đâu, làm sao có thể quay ngược 180 độ hay 360 độ trong tình trạng bị người ta thít chặt cổ cơ chứ. Hắn ra đòn rất nhanh, nhưng quỷ ảnh còn nhanh hơn. Quỷ ảnh vì muốn tự cứu lấy mình nên hắn đã dùng lòng bàn tay chặn lại cú đạp này. Lệ Khuynh Thành được cứu sống, cú đạp này của Tần Lạc coi như cũng có ích đôi chút. Chưởng đầu tiên của hắn thất bại, hắn liền nắm chặt tay phải lại hướng thẳng vào mắt quỷ ảnh mà ra tay. Mắt là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể con người, hơn nữa còn không có xương hay da thịt che lại. Nếu cú đấm này của Tần Lạc mà trúng thì mắt của quỷ ảnh có lẽ sẽ đi đời từ đây. Khoảng cách quá gần. Quỷ ảnh muốn tránh cũng khó lòng tránh khỏi. Bốp! Hắn quăng Tần Lạc ra xa, toàn thân Tần Lạc như bay trong không trung, sau đó hắn ôm lấy một gốc cây nhỏ. Làm vậy thì hắn sẽ không cần phải lăn tròn xuống núi. Toàn thân Tần Lạc khẽ đè xuống, cành cây bị hắn đè vào kêu răng rắc. Sau đó thì dùng hết sức mình, cơ thể hắn bị bắn cao lên như đạn pháo bị bắn ra vậy. Bịch! Hai chân tiếp đất đánh bịch một cái. Sau đó chạy về phía trước mấy bước mới đứng vững lại được. Lệ Khuynh Thành nằm yên ở đó chưa biết sống chết thế nào, còn Tần Lạc thì đứng nguyên không dám động đậy. Vì quỷ ảnh đang nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ khó tin. Mày vẫn còn có thể phản kích, cho đến giờ phút này, quỷ ảnh cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Hiểu rõ được thân thủ của mình, và cũng biết rõ nguồn lực mà hắn bỏ ra. Cho dù là Kim Đồng, Ngọc Nữ khi bị hắn bóp chặt cổ như thế, thì ngoài việc buông tay chịu trói ra, sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hắn nhìn thấy một vệt tím bầm trên cổ của Tần Lạc,
đó là chứng cứ của việc hắn đã dùng lực vào nơi đó. Nhưng làm vậy mà vẫn không bóp chết được Tần Lạc, không những thế còn để cho Tần Lạc thoát chết. Tất nhiên, Tần Lạc cười khẩy đáp, hắn đứng thẳng người lên, làm ra bộ tự tin vô cùng. Bất kể thế nào thì cũng phải giữ vững tư thế của mình. Còn về phần quỷ ảnh có tin vào cái gọi là không thành kế này hay không thì đó là việc của hắn ta. Tao không tin, khi quỷ ảnh nói câu này thì hắn lại một lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ. Vụt, một sợi dây thừng ai quét ngang qua mặt Tần Lạc tạo nên một bức tường bằng thừng ở trước hắn. Hồng Phu mặc một chiếc váy trắng xuất hiện như một kỳ tích, tay phải nắm chặt dây thừng, tay trái cầm một chiếc sáo chỉ có một lỗ ở trên đó và đưa lên miệng thổi. Thế này mà muốn ngăn ta lại ư? Quỷ ảnh bay vọt về phía trước, chẳng biết hắn đã làm động tác gì mà thoát một cái hắn đã xuyên qua được phạm vi tấn công của chiếc dây thừng, và vồ thẳng về phía Tần Lạc. Trong giờ phút một mất một còn này, Tần Lạc liền nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra thì chẳng thể nào nắm bắt được bóng dáng của quỷ ảnh đâu nữa. Nhưng sau khi hắn nhắm mắt lại thì thấy thế giới này đột nhiên rõ nét hẳn lên. Hắn có thể nghe được những ngọn gió êm ái, có thể nhìn thấy những bụi gai hay những lùm cỏ dại ở xung quanh, và lại càng nhìn thấy rõ hơn cái bóng hình đang tiến về phía mình trong tích tắc. Hắn còn có thể nhìn thấy một khuôn mặt, đó là mặt của quỷ ảnh. Tần Lạc giơ mạnh tay về phía trước. Bốp! Âm thanh kêu lên giòn tan, quỷ ảnh lại một lần nữa bị đẩy ngược trở lại. Hắn ôm lấy mặt mình. Nhìn Tần Lạc mà như nhìn thấy ma vậy, như thể Tần Lạc mới chính là quỷ ảnh ấy. Sao hắn có thể nắm bắt được dấu vết của mình nhỉ? Hắn lại còn đánh chúng mình nữa chứ? Cho dù đó là ông hoàng của bọn họ, được xưng là đệ nhất hoàng đế của châu Âu cũng không thể làm được việc này. Còn tệ hơn nữa, đó là hắn còn nhắm mắt lại nữa, hắn nhắm mắt mà vẫn cho mình một chưởng được. Hồng Phu đứng đó chứng kiến thì cũng há hốc mồm ngạc nhiên, đến cả việc thổi để gọi trùng độc cũng quên bén mất. Tên ngu ngốc này, sao hắn lại làm được như thế nhỉ? Tốc độ của hắn nhanh đến kinh hồn, đến cả một đòn đánh lén bằng roi của mình mà cũng bị hắn né tránh một cách dễ dàng được. Nhưng hắn cho người ta một cái bạt tai còn dễ dàng hơn nữa. Giống như là người đàn ông này chủ động chạy lại cho hắn đánh vậy. Hồng Phu là binh mai phục được Tần Lạc giấu kín. Điều này không thể nói lên rằng Tần Lạc sợ chết, mà là Trung Y vẫn chưa chấn hưng lại được. Vì vậy mà hắn phải sống để tiếp tục cố gắng. Bên ngoài thì có Giê-xu và Ly, còn bên trong thì có Hồng Phu, có ba đại cao thủ ở bên cạnh nên hắn rất tự tin, cho dù quỷ ảnh có đến cũng có thể giữ được hắn ta lại. Ai mà biết tên quỷ ảnh này mặt dày không biết xấu hổ là gì, một mình đến thì thôi không nói làm gì rồi, lại còn đem theo thêm hai người nữa. Và thế là tình hình đã trở nên xấu đi trông thấy, Giê-xu và Ly bị người của bọn chúng bám lấy. Trong một lúc một nhát khó mà dứt ra được. Còn mình thì phải làm sao đây? May mà vẫn còn Hồng Phu. Nhưng khi hắn và Lệ Khuynh Thành bị quỷ ảnh nhấc lên khỏi mặt đất, vậy mà Hồng Phu vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Khi đó Tần Lạc thực sự là ân hận vô cùng, sao mình có thể tin vào một người đàn bà được cơ chứ? Sao mình có thể tin vào một người đàn bà có mối thâm thù với mình chứ? Thà tin là trên thế giới này có quỷ, cũng không thể tin vào miệng của đàn bà. Vì vậy mà trong lúc đầu óc hắn trở nên u mê thì hắn vẫn còn ấm ức không nguôi về điều này. Hồng Phu không biết rằng suy nghĩ của Tần Lạc lại phức tạp đến vậy, không phải là nàng không muốn xuất hiện, mà là nàng không dám xuất hiện. Tốc độ của đối phương là quá thần tốc, nhanh đến độ khiến cho người ta khó mà dùng mắt thường để phân biệt được. Khi nàng vẫn còn ẩn nấp ở một nơi kín đáo, thì hắn đã bóp nghẹt cổ của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành ở trong tay mình rồi. Nàng không thèm quan tâm đến sự sống còn của người đàn bà kia, nhưng còn Tần Lạc thì. Đã nhận lời người ta thế rồi thì cũng phải cứu người ta thoát chết chứ. Nhưng trong tay đối phương có con tin, nếu nàng xuất hiện một cách tùy tiện thì đối thủ sẽ lập tức giải quyết con tin trong tay mình và bắt tay vào một trận chiến mới, làm vậy đồng nghĩa với việc nàng đẩy nhanh cái chết của Tần Lạc. Tiếp đó, tình hình có sự thay đổi, Tần Lạc có thể phản kích trong tình huống éo le như thế. Và tiếp sau nữa. Hắn còn cho đối phương một cái bạt tai mà không ai có thể giải thích nổi vì sao hắn lại có thể làm vậy. Không thể nào, quỷ ảnh không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Vừa dứt lời, quỷ ảnh lại vụt biến mất. Lần này, hắn vòng ra sau lưng Tần Lạc để đánh lén. Bốp, lại một cái bạt tai nữa. Tần Lạc giờ đây đã trở thành người đánh bạt tai chuyên nghiệp rồi. Chương 1018
trận chiến giữa đàn ông với đàn ông. Một tấc dài một tấc lợi, một tấc ngắn một tấc hiểm. Đối với việc tấn công từ xa thì nhuyễn kiếm của Giê-xu hoàn toàn chiếm lợi thế, mà nhuyễn kiếm chủ yếu lợi hại ở chữ nhuyễn. Nhuyễn có nghĩa là mềm mại, uyển chuyển, tuy lực đạo khó vận dụng, nhưng nó thực chất lại là một loại kiếm thuật cao nhã và lợi hại. Một khi học thành công thì uy lực vô cùng. Kiếm của Giê-xu là cây kiếm của người bạn kiếm khách của hắn trước khi chết tặng cho hắn. Ngày thường hắn đều lấy khẩu súng vàng của mình làm vũ khí, nhưng nó lại không đồng nghĩa với việc hắn không biết sử dụng kiếm. Hơn nữa hắn lại là một tay kiếm cao thủ. Lưỡi kiếm bật lại, như một cái lưỡi gắn đầy nọc độc đập ngược lại. Nhưng Giê-xu đã có chuẩn bị từ trước, hắn không hề tránh lui, chỉ hơi ngửa cổ ra đằng sau, tay trái đã tung ra một quyền. Phù! Trông thấy quyền của Giê-xu bay tới, kim đồng xòe bàn tay ra, như người ta chơi trò oẳn tù tì, dĩ nhiên là hắn muốn chộp lấy nắm đấm của Giê-xu. Kim đồng trực diện xòe tay chộp lấy cú đấm. Dĩ nhiên đây là ý nghĩ của hắn. Bởi vì hắn đã có một đôi bao tay chuyên dụng, chỉ cần nắm đấm của đối phương nằm trong bàn tay của mình thì hắn có thể làm cho nắm đấm đó trở thành tàn phế. Giê-xu chưa từng giao tranh với kim đồng, nhưng cao thủ chỉ cần xuất chiêu một cái là đã biết được đối phương muốn gì. Phán đoán tình huống là một tố chất cơ bản của cao thủ. Đối phương biến chiêu, Giê-xu biến chiêu lại nhanh hơn. Phút, Giê-xu lùi lại một bước, kéo dài lưỡi nhuyễn kiếm rồi một lần nữa đâm thẳng vào cổ họng của kim đồng. Lưỡi kiếm rung lên bần bật tóe lửa, giống như là nó chưa tìm ra mục tiêu vậy. Nhưng những tia lửa ánh lên khiến cho người ta biết rằng đây tuyệt đối không dễ ứng phó chút nào. Một nhát kiếm mà có hai tia, thì vừa mới nhập môn. Một nhát kiếm có ba tia thì kiếm pháp gọi là vào bậc trung cấp. Một nhát kiếm có đến năm tia thì gọi là kiếm pháp đại thành. Chí ít thì kim đồng đã cảm nhận được một áp lực nặng nề. Hắn biết rằng, không phải mũi kiếm này không tìm chính xác ra được mục tiêu, mà là người dùng kiếm căn bản là chưa nghĩ tới việc muốn tìm chính xác mục tiêu. Vì mục tiêu của anh ta chính là cả khuôn mặt mình, bất luận cho hắn có né tránh thế nào đi chăng nữa, thì anh ta đều có thể theo sát sau lưng. Kim đồng lùi hẳn lại phía sau, trường kiếm cũng theo sát như hình với bóng. Hay ya! Kim đồng nhanh thật, nhưng Giê-xu còn nhanh hơn. Thanh kiếm dài trong tay Giê-xu không rời xa khỏi khuôn mặt của kim đồng, hơn nữa anh ta còn nâng lên trên, chĩa thẳng vào mắt kim đồng. Răng rắc, y! Có tiếng cành cây bị giẫm gãy thành đoạn, chân trái của kim rồng giẫm vào nó khi lùi lại đằng sau. Cao thủ đọ chiêu thì bất kỳ một lỗi lầm nhỏ nào đều có thể là đòn chí mạng. Giê-xu biết cơ hội của mình đã đến, liền hất thanh kiếm lên một cái, vẽ luôn một vòng tròn trên bầu ngực không bằng phẳng của kim đồng. Kim đồng trong lúc hoảng loạn đã dùng tay để kẹp lấy thanh kiếm lại. Keng! Bàn tay của kim đồng va vào lưỡi kiếm, phát ra một âm thanh như hai thanh kim loại va vào nhau vậy. Thì ra là đôi bao tay của kim đồng cũng được làm bằng sắt hoặc làm từ một chất liệu gần giống sắt. Giê-xu nắm chặt lấy thanh kiếm, đẩy về phía trước. Nhưng hai tay kim đồng kẹp lấy kiếm làm cho nó không thể tiến về phía trước dù chỉ là 1 mm. Hơn nữa thanh kiếm này còn là nhuyễn kiếm nữa. Hai bên đều dùng lực từ hai phía, toàn thân kiếm bắt đầu thay đổi hình dạng. Rất nhanh thanh kiếm dài đã biến thành một hình elip, cũng có nghĩa là một đường tròn không theo quy tắc. Một Giê-xu tiếng tăm lẫy lừng cũng chỉ có thế mà thôi. Kim đồng nheo mắt cười nói, dùng súng đi, chúng ta đọ sức chính thức với nhau một lần. Yên tâm. Tôi sẽ không động đến người anh cần bảo vệ đâu, anh ta ắt sẽ có người khác lo liệu rồi. Bát đại chiến tường của hoàng đế cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Giê-xu cũng nở một nụ cười đẹp đến mê người, nhìn người đàn ông cũng anh tuấn không kém gì mình, tủm tỉm cười nói, dùng kiếm cũng thế cả mà. Thế thì, kim đồng còn chưa nói hết câu, thì hắn liền dùng một tay nắm chặt nhuyễn kiếm, tay còn lại hướng thẳng tới cổ của Giê-xu. Giê-xu hét lớn lên một tiếng. Bộ tóc vàng của anh ta tung bay trong gió. Xoẹt! Nội lực được đua vào khiến cho thanh kiếm mềm nhũn thoáng một cái đã trở nên thẳng tắp. Mũi kiếm xuyên qua bàn tay của kim đồng, hướng thẳng vào lồng ngực của hắn. Thật không ngờ, đường đường một đại trượng phu như mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn thế này. Muốn dùng nhuyễn kiếm luyện thành thanh thép cứng thì phải cần tới trình độ nhất định nào đó. Giê-xu làm được điều này rồi. Tại thời khắc này, anh ta đã không chỉ là Giê-xu nữa, mà anh ta còn là Phật Tổ Như Lai. Quá bất ngờ, không kịp phòng ngự, kim đồng không còn đường lui nữa. Vì vừa rồi sau những lần lùi ra sau liên tục, thì hắn đã ở rìa vách đá rồi.
quỷ ảnh bị đánh cho mất hết cả cảm giác. Hoàn toàn không còn biết trời đất là gì nữa. Mà không, có lẽ không phải là do bị đánh, mà là do kinh ngạc, sợ hãi quá nên mới vậy cũng nên. Sao lại có người đuổi theo được cả tốc độ của mình chứ? Trên đời này còn có cả người có thể đuổi bắt tung tích của mình một cách dễ dàng. Hắn đứng ngẩn người ra đó, chẳng biết nên làm gì cho phải bây giờ. Sao mày có thể làm vậy? Quỷ ảnh đứng trước mặt Tần Lạc, ngơ ngác hỏi. Ngày trước mỗi lần hắn tấn công thì nếu không trúng là hắn nhanh chóng lùi về chỗ cũ ngay. Nhưng lần này rõ ràng là hắn đã quên bén cả cái thói quen tốt đó của mình. Bốp! Tần Lạc lại cho hắn thêm một bạt tai nữa, cười nhạt nói, liên quan quái gì đến mày? Không đánh mày thì còn đánh ai nữa? Tần Lạc quả là rất giận dữ, hắn ta lại còn đặt ra được câu hỏi như thế này nữa chứ. Nếu hắn mà biết vì sao, mà tất nhiên là có biết cũng sẽ không nói cho hắn ta biết, nhưng sự thật là bản thân hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Tình huống này quá ư là đặc biệt, giống như là cảm giác khi xưa khi hắn học được châm thứ 5 của dấu bé Thái Ất Thần châm dấu lớn, tiến vào não bộ của Gabo vậy. Tựa như cả thế giới đột nhiên mở rộng ra, vạn vật đều hiện rõ lên trước mắt hắn vậy. Cho dù hắn có nhắm mắt thì cũng có thể nhìn rõ được quỷ ảnh đang chuyển động. Hơn nữa, tốc độ chuyển động của quỷ ảnh cũng không nhanh như khi trước nữa, mà chỉ giống như người bình thường mà thôi. Đối với một người có tốc độ như quỷ ảnh, thì Tần Lạc cảm thấy khó khăn vô cùng. Nhưng đối phó với một người bình thường, thì những cái bạt tai của Tần Lạc lại trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết. Hắn nổi giận rồi. Nổi giận thật sự rồi. Trước giờ quỷ ảnh chưa từng phải chịu một nỗi sỉ nhục nào như thế, mà không, phải nói là lăng nhục mới đúng. Chưa từng có bao giờ. Ngày trước đối với hắn mà nói thì nhiệm vụ bị thất bại là một việc vô cùng đáng xấu hổ, vậy mà bây giờ lại còn bị một tên bác sĩ cho bạt tai nữa chứ. Mày phải chết, quỷ ảnh lại một lần nữa chuẩn bị di chuyển. Tốc độ. Hắn điều chỉnh tốc độ của mình lên đến đỉnh điểm. Phải dùng máu của Tần Lạc mới có thể gột sạch được tất cả. Hơn nữa. Hắn còn nghĩ thầm trong bụng. Nếu người đàn ông và hai người đàn bà trước mặt mình đây đều chết hết, thì trên thế giới này không phải là chẳng còn ai biết đến chuyện mình bị người ta cho bạt tai hay sao?